Đi vào thang máy, Lâm Tuyết nhìn cách thang máy làm bằng inox sáng bóng hiện lên khuôn mặt hung ác của mình, hỏi trợ lý bên cạnh, vừa rồi mặt tôi khó coi lắm phải không? Trợ lý khéo léo đáp, đâu có, tôi thấy vừa rồi giám đốc Lâm suy nghĩ vấn đề quá tập trung thôi. Lâm Tuyết mỉm cười với trợ lý qua vách inox sáng như gương, chỉ là nụ cười nặn ra như vậy khó làm bản thân cô ta hài lòng, ra khỏi thang máy, mặt đanh lại, vào phòng hội nghị nhìn thấy đám nghiêm văn giới đều đã ngồi bên trong, mới nở nụ cười ngay bản thân cũng không rõ là thật hay là giả. Đây là tòa nhà cao nhất trong khu sản nghiệp phần mềm, trừ địa ốc tinh điển, tổng bộ của Hải Túc cũng thiết lập ở đây, sau khi mua sản nghiệp quán nét của Sáng Vực, cũng đem cơ cấu quản lý của nó chuyển về chỗ này. Ít nhất tòa nhà này làm chứng cho sự vồn vinh của Hải Túc, tinh điển. Tổn thất do sự cố Wi-Fi cây gây ra cho mạng Internet không như người trong nghề dự báo. Nhìn Lâm Tuyết đi vào, Vương Hải Túc đứng dậy mời cô ta ngồi xuống, thanh kiếm treo lửng lo trên đầu công chúng đã được nhẹ nhàng bỏ xuống. Các chỉ số của CT công nghệ chủ yếu ở Mỹ trong mấy ngày qua đều tăng trưởng lớn, không khác so với dự đoán trước đó, hiển nhiên, vinh quang năm nay vẫn thuộc về mạng Internet. Nhìn trên bàn đã chuẩn bị sẵn tài liệu cho cuộc họp hôm nay, Lâm Tuyết ngồi xuống bên Nghiêm Văn Giới, vừa trò chuyện với hắn, vừa tranh thủ thời gian xem tài liệu. Cô ta muốn nam nhân khác biết, không phải cô ta dựa vào dạng chân ra cho nam nhân chơi mới leo lên được vị trí ngày hôm nay. Chương 1155, qua đi nỗi lo Y2K 2. Trước đó một thời gian dài, truyền thông và công chúng đều thổi phồng mối nguy hại của Y2K. Thực tế khoảnh khắc chuyển từ năm 1999 sang năm 2000, sự cố Y2K gây ra tổn thất cho máy vi tính trên toàn cầu rất hữu hạn, ảnh hưởng với sản nghiệp Internet gần như bằng không, các chỉ số khoa học công nghệ trên sàn chứng khoán Nasdaq tiếp tục thăng tiến. Tựa hồ đúng là chẳng cần phải lo lắng gì, Lâm Tuyết nhăn mũi, ngẩng đầu lên hỏi Vương Hải Túc, gần đây Cẩm Hồ có hành động gì không? Microsoft và ISS đêm qua chính thức ký hiệp nghị chuyển nhượng cổ phần ở San Francisco. Microsoft dùng 900 triệu đô la Mỹ mua 30% cổ phần của âm nhạc toàn cầu, do công ty ngoại cảnh của hai bên hoàn thành giao dịch, Cẩm Hồ thậm chí không phải nộp một đồng thuế nào cho chính phủ Mỹ, đương nhiên cũng chẳng phải nộp một xu nào cho chính phủ trong nước. Vương Hải Thúc trả lời. Lâm Tuyết há mồm, Cẩm Hồ dám tham lam đòi Microsoft 900 triệu cho 30% cổ phần của âm nhạc toàn cầu đủ làm người ta kinh hãi rồi. Microsoft không tức giận mà còn ngồi xuống đàm phán thêm với Cẩm Hồ. Làm cả đống người chố mắt. Khi hiệp nghị song phương Trung Mỹ đạt thành, đám Lâm Tuyết đều ý thức được, Cẩm Hồ có khả năng thành công, chỉ không ngờ hiệp nghị chính thức ký kết nhanh như thế. Lâm Tuyết hơi nhụt chí dựa vào lưng ghế, đưa tay chống cằm mắt liếc qua Nghiêm Văn Giới, Vương Hải Túc một lúc hỏi, kế hoạch Cẩm Hồ thông qua ISS giảm cổ phần ở Côn Đằng Online cũng đang tiến hành phải không? Mỗi khi giảm tới một tỷ lệ nhất định, đều có đăng công khai ở Côn Đằng Online, mặc dù chưa có thông báo. Chỉ có thể nói thời gian đầu Cẩm Hồ không giảm nhiều cổ phiếu lắm, nhưng có thể khẳng định là bọn chúng đang giảm. Nghiêm Văn Giới gật đầu. Lâm Tuyết mỉm cười, bản thân cô ta nhận ra nụ cười này hơi lạnh, chưa nói quá xa, chỉ nói nửa năm trước, ai có thể ngờ rằng Cẩm Hồ dễ kiếm được từ hải ngoại 1.7 tỷ như thế. Vậy mà các phương diện còn tận lực tìm đủ mọi cách liên kết với nhau chèn ép Cẩm Hồ, không ngờ Cẩm Hồ lại phá vây ở chỗ không ai nghĩ tới. Mím môi suy nghĩ một lúc, Lâm Tuyết thở hắt ra. Tin mừng duy nhất đại khái là xây hai nhà máy tinh viên sẽ tiêu hao hết số tiền này của Cẩm Hồ. Căn cứ vào tỷ lệ cổ phần của Trung Tinh Vi Tâm, cho dù ti khởi động kế hoạch tăng cổ phần của TTVT từ 15% tới 20% thì xây hai nhà máy mới, Cẩm Hồ phải gánh trọng trách bỏ ra 1.4, 1,8 tỷ đô la Mỹ, nếu ti tạm hoãn kế hoạch tăng cổ phần Cẩm Hồ phải bỏ thêm 200 triệu đô la Mỹ nữa. Ít nhất nó cũng có tác dụng kích thích cổ phiếu của Hải Túc. Vương Hải Túc tự an ủi. Âm nhạc toàn cầu chỉ giới hạn ở thị trường âm nhạc trả phí mà giá trị trên 3 tỷ đô la Mỹ, 8.818 là nền tảng thương mại điện tử đầu tiên của Trung Quốc, giá trị đáng kỳ vọng, các nhà đầu tư vừa và nhỏ trong nước hẳn đã có so sánh hơn kém rồi. Tôi nghĩ điều chúng ta phải làm là lấy danh nghĩa của Hải Túc nắm thêm cổ phần của 8.818. Ngày 8 tháng 1, Hải Túc lại một lần nữa ngừng giao dịch đưa ra công bố, phát hành cổ phiếu định hướng mới với Hoành Tín, Tinh Điển, huy động 500 triệu. Trong đó 400 triệu sẽ đầu tư vào nền tảng thương mại điện tử của 8.818, làm cổ phần của Hải Túc từ 30% trước đó nâng lên tới trên 50%, số tiền còn lại phát triển sản nghiệp quán nét, khu sản nghiệp phần mềm và Samsung Hoành Tâm. So với cổ phiếu trước tháng 5, giá cổ phiếu của Hải Túc đã tăng trưởng gấp 20 lần, qua mấy ngày đầu năm 2000,
trị giá từ 6 tỷ tăng lên tới 8 tỷ 2, tựa hồ đột phá 10 tỷ cũng có thể nhìn thấy rồi. Đương nhiên trong làn sóng điên cuồng đó, không chỉ có một mình Hải Thúc đang bay múa, từ tháng 5 năm ngoái tới giờ tổng cộng có 6 cổ phiếu tăng lên trên 2.000%. Đem so với 5 loại cổ phiếu khác, Hải Thúc tựa hồ càng có lý do tăng trưởng hơn, mượn sát trọng tổ, thương vụ điện tử, lũng đoạn sản nghiệp quán nét, tham gia kiến thiết hạng mục tinh viên nền tảng của sản nghiệp, bất kể đề tài nào cũng mang tới TTCK cũng được hưởng ứng. Lúc này đại cổ đông của Hải Thúc tham gia phát hành cổ phiếu định hướng quy mô lớn, tất nhiên tăng cường thêm lòng tin của cơ cấu đầu tư chung và nhỏ. Singapore quanh năm đều là mùa hè, không có xuân hoa trăng thu, cũng chẳng có đông tuyết, từ kiến nghiệp lạnh ẩm tới thành phố sư tử nóng nực, Trương Khắc cảm thấy không quen cho lắm, cảm thấy thời tiết Singapore hơi nặng nề, nếu chẳng phải cô bé ở Singapore kia làm người ta nhớ mong, khó khăn lắm mới kiếm cớ tới đây, y chẳng có mấy thiện cảm với Singapore. Singapore là chính quyền duy nhất do người Hoa ở hải ngoại thành lập, nhắc tới Singapore, trong nước đều có cảm giác máu thịt thân thiết, thêm vào mấy năm qua Singapore và nội địa hợp tác mật thiết, cảm giác này càng thêm đậm. Nhưng tới Singapore rồi mới biết thực tế chỉ là tình cảm một chiều mà thôi, ở đây nhân khẩu tuy đa phần là người Hoa, nhưng chính trị, văn hóa đều ra sức Tây hóa, giáo dục tiếng Hoa vốn nên được chính phủ Singapore coi trọng thì lại mỗi ngày một xuống dốc. Lúc hoàng hôn, bầu trời Singapore có mưa nhỏ, vừa mới xuống máy bay Trương Khắc tìm một quán bar ở khu thương nghiệp, đợi Tôn Tĩnh Mông tới, buồn chán cầm báo cáo của TT nghiên cứu kinh tế về Hải Thúc xem. Nghiêm túc tính ra, Hoành Tín và Tinh Điển đổ vào Hải Thúc gần 1.4 tỷ. Đương nhiên số tiền đầu tư không là gì, vì lợi nhuận trên giấy của bọn chúng rất cao, giá trị của Hải Thúc đã trên 8 tỷ rồi. Tinh Điển và Hoành Tín hai lần tham gia phát hành cổ phiếu định hướng của Hải Thúc. Tổng cộng nắm thêm ước chừng 20% cổ phiếu của Hải Thúc, số cổ phiếu này chí giá chừng 1.6 tỷ, hết 12 tháng cấm giao dịch, số cổ phiếu này có thể bán ra thị trường công khai đổi sang tiền mặt. Ngoài ra mặc dù không thể tính được quy mô, nhưng có thể khẳng định Hoành Tín dùng vô số tài chính bên ngoài thị trường thao túng giá cổ phiếu của Hải Thúc, trong nửa năm giá cổ phiếu Hải Thúc tăng gần 20 lần, lợi nhuận ngoài thu được cũng rất kinh người. Chỉ cần cầm cự được tới tháng 5 có thể công khai phát hành cổ phiếu. Bọn chúng có thể kiếm được từ Hải Thúc 8 thậm chí 10 tỷ, dụ hoặc cực đợi như thế có lẽ chính là thứ khiến đám nghiêm văn giới hạ quyết tâm đánh cược một ván lớn. Trương Khắc nghĩ như thế, cầm chiếc thìa kim loại khấy cà phê trong chén, hương thơm cà phê rất thuần, y tới hơi sớm, Tôn Tĩnh Mông phải tan học mới tới được, ngồi trên ghế sofa, nhìn lượng xe đi lại trên đường phố rất ít, cơn mưa hoàng hôn làm thành phố thêm trầm tịch. Này, nghe tiếng gọi êm ái ngọt lịm, Trương Khắc quay đầu lại. Tôn Tĩnh Mông đã xua xua tay trước mặt mình, có phải hồn phách bị cô gái nóng bỏng của Singapore bắt mất rồi không? Nhắc anh một tiếng nhé, ở Singapore có kỹ viện công khai đấy, nhưng trêu ghẹo phụ nữ giữa đường thì bất kể khác đại thiếu gia ở trong nước có oai phong cỡ nào thì cũng bị ăn đòn. Vừa mới xuống máy bay, có cần phải dằn mặt người ta thế không? Anh tới Singapore dù là muốn tán tỉnh phụ nữ, cũng chỉ muốn tán tỉnh em thôi. Trương Khắc mỉm cười nhận lấy túi sách của Tôn Tĩnh Mông mời cô ngồi xuống. Pháp luật nghiêm ngặt của Singapore làm mọi thứ trông gọn gàng ngăn nắp, đi trên phố chẳng cần lo lắng vấn đề an toàn, người Singapore tựa hồ thói quen tuân theo quy củ, cho nên thành phố này có hơi trầm, có người rất thích ở Singapore, có người cảm thấy nơi này như sa mạc văn hóa, khô cằn ngột ngạt. Tôn Tĩnh Mông từ nhỏ ở Hong Kong, đã quen với lối giáo dục kiểu Anh, sống ở Singapore không có gì không thích ứng, cô tới Singapore là để học âm nhạc, đối với cô bé từ nhỏ đã dựa dẫm quyến luyến chị mình. Tôn Tĩnh Mông muốn làm chút gì đó cho thế kỷ hoa âm. Chương 1156, em không làm tình nhân của anh được một. Tôn Tĩnh Mông mặc chiếc tê, xất siêu dài màu xám, lúc khom mình ngồi xuống mới để lộ ra chiếc quần ngắn bên trong, đôi chân dài hoàn mỹ tận tình khoe bên ngoài, chiếc áo rộng mặc dù che đi đường cong của vòng eo nhỏ, bầu vú vểnh cao, nhưng nhìn cặp chân dài nõn nà cùng khuôn mặt than thần tinh tế, có thể cảm thú được tư vị dụ hoặc của cơ thể thanh xuân kiều diễm là như thế nào. Tôn Tĩnh Mông xuống xe vào quán bar, tóc dính nước mưa, có vài sợi tóc bết trên chiếc trán chón bóng, cô cẩn thận đi tới chỗ ngồi, không vội ngồi xuống, chăm chú nhìn vào đôi mắt của Trương Khắc, nhẹ giọng hỏi, ở kiến nghiệp có thi thoảng nhớ tới người ta không? Em nói xem, nếu không anh vất vả tới đây làm cái gì? Trương Khắc nhìn đôi mắt như tinh linh đó, chẳng biến nên lún vào hay vùng vẫy thoát ra, cứ nhìn thế một lúc, mới gọi bồi bàn mang menu tới. Ngồi ở quán bar Singapore chẳng thể tìm được cảm giác ở 1978, kinh doanh quán bar cũng phải nhìn người.
ông chủ nơi này có phải hạng phá gia chi tử như chúng ta đâu, người ta phải dựa vào nó nuôi sống gia đình, nói không chừng còn phải nuôi vài ba cô tình nhân, ở đây nuôi tình nhân không phải là phạm pháp đâu nhé. Tôn Tĩnh Mông cũng biết mình là đồ phá gia chi tử, cười giảo hoạt nháy mắt với Trương Khác, em xem băng pháo hóa đêm thiên hỉ rồi, thật tiếc không về kiến nghiệp, khi đó lòng cứ rối rắm mãi, cuối cùng được mẹ gọi về Hong Kong, thật tiếc, tới kiến nghiệp không chỉ được ngắm hoa hồng và pháo hoa, lại còn được xem anh ứng phó với Đường Thanh và Hứa Tư ra sao. Khụ, khụ, Trương Khác khe ho mấy tiếng, che giấu đi thoáng xấu hổ, cười nói, sớm biết thế chẳng gọi điện kể khổ với em nữa, tới đây lại còn bị em cười nhạo. Tôn Tĩnh Mông ngoẹo đầu danh mãnh nhìn Trương Khác, cô chẳng tin ra mặt của y mỏng như thế, không ngồi lý ở đây nữa, cùng em đi dạo phó được không, một mình lẻ loi ở nơi này, hiếm khi anh qua đây được một chuyến, thế nào cũng phải giả bộ giống một đôi tình nhân. Chỉ giả bộ thôi sao? Anh còn cho rằng thế nào? Tôn Tĩnh Mông chung mũi, kiêu ngạo hỏi. Phải một thời gian nữa Tông Thượng Nghĩa mới tới Singapore, phải kiếm chỗ giết thời gian mới được, Trương Khác uống hết cốc cà phê. Cùng Tôn Tĩnh Mông sóng vai đi ra ngoài, bước trên con đường mông lung mưa bụi. Ở Singapore, Tôn Tĩnh Mông đi một chiếc Mercedes màu bạc đường nét góc cạnh, lái xe tới phố thương nghiệp gần đó, trên phố thương nghiệp có khung kính mở che nắng, mưa lớn dần, nhưng trên phố vẫn đông đúc, hứng chí của mọi người không hề bị cơn mưa quấy nhiễu. Phó Tuấn và nhân viên theo cùng kiếm một quán cà phê gần đường, Trương Khác cùng Tôn Tĩnh Hương đi vào từng cửa hàng bán đồ cao cấp, giá cả đắt đỏ, Tôn Tĩnh Mông khoác cánh tay y. Người nép sát bên cạnh, Trương Khác có thể cảm nhận được nhịp tim cùng mùi hương thơm và da thịt mềm mại cơ thể thiếu nữ cách lớp vải mỏng, chớp mắt khôi phục lại sự êm đềm thân mật khi hai người ở chung với nhau tại kiến nghiệp. Trên phố có nghệ sĩ cầm đàn điện tử biểu diễn, một đám đông vây quanh, Tôn Tĩnh Mông chen lên phía trước, ngửa đầu nói với Trương Khác, khi em còn bé không chịu nổi không khí trong nhà, còn tính ra đường hát kiếm tiền, nhưng chẳng đi được bao lâu thì bị cha em bắt về. Vừa nói vừa dựa vào lòng Trương Khác. Trương Khác ôm lấy eo cô, tĩnh lặng đứng đó nghe người nghệ sĩ hát hết khúc tình ca này tới khúc tình ca khác. Bất chi bất giác bóng đêm buông xuống, Tôn Tĩnh Mông nghe thấy di động trong túi reo, lấy ra xem nghi hoặc nói, giờ này cha em phải ở trên máy bay chứ, sao lại gọi điện thoại cho em được. Tiếng nhạc ồn ào, Trương Khác không nghe rõ trong điện thoại Tôn Thượng Nghĩa nói gì, nghe lời Tôn Tĩnh Hương đáp lại, hình như sân bay quốc tế Hong Kong xảy ra chút chuyện bất ngờ nho nhỏ. Có chàng trai bị bạn gái bỏ, lúc cô gái rời khỏi Hong Kong xông vào xin cô gái cho một cơ hội. Chẳng biết chàng trai đó làm sao vượt qua được chốt an ninh trùng trùng, khiến cả sân băng vì chuyện này tạm thời đóng cửa, chuyến bay vì thế đến trễ. Cha em nói bị kẹt ở Hong Kong rồi, không biết khi nào mới đi được, cha em muốn em chiêu đãi anh, làm sao đây? Tôn Tĩnh Mông nghiêng đầu nhìn Trương Khác, đôi mắt sáng long lanh, tìm một nhà hàng siêu sang trọng, hay là tùy tiện mua chút rượu nhỉ? Chỗ em ở còn chút sủi cảo, chắc là đủ cho hai người ăn. Khi anh học sơ chung mỗi tuần chỉ được mẹ anh cho một đồng ăn vặt, phải có ba đồng mới đủ ăn sủi cảo, nhiều khi thèm quá không nhịn được đi lừa tiền tiêu vặt của Tiểu Thanh. Lúc đó anh có ước nguyện đời này nếu mỗi ngày được ăn sủi cảo không uống kiếp này. Chỉ biết ba hoa, Tôn Tĩnh Mông nguyết Trương Khác một cái, nghe thấy di động trong túi Trương Khác cũng kêu, biết là cha mình gọi, liền bảo y nhận điện thoại trước. Trương Khác nhận điện thoại xong bảo đám Phó Tuấn về khách sạn ăn cơm trước, không biết chuyến bay từ Hong Kong bị hoãn mất bao lâu. Lái xe tới căn hộ của Tôn Tĩnh Mông, cách khách sạn đêm nay Trương Khác định ở rất gần, mua rất nhiều bia rượu và thức ăn chín ở siêu thị. Tôn Tĩnh Mông hưng phấn vô cùng, gò má trắng trẻo ửng hồng, đôi mắt phơi phới xuân ý, tựa hồ chẳng hề lo lắng dẫn sói vào nhà. Cánh tay của Trương Khác bị ôm ôm gọn trong lòng, áp sát vào bầu ngực mềm xốp, tựa hồ so với nửa năm trước. Bầu ngực ấy lại đầy đặn thêm một chút. Vốn định đem một gian phòng ngủ cho người khác thuê, kiếm bạn sống chung, chị em tới Singapore ở một thời gian, vứt cả đống đổ trong đó, thế là đành thôi. Tôn Tĩnh Mông mở cửa phòng, díu díu như con chim non khoe chỗ ở của mình. Mặc dù chung cư này ở khu vực phồn hoa của Singapore, quản lý chung cư trông cũng rất cao cấp, nhưng căn hộ Tôn Tĩnh Mông ở lại không thể tính là xa hoa, so với tài phú của Tôn gia, hai gian phòng ngủ. Một gian thư phòng nói là quá đơn giản, đầy hơi thở nữ tính, trong phòng không bật điều hòa, có hơi ngột ngạt. Trương Khác thò đầu nhìn ban công phòng khách, quả nhiên còn phơi mấy bộ áo lót quần lót, cô bé này chẳng thay đổi chút nào. Tôn Tĩnh Mông mở tủ lạnh lấy sủi cảo đưa cho Trương Khác, bảo, em đi tắm đây, anh nấu sủi cảo nhé. Trương Khác cho sủi vào nồi hấp, cầm bia ra ghế sofa phòng khách, lật sách trên bàn, toàn là sách nhạc lý, vũ đạo, uống hết chai bia.
sủi cảo cũng chín, xếp ra đĩa bê ra, Tôn Tĩnh Mông tắm xong mặc áo cũ, mép áo tê, xuất còn có vết cà phê. Sao em không thay y phục? Trương Khắc hỏi. Chúng ta cả tối nay chúng ta sẽ dạo phố ở ngoài, thay y phục làm gì? Tôn Tĩnh Mông bĩu môi lườm Trương Khắc, cầm mở nút chai mở chai bia tu một hớp, giải cơn khát, nóng quá, em sắp đói chết rồi. Rồi ngồi xuống cạnh Trương Khắc, cầm đùa gắp một cái sủi cảo cho vào mồm, vừa chạm tới môi, la toáng lên kêu nóng, thổi phù phù cho nguội bớt, vừa cho miếng sủi cảo vào miệng nhai vừa suýt xoa, tựa hồ có thế mới làm con sâu trong bụng không dãy giụa nữa. Tôn Tĩnh Mông ở trong nhà không mặc quần đùi, cô ngồi xuống chiếc tê, sất vén lên, bên trên cặp đùi trắng như tuyết là một góc quần lót màu xanh, trong chiếc áo cũng chẳng mặc áo lót nốt, cô ngồi kề bên chân Trương Khắc, Trương Khắc ngồi trên ghế sofa. Qua cổ áo hé mở có thể nhìn thấy bầu vú trắng cao vút, hai nụ hoa hồng hồng hết sức khiêu khích. Vẫn là cách ăn mặc thoải mái chẳng chút gò bó nào khi hai người sống với nhau ở chung cư thanh niên. Ở Singapore em cũng mặc như thế này à? Trương Khắc nỗ lực tách ánh mắt khỏi bầu ngực của Tôn Tĩnh Mông. Làm sao có thể ăn mặc lộ liễu như thế trước mặt tên đại sắc lang anh được chứ? Tôn Tĩnh Mông lại tu một ngụm bia nữa, gó má hồng hào, đặt chai bia xuống chạy ra kéo rèm ban công xuống. Quay đầu lại hỏi, có muốn biết em mặc thế nào ở Singapore không? Chương 1157, em không làm tình nhân của anh được hai. Trương Khắc nín thở nhìn đôi mắt yêu mị của Tôn Tĩnh Mông, dưới ánh đèn gò má phớt hồng của cô tỏa ra sức quyến rũ vô hạn, Trương Khắc nuốt nước bọt gật đầu, chẳng lẽ em không mặc chút gì? Thế cũng chỉ sướng anh thôi. Tôn Tĩnh Mông đi tới nắm lấy tay Trương Khắc, bẻ quạt ra đằng sau, cho anh nhìn cũng được, có điều phải đồng ý với em hai việc, thứ nhất, chỉ được nhìn, không được chạm vào. Thứ hai, rời khỏi căn nhà này là phải quên ngay. Trương Khắc gật đầu cái rụp, ừ, em nói yêu cầu gì anh cũng chấp thuận. Được rồi, Tôn Tĩnh Mông đứng thẳng dậy, đi tới phía trước vài bước, phát chéo tay cởi chiếc áo ra, bầu ngực ngây thơ thánh khiến bật ra ngoài, tròn trịa mà đầy đặn, hai chấm hồng đỏ tươi nong nót ngạo nghễ nhô cao giữa quầng hồng nhàn nhạt, làm người ta chỉ muốn bóp lấy giày vò cho đã đời. Trong đầu Trương Khắc như có quả lựu đạn vừa nổi huỳnh một cái, máu toàn thân sôi trào, ánh mắt dần truyền xuống dưới chiếc bụng nhỏ phẳng lì không có chút thịt dư nào, đó là do cô rất ưa vận động, cặp mông tròn vểnh cao, đùi dài thẳng tắp mê hồn, vùng tam giác bị chiếc quần lót nhỏ màu xanh che đậy, có điều hơi mỏng manh, có thể nhìn xuyên qua thấy mảng đen xì xì. Tim Trương Khắc như có bàn tay vô hình bóp chặt, muốn nói vài câu giải tỏa áp lực, nhưng cổ họng khô rang, chẳng nói được ra lời. Không ngờ hôm nay sẽ đưa anh về nhà, hôm nay chỉ thế này thôi, được không? Tôn Tĩnh Mông rất hài lòng với vẻ mặt của Trương Khắc, duyên dáng đi tới, chân như bước theo nhịp điệu vũ đạo nào đó, ôm lấy mặt Trương Khắc, nhìn sâu vào mắt y, anh cũng biết, hiện em vẫn không thể làm tình nhân của anh, em và chị em, thế nào cũng phải có một người để lại cho ba mẹ em chút hy vọng. Thế có phải để anh đi dội nước lạnh một chút rồi mới ra ăn được không, nhớ mặc áo lại đấy. Trương Khắc dù ra sức không chế bản thân, cũng biết mình chịu không nổi kích thích thế này, thần kinh chỉ cần buông lỏng một chút thôi, thế nào cũng ôm lấy cơ thể động lòng người này đè xuống chà đạp một phen. Không sao hết, chỉ cần không làm chuyện kia là được rồi. Tôn Tĩnh Mông hé cánh môi hồng hôn lên lên môi Trương Khắc, cúi xuống thấy đúng quần y nhô lên một đống, khẽ bật cười, xấu quá, đừng để nó thỏ mặt ra gặp người ta. Nghe Tôn Tĩnh Mông nói thế, Trương Khắc không đợi thêm được một giây phút nào nữa, ôm ghì lấy cô vào lòng. Cảm nhận ra thịt non mịn nhẵn nhụi cùng sức đàn hồi kinh người đó, máu chảy dần dật, tim đập như trống trận, y nghiêm trọng hoài nghi mình có thể khống chế được bản thân hay không. Đưa hai tay bóp cặp mông săn chắc tròn trịa khỏe khoắn của Tôn Tĩnh Mông, đặt cô ngồi lên đùi mình, vòng ra sau đầu cô kéo sát lại, hôn lên cặp môi hồng khiêu gợi của cô, chớp mắt, ướt át, căng mịn, mềm mại, hơi thở thơm ngát của thiếu nữ, làm thần kinh của y mê muội. Tuy nói chẳng phải lần đầu tiên được thưởng thức cặp môi mềm này, chỉ là lần nữa được chạm vào nó, vẫn có cảm giác khiến người ta không kiềm chế được sự dụ hoặc điên cuồng từ nó mang lại, chiếc lưỡi tham lam tách hàm răng trắng, săn đuổi chiếc lưỡi nhỏ nhắn, mềm nhuyễn, tựa hồ đó là thứ thịt tươi non nhất trên thế gian này, nước bọt trong miệng cô cũng mang hương thơm khó diễn tả, làm Trương Khắc hôn say sưa. Trương Khắc một tay luồn vào tóc Tôn Tĩnh Mông, một tay tay bóp nặn hai con thở trắng trước ngực cô, biến nó thành đủ mọi hình dáng, nhưng dục vọng của y chẳng xoa dịu chút nào. Nó càng lúc càng nóng càng mất kiểm soát, tay còn lại rời mái tóc cô vuốt ve tấm lưng ong mượt mà, dần dần chuyển xuống dưới, xoa lên cặp mông tròn, rồi dò dẫm vuốt ve cặp đùi dài. Tôn Tĩnh Mông hai mắt nhắm nghiền, miệng thốt ra một tiếng rên nhẹ,
nhũn ra trong lòng Trương Khác, mũi phập phồng kịch liệt, thần trí mê man mặc cho y xâm chiếm thân thể, hưởng thụ khoái cảm mê loạn người yêu mang lại, chỉ đến khi Trương Khác sở tới giữa hai đùi mình mới đưa tay ngăn chặn. Di động trên bàn vang lên, đôi nam nữ đang bị tình dục bao vây đều giận nảy mình, Tôn Tĩnh Mông ngã trượt xuống sàn, cầm lấy di động xem, thì ra cha cô nói bất ngờ nhỏ bên phía Hong Kong đã được giải quyết xong, máy bay của cha cô chuẩn bị cất cánh. Tôn Tĩnh Mông chột dạ chỉ qua loa vài công, quỳ dưới đất bò tới ném di động lên bàn, cặp mông cô nhỏ nhắn mà săn chắc, tròn trịa đầy sức sống, chiếc quần lót nhỏ mà xanh căn bản không thể bao bọc được cả cặp mông, cả mảng mông trắng như trắng gà bóc lộ ra ngoài, quần lót ướt đẫm, nước chảy xuống cả đùi, trốn riêng tư phơi bày hết hình dạng hoàn mỹ của nó. Nhìn Tôn Tĩnh Mông đưa tay nhặt áo định mặc vào, Trương Khác chỉ muốn hét thật lớn phát tiết uất nghẹn trong lòng, cô bé này cơ thể khác người, hình như chỉ cần bóp mông bóp ngực là có thể đạt tới khoái cảm cực điểm rồi, với chuyện nam nữ thực sự tựa hồ không khao khát lắm. Trương Khác có chút không cam tâm, đi tới đặt Tôn Tĩnh Mông ngồi lên bàn, cúi đầu cắn nhẹ nụ hoa nhỏ, một tay mơn trớn bầu vú kia, miệng hồn dần dần qua vùng bụng phẳng lì, hỏi thăm khu vực thần bí sâu kín của thiếu nữ. Á, Trương Khác, anh làm gì? Tôn Tĩnh Mông rên rỉ, tay siết chặt đầu Trương Khác, luồng hơi nóng mãnh liệt phun ra từ khe sâu, gương mặt ngập tràn nét say mê cùng thỏa mãn. Trương Khác thì bại trận hoàn toàn, y thậm chí mới chỉ hôn lên đó mà cô bé này đã đạt được cao trào rồi, đúng là hàng cực phẩm. Tôn Tĩnh Mông hé mở đôi mắt tràn ngập xuân tình được thỏa mãn, nhìn bộ mặt nhăn nhó đau khổ của Trương Khác không nhịn được cười. Tuy cô chưa thực sự trải qua chuyện nam nữ nhưng cũng hiểu với nam nhân mà nói dục vọng không tìm chỗ phát tiết, tuyệt đối có thể so với tra tấn. Biết Trương Khác đang vì mình mà ra sức đè nén dục vọng bản thân, trái tim rung lên sao xuyến từng đợt, ôm vai Trương Khác thì thầm, em dùng tay giúp anh được không? Trương Khác ủ rũ lắc đầu, thôi, không cần, anh đi xả nước lạnh một cái là ổn thôi mà. Tôn Tĩnh Mông đột nhiên nổi cơn ương bướng nhất định muốn giúp Trương Khác giải tỏa mới thôi, ấn vai Trương Khác không cho y ngồi dậy, hít sâu một hơi, nhắm tịt mắt lại cho tay vào quần Trương Khác, nắm lấy vật cứng ngắt nóng hổi đó nhẹ nhàng vuốt lên vuốt xuống. Thế nhưng với một người đang bị dục hỏa thiêu đốt, điều này khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Trương Khác giữ lấy tay cô, khản giọng nói, được rồi, anh đi tắm đây. Không, nhất định phải để em giúp. Được rồi mà. Chưa được. Em muốn giúp anh thật chứ? Thật, Tôn Tĩnh Mông gật đầu chắc chắn. Trương Khác mắt sáng lên, ghé vào tai Tôn Tĩnh Mông thì thầm mấy câu, tức thì mặt cô đỏ như lửa, lắc đầu quầy quậy, không chịu. Vậy anh đi tắm đây. Trương Khác làm bộ mặt cực kỳ đau khổ. Tôn Tĩnh Mông lần nữa quật cường ấn vai Trương Khác, cắn môi do dự một lúc, miệng xinh hé mở từ từ hạ thấp người xuống. Chương 1158, dã tâm của Temasek. Máy bay từ Hong Kong tới Singapore mất 3 tiếng, Trương Khác tắm rửa xong, ăn hết đĩa sủi cảo mới rời khỏi chung cư. Singapore phạt rất nặng chuyện lái xe sau khi uống bia rượu, trước sau Tết Tây, cảnh sát Singapore càng kiểm tra nghiêm ngặt chuyện này. Tôn Tĩnh Mông đã uống 4-5 chai bia rồi, không dám lái xe nữa, nếu bị cảnh sát bắt được, sau này khỏi nghĩ tới chuyện lái xe ở Singapore nữa. Hai người bọn họ bắt xe taxi tới khách sạn Trương Khác ở, tụ họp với đám Phó Tuấn, rồi mới ra sân bay đón Tôn Thượng Nghĩa. Trung Tinh vì tâm thu mua nhà máy tinh viên 0.25 micron của Charter, đàm phán đa phương tiến hành bí mật, cơ bản ý kiến các bên đạt thành nhất trí, một miếng bánh lớn như vậy, Cẩm Hồ không hề muốn nuốt một mình. Với cách cục kinh tế hiện nay, cục diện nhiều bên cùng có lợi không phải khó tưởng tượng. Lần này Trương Khác tới Singapore chủ yếu là tham gia cuộc đàm phán cuối cùng, nếu không phát sinh vấn đề mới, lần này có thể chính thức ký hiệp nghị đồng thời công bố với bên ngoài. Đại biểu của Trung Tinh Vi Tâm, thì cùng đại biểu tập đoàn Vân Nguyên ngày mai mới tới Singapore, Trương Khác lấy cái cớ sáng mai tham quan tập đoàn cửa cảng Singapore đến trước một ngày, chuyện phối hợp với phía Singapore xây cảng Đông Sơn trước giờ do Tôn Thượng Nghĩa liên lạc. Cho nên ông cũng phải tới trước. Đón được Tôn Thượng Nghĩa về khách sạn thì đã là 4 giờ, cùng ăn khuya xong, Tôn Tĩnh Mông tất nhiên cũng ở lại khách sạn. Sáng sớm Quách Tùng Duyên dùng máy bay riêng tới Singapore ăn sáng với Trương Khác và Tôn Thượng Nghĩa. Từ Kuala Lumpur đi xe tới Singapore cũng chỉ mất vài 3 tiếng đồng hồ, đối với người có máy bay riêng như Quách Tùng Duyên mà nói, tới đây cũng chỉ như rời nhà đến văn phòng làm việc vậy. Tôn Tĩnh Mông không muốn tham gia bất kỳ hoạt động thương nghiệp nào, từ rất sớm đã rời khách sạn đi học rồi. Ngồi trên tầng thượng của khách sạn Fullerton, có thể nhìn thấy con sông Singapore đắm chìm trong ánh sáng ngày mới, sự phồn hoa của đất nước nhỏ bé này, tựa hồ đều hội tụ quanh con sông đó.
Singapore toàn lực phát triển nghiệp du lịch, khắp nơi là đủ các loại khách sạn, nhà hàng, có điều nói tới vẻ đẹp kiến trúc, đại khái chỉ có tòa nhà chính phủ và tòa án là có thể so với khách sạn Fullerton, nơi này từng là tổng cục bưu chính của Singapore. Quách Tùng Duyên giới thiệu cho Trương Khắc lịch sử lâu đời của khách sạn y đang ở. Hôm qua trong chung cư cùng Tôn Tĩnh Mông thác loạn rất lâu, sau đó đi đón Tôn Thượng Nghĩa, Trương Khắc chưa có thời gian cảm thụ vẻ đẹp cổ điển của Fullerton. Fullerton là khách sạn mang tính tiêu chí của Singapore, phía Singapore an bài bọn họ ở đây, hiển nhiên cũng hết sức để tâm. Khi tôi vừa xuống máy bay thì nhận được điện thoại của Ngài Lý Hiển Thành, thành viên BQT của Temasek, ông ấy sẽ bỏ thời gian ra dẫn chúng ta đi tham quan tập đoàn cửa cảng. Quách Tùng Duyên quay về việc chính. Ồ, Trương Khắc chẳng hỏi vì sao phía Singapore lại đột nhiên nâng cao quy cách tiếp đãi, ánh mắt Tôn Thượng Nghĩa trở nên nghi hoặc. Trước đó chỉ an bài một phó giám đốc của tập đoàn cửa cảng Singapore Tháp Thùng, Lý Hiển Thành là thành viên hạch tâm gia tộc Lý Thị Singapore, là quan viên cao cấp bộ tài chính Singapore, là một trong số người quyết sách của tập đoàn Temasek. Cẩm Hồ mặc dù đã cắm rễ rất sâu ở nội địa, nhưng ở trong tập đoàn tài chính lớn châu Á, Cẩm Hồ vẫn chỉ là nhân vật họ hạng ba, an bài Lý Hiển Thành Tháp Thùng, ít nhiều làm người ta bất ngờ. Trương Khắc cũng chẳng vì thế mà cảm thấy vinh hạnh, y nhíu mày. Thà nhận được quy cách tiếp đãi bình thường còn hơn, chẳng phải đau đầu suy nghĩ nguyên nhân Lý Hiển Thành ra mặt tiếp đãi. Trong lúc ăn sáng, Quách Tùng Duyên nhận được cú điện thoại, báo, Ngài Lý Hiển Thành tới sớm hơn chúng ta dự liệu. Ai, Trương Khắc thở dài, ăn sáng cũng chẳng được yên thân, chuyện tiếp đãi quy cách cao này càng ít càng tốt, nghĩ thế nhưng không thể không bỏ dụng cụ ăn xuống, theo Quách Tùng Duyên ra ngoài đón để biểu thị tôn trọng. Lý Hiển Thành chừng 40 tuổi, vóc người tầm trung. Mặc gầy gò, chán tóc thưa thớt, là thành viên hạch tâm của Lý Thị, tướng mạo ông ta hơi giống người được dân Singapore coi là người cha của đất nước, với một người ở vị trí cao, tuổi tác thế này là khá trẻ. Trương Khắc bắt tay ông ta, nghe Quách Tùng Quyên giới thiệu hai bên, thầm tính phải hàn huyên thế nào, Lý Hiển Thành đã nói, tôi luôn muốn tận mắt thấy anh hùng đã sáng lập lên Cẩm Hồ, đêm hôm qua mới về Singapore, không gọi điện trước mà lỗ mãng đến đây, hy vọng không quá đường đột. Đâu có. Trương Khắc cười, phải do tôi tới bái phỏng mới đúng. Quách Tùng Duyên và Lý Hiển Thành quan hệ khá thân mật, liền mời ăn sáng cùng. Mặc dù nhìn vào bảng phú hào thương nhân người Hoa không thấy cái tên Lý Thị Singapore đâu, nhưng không một gia tộc nào dám đứng ra tuyên bố mình có thực lực kinh tế, ảnh hưởng lớn hơn bọn họ trong giới thương nhân người Hoa. Quan hệ giữa Singapore và nội địa lúc này có vẻ như trong tuần trăng mật, nhưng thực chất chỉ được cái vẻ ngoài, điều này liên quan lớn tới dã tâm của gia tộc Lý Thị. Sau khi kinh tế nội địa quật khởi, dần dần hình thế thế nước lớn, địa vị chính trị của gia tộc Lý Thị trong giới thương nhân người Hoa càng suy yếu, khá tránh hỏi hụt hẫng. Thêm vào đó Singapore cách xa đại lục, diện tích đã nhỏ lại bị các đảo Nam Dương bao vây, lựa chọn chính trị rất ít, đợi tuần trăng mật qua đi, quan hệ hai bên sẽ trở nên lãnh đạm. Lúc này Cẩm Hồ không thể mất đi ủng hộ của phía Singapore, bất kể là việc xây cảng đảo Đông Sơn hay nhà máy tinh viên, đều cần hỗ trợ kỹ thuật, tài chính của Singapore. Nhưng quan hệ chung, sinh tương lai có khả năng lãnh đạm, Cẩm Hồ phải tránh phía Singapore thẩm thấu quá sâu. Xuất phát từ suy tính này, trừ qua lại thương nghiệp bình thường, Trương Khắc không muốn có quan hệ tư nhân với thành viên gia tộc Lý Thị, cho nên tuy thi thoảng có bay qua Singapore, nhưng y rất ít khi ở lại. Lý Hiển Thành dùng dao dĩa rất ưu nhã, cười nói, đối với lần hợp tác này, chúng tôi đã chuẩn bị một phương án bổ sung, chỉ là lúc này xem ra không hợp thời cơ nữa, tôi rất mong được kết bạn với Khắc thiếu gia. Nên nghĩ giao lưu riêng tư một chút cũng không sao. Trương Khắc lẩm bẩm trong bụng, biết không hợp thời thì đừng nói ra. Mặt thì giữ nụ cười ôn hòa, có cơ hội học tập tiền bối, là vinh hạnh của tôi. Trung Tinh vì tâm muốn mua một nhà máy tinh viên của Charter, còn muốn xây một nhà máy cao cấp hơn hoàn thành bố cục sản nghiệp, là đại cổ đông số 1, Cẩm Hồ ít nhất phải gánh nghĩa vụ góp vốn khoảng 1,4 tỷ đô la Mỹ. Lý Hiển Thành lúc nói chuyện có thói quen xoa tái trán sắp hói của mình. Khi đó chúng tôi không nghĩ tới Cẩm Hồ có thể kiếm được lượng lớn tài chính từ Microsoft và Côn Đằng Online, chị ấy nghĩ Cẩm Hồ là xí nghiệp người Hoa xuất sắc nhất những năm qua, là ngôi sao sáng trong thương người Ho, Temasek không thể khoanh tay ngồi nhìn khi Cẩm Hồ rơi vào khó khăn, cho nên chúng tôi soạn ra một phương án để giảm bớt áp lực cho Cẩm Hồ. Hiện ra hoàn toàn không hợp thời nữa. Cái gọi là phương án bổ sung đại khái là Temasek đầu tư vào xí nghiệp hạch tâm của Cẩm Hồ. Sau đó do xí nghiệp đó hoàn thành nhiệm vụ đầu tư với TTVT. Cùng với City đầu tư chính phủ Singapore,
Temasek là một trong số hai tập đoàn đầu tư thần bí nhất của Singapore, rất ít khi công bố tài liệu tài chính ra bên ngoài, trường khác ước chừng mấy năm qua Singapore đầu tư vào nội địa khoảng 150 tỷ tới 200 tỷ đô la Hồng Kông. Nếu cho phép Temasek thẩm thấu, Cẩm Hồ sau này không cần quá lo về vấn đề tài chính nữa. Chương 1159, dần sáng tỏ một. Hiển nhiên Quách gia, Trần gia, Mã gia đều là quần thể thương nhân thuần túy, không có dã tâm chính trị mạnh mẽ, kết thành quan hệ đồng minh với bọn họ, có lợi cho Cẩm Hồ mở rộng sức ảnh hưởng trong giới thương nhân người Hoa, không lo có nguy hiểm chính trị nào. Ngoài ra Quách gia, Trần gia, Mã gia mặc dù là hào phú một phương, nhưng về thực lực kinh tế không có ưu thế áp chế Cẩm Hồ có thể giữ được địa vị chủ đạo. Sau lưng Temasek là chính phủ Singapore, ý đồ chưa chắc đã thuần túy, huống hồ Temasek có thực lực nuốt chửng cả Cẩm Hồ, cho dù có thể hạn chế ảnh hưởng của Temasek trong phạm vi nhất định, nhưng loại thẩm thấu một chiều này không phải là cục diện Trương Khác muốn thấy. Lựa chọn tốt nhất là tiến hành hợp tác ở hạng mục cố định thôi. Trương Khác mặt bình thản nhìn qua Tôn Thượng Nghĩa, ông hiểu ý nói, 900 triệu đô la Mỹ của Microsoft sớm đã nằm trong dự toán của chúng tôi rồi. Có điều vô cùng cảm ơn Temasek suy nghĩ chu đáo thanh cho Cẩm Hồ, có những lời này của ngài Lý, Cẩm Hồ nếu gặp phải khó khăn gì, có dũng khí thương lượng với Temasek rồi. Quách Tùng Duyên khá là ngạc nhiên, Cẩm Hồ sớm đã nắm chắc Microsoft sẽ đồng ý tất cả điều kiện của mình sao? Không, 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 Trương Khác lắc đầu, y rất vui lòng chuyển đề tài đi, là chúng tôi muốn có được 900 triệu đô la Mỹ của Microsoft đã sẵn sàng đồng ý rất nhiều điều kiện của họ. Nhưng một số chuyện hiện chưa thể nói kỹ, thật sự xin lỗi. Quách Tùng Duyên gật đầu biểu thị hiểu ý. Lý Hiền Thành thấy Trương Khác, Tôn Thượng Nghĩa tỏ ra không hứng thú mấy, biết lúc này đề xuất đầu tư vào Cẩm Hồ không phải là thời cơ tốt, cho dù Cẩm Hồ miễn cưỡng đồng ý, phát hành cho Temasek một ít cổ phần, cũng chẳng có được cái giá tốt, thầm nghĩ Cẩm Hồ có động tác lớn như thế, thế nào cũng có lúc bị tài chính siết lấy cổ không thở nổi, đó mới là thời cơ tốt. Chỉ tá Tú Tàng biết tin cao tầng Cẩm Hồ, Ti, Vân Nguyên, Trung Tinh Vi Tâm tụ họp ở Singapore hơi muộn một chút. Lý Hiển Thành là nhân vật hiển quý của gia tộc Lý Thị, ông ta theo tiếp đãi toàn bộ hoạt động, muốn che giấu hành tung cũng khó, giới truyền thông khi đăng tin khả năng phải che giấu phần nào đó, nhưng tin tức khó mà qua mắt được người trong nghề. Chỉ tá Tú Tàng có thể đoán được thời gian qua Cẩm Hồ, Ti và phía Singapore luôn tiến hành thương thảo bí mật chuyện TTVT đầu tư xây dựng nhà máy tinh viên. 3,4 tỷ đô la Mỹ dù đặt ở Nhật Bản cũng là hạng mục lớn hiếm có rồi, các đại cổ đông của TTVT muốn đạt thành ý kiến thống nhất không đơn giản. Mỗi một cổ đông có theo đuổi lợi ích khác nhau, cho dù Cẩm Hồ nắm quyền chủ đạo ở TTVT, thì ý kiến của Ti, chính phủ Singapore vẫn rất có phân lượng, không thể xem thường. Theo thông lệ đàm phán kiểu này đều tiến hành bí mật, một khi các nhân vật trọng yếu xuất hiện, có nghĩa là đàm phán đi vào giai đoạn cuối cùng. Có lẽ ký hợp đồng ngay trước bữa tối cũng không làm người ta bất ngờ. Làm chỉ tá Tú Tàng khó hiểu là, vì sao cuối cùng lại chọn địa điểm đàm phán ở Singapore? Rốt cuộc bọn họ đạt thành hiệp nghị thế nào? Lúc này trong các đại cổ đông của TTVT, Cẩm Hồ nắm quyền khống chế cổ phần, dù sau này thì thực hiện quyền mua lại 5% cổ phần, thì cổ phần của Cẩm Hồ chỉ giảm tới 47%, mất đi quyền khống chế tuyệt đối, nhưng địa vị vẫn hơn xa các cổ đông khác. Địa vị của phía Singapore còn kém cả Ti, tầm quan trọng thậm chí không bằng các cổ đông thượng tầng quản lý. Quan trọng nhất là địa điểm đàm phán lại chọn tiến hành ở Singapore, làm người ta khó hiểu. Trong nơi ở tại Bắc Kinh, chỉ tá Tú Tàng đi chân đất bước trên sàn đó lạnh lẽo, đứng trước cửa sổ nhìn ánh tịch dương đỏ au phía tây, mày nhíu lại, mặc dù câu đố sẽ sớm hé mở, nhưng hắn lo nó chênh lệch quá lớn so với suy đoán của hắn. Tiểu Trạch Hùng thì ngồi bên bàn. Nhéo mắt nhìn ánh tịch dương xuyên qua kẻ lá của bụi cây bên ngoài. Nét Hoa Hạ theo sau TTVT lập hạng mục nhà máy tinh viên 0.25.18 micron, trừ dẫn tiến kỹ thuật từ Nét ra, thậm chí còn được phía Nhật cung cấp lượng lớn khoản vay chính sách lãi suất thấp, hóa giải áp lực tài chính. Tài chính TW Trung Quốc chẳng phải dư giả lắm, 3,4 tỷ đô la Mỹ, đủ làm một cái hàng không mẫu hạng nguyên tử rồi. Tiểu Trạch Hùng là người phụ trách toàn quyền phía Nhật, áp lực rất lớn. Sau ra chỉ tá Tú Tàng đứng sau giật dây, chẳng phải chịu trách nhiệm gì. Hiện giờ thế cục đã tương đối rõ ràng rồi, mặc dù kế hoạch trước đó tương đối hoàn mỹ, nhưng nỗ lực phong tỏa Cẩm Hồ ở mặt tài chính có thể nói đã hoàn toàn thất bại. Ai mà ngờ được Microsoft chấp nhận cái giá trên trời của Cẩm Hồ. Tin tức này còn tăng cường lòng tin của thương nhân người Hoa Đông Nam Á vào thương vụ Cẩm Hồ,
làm năng lực huy động vốn của Thương vụ Cẩm Hồ tăng mạnh, cho dù Cẩm Hồ không giảm cổ phần tại Côn Đằng Online, huy động vốn xây dựng hai nhà máy tinh viên không phải là quá khó khăn. Tiểu Trạch Hùng nghĩ, ngừng xây dựng nhà máy mới của Nét Hoa Hạ có khi là lựa chọn sáng suốt. Tâm tư của Chí Tá Tú Tàng lại hoàn toàn không ở chuyện này, quay người lại hỏi, vì sao bọn chúng lại chọn đàm phán cuối cùng ở Singapore? Không phải có tin tức chính xác nói Charter mấy năm qua liên tục thua lỗ khiến chính phủ Singapore e ngại đầu tư vào nhà máy tính viên sao? Có lẽ phía Singapore nhìn vào tốc độ trưởng thành mau chóng của Cẩm Hồ, dù xây dựng nhà máy tinh viên có nguy hiểm hơn, nói không chừng mong đợi hợp tác ở lĩnh vực khác có thể giảm bớt nguy hiểm ở xây dựng nhà máy tinh viên. Tiểu Trạch Hùng phân tích, nếu Cẩm Hồ đồng ý chuyển nhượng một phần cổ phần xí nghiệp hạch tâm, hẳn phía Singapore sẽ không keo kiệt. Chỉ tá Tú Tàng lo chuyện này, nếu Cẩm Hồ chấp nhận để chính quyền Singapore thẩm thấu sẽ càng trở nên khó chơi, chưa nói tập đoàn đầu tư chính phủ Singapore, Temasek có thể dễ dàng huy động chục tỷ USD, tốc độ trưởng thành của Cẩm Hồ kết hợp nguồn vốn hùng hậu, sẽ thành con quái thú làm người ta khiếp sợ. Lý Hiển Thành tham gia hoạt động chiêu đãi, nói không chừng có ý đồ sâu hơn. Chỉ tá Tú Tàng lắc đầu phủ nhận khả năng này, hiện căn cơ của Cẩm Hồ chưa đủ chắc, nếu để Temasek thẩm thấu, dễ dàng bị mất quyền chủ đạo. Trương Khắc không ngu xuẩn như thế. Đương nhiên Sematech có ý đồ này cũng là rất bình thường, nếu bỏ ra 10 tỷ mua toàn bộ Ái Đạt, anh có làm không? Cái này hình như đâu cần thảo luận. Nếu Cẩm Hồ thực sự có ý để Ái Đạt lên TTCK hải ngoại, giá trị thị trường không hơn được 20 tỷ đô la Mỹ mới làm người ta khó tin. Kim Nam Dũng hay tin các đại cổ đông của Trung Tinh Vi Tâm tề tụ ở Singapore, liền tới gặp Lý Tại Thù. Đây là thư viết tay của hội trưởng chuyển tới từ Tổng Bộ. Lý Tại Thù bình tĩnh ngồi sau bàn làm việc, đẩy một bức thư tới cho Kim Nam Dũng xem. Thị trường tinh viên châu Á chấn động thêm kịch liệt, nhà máy tinh viên Singapore sinh tồn thêm khó khăn, sẽ chuyển dây chuyển sức cạnh tranh kém tới khu vực chi phí sản xuất thấp, ở bản địa chú trọng vào công nghệ tiên tiến. Đây là đường tắt cầu sinh tồn của nhà máy tinh viên Singapore, chính quyền Singapore có nhận thức này. Kim Nam Dũng xem xong thư của Lý Kiện Hy, ngớ ra nửa ngày trời mới nói, chỉ tá Tú Tàng phí tâm cơ làm bao chuyện như thế, cuối cùng uổng phí hết sao? Có phải thế không, hẳn sắp có tin tức ngay thôi. Singapore thực ra là một mắt xích của chuỗi sản nghiệp Âu Mỹ, không có phương Tây ngầm cho phép, không thể đơn phương đem dây chuyển tinh viên cấp cao chuyển tới đại lục. Chính quyền Mỹ phê chuẩn hiệp nghị chuyển nhượng kỹ thuật giữa Ti và Cẩm Hồ, thực tế có thể nói là ngầm cho phép Singapore đưa dây chuyển sản xuất tinh viên 0.25.18 micron vào đại lục. Chương 1160, dần sáng tỏ 2. Hay là tôi cũng nên dốc hết gia sản ra mua cổ phiếu của Charter nhỉ? Kim Nam Dũng đùa. Chỉ e không kịp nữa, trước khi TTCK London mở cửa, câu đố sẽ được hé mở. TTCK London mở cửa vào 4 giờ chiều giờ Bắc Kinh, Lý Tại Thù xem đồng hồ, đã 2 giờ chiều, kết quả có lẽ sẽ có trong 2 tiếng nữa, Charter có 6 dây chuyển 0.35 micron, 10 dây chuyển 0.25 micron, 8 dây chuyển 0.18 micron, kế hoạch xây dựng 6 dây chuyển 0.13 micron đã đóng băng. Khả năng lớn nhất là đem đại bộ phận dây chuyển 0.25 micron, một phần nhỏ dây chuyền 0.18 micron chuyển nhượng cho Trung Tinh Vi Tâm lấy tài chính khởi động lại xây dựng dây chuyền 0.13 micron. Lúc này thư ký gõ cửa đi vào báo cáo, chuyên vụ, tin tức mới nhất tập đoàn Temasek và Charter cùng với Trung Tinh Vi Tâm sẽ tổ chức cuộc họp báo tại khách sạn Fullerton vào lúc 3 giờ chiều. Kim Nam Dũng hỏi, có truyền hình trực tiếp không? Không có, thư ký trả lời, nhân viên công tác phòng nghiên cứu kinh tế tổng bộ đang ở Singapore. Sẽ tới tham dự cuộc họp báo. Cũng gần bằng tường thuật trực tiếp rồi. Lý Tại Thù gật đầu. Đúng 3 giờ cuộc họp báo tổ chức, nội dung được nhanh chóng chuyển qua fax. Temasek sẽ đem cổ phần nắm giữ ở TTVT với nguyên giá rót vào Charter. Charter đem 2 dây chuyển 0.35 micron, 6 dây chuyển 0.25 micron, 2 dây chuyển 0.18 micron bán cho Trung Tinh Vi Tâm với giá 1,6 tỷ đô la Mỹ. Đồng thành thực hiện nghĩa vụ đầu tư xây dựng nhà máy mới. Cuối cùng Charter có 15% cổ phần của TTVT và 1,3 tỷ đô la Mỹ tiền mặt, ngoại trừ có được tài chính cần thiết xây dựng dây chuyền sản xuất tiên tiến hơn, quan trọng nhất là biến dây chuyền lỗ vốn thành tài sản chất lượng. Mặt khác Charter còn có được lượng lớn đơn đặt hàng gia công chip thay cho Cẩm Hồ, thì tăng cường năng lực doanh lợi. Temasek nhìn có vẻ chẳng được lợi gì, nhưng cải thiện được rất nhiều tình hình tài chính của Charter. Mấy năm qua Charter là gánh nặng lớn của Temasek,
bỏ được cái gánh nặng này xuống là có lợi lớn rồi. Đối với TTVT và Cẩm Hồ, Ti mà nói, xây dựng hai nhà máy mới áp dự toán xuống tới 2 tỷ đô la Mỹ, tránh được tổn thất lớn do sản lượng thị trường tinh viên châu Á tăng vọt. TTVT mặc dù rất coi trọng bồi dưỡng nhân viên kỹ thuật bản địa, nhưng dù coi trọng tới đâu mới chỉ tròn 2 năm hoạt động, mà bồi dưỡng kỹ sư trung cao cấp phải cần 5 năm trở lên, mặc dù có kỹ thuật từ Ti, nhưng TTVT thiếu hụt nhân viên kỹ thuật tiêu hóa và vận hành được kỹ thuật mới này. Trong hiệp nghị cuối cùng giữa TTVT và Charter, bao gồm điều khoản cho 100 kỹ sư của Charter tham gia kiến thiết nhà máy tinh viên 0.25 micron ở Kim Sơn. Kim Nam Dũng ngồi trong văn phòng của Lý Tại Thù nghiền ngẫm hiệp nghị hợp tác giữa TTVT và Charter được công khai ra ngoài, bất chi bất giác đã đến 4 giờ, giờ TTCK London mở cửa, Lý Tại Thù mới đi ra ngoài một lúc, trở về hỏi Kim Nam Dũng, anh không thể dốc hết gia sản ra mua cổ phiếu của Charter, có biết mình tổn thất bao nhiêu không? Ngồi về bàn, xoay màn hình về phía Kim Nam Dũng. Chỉ có 500% thôi mà, nhiệt tình qua đi, khả năng sẽ rớt giá trở lại. Kim Nam Dũng cười gượng, Charter liên tục 9 quý thua lỗ, được coi là cổ phiếu không được ưa chuộng tại TTCK London, lúc này giả bay vọt lên trời, từ đó có thể thấy hiệp nghị hợp tác giữa TTVT và Charter được hoan nghênh cỡ nào. Nói ra thì Temasek đại cổ đông của Charter hưởng lợi sổ sách lớn nhất, Samsung và các tập đoàn Nhật muốn phá vỡ sự hợp tác giữa TTVT và Charter là cực kỳ khó khăn. Lý Tại Thù thở dài, không biết trong lòng chỉ tá Tú Tảng sẽ nghĩ gì. Ngày mai anh cùng tôi tới Văn Chu một chuyến. Không chỉ hạng mục Samsung Hoành Tâm phải tăng tốc, đối diện với khí thế hùng hổ như vậy của Cẩm Hồ, việc bố cục các sản nghiệp khác của Samsung ở Trung Quốc cũng phải tăng tốc mới được. Tiếp đó ở Singapore, Trương Khắc không có cơ hội được ở riêng với Tôn Tĩnh Mông nữa, ngày 10 tháng 1 rời Singapore, qua Hong Kong bay tới Kim Sơn. Sinh viên Đại học Hong Kong đã bắt đầu kỳ nghỉ đông dài tới một tháng, Đường Thanh tới Kim Sơn trước Trương Khắc 2 ngày. Trương Khắc tới Kim Sơn trong lòng tất nhiên mong mỏi kéo Đường Thanh tới nhà từ học bình ăn trực một bữa, hoặc trực tiếp tới nhà Đường Thanh đích thân vào bếp nấu một bữa cho mọi người ăn. Còn chưa tới được đại sảnh đón tiếp, đang đứng ở đường băng chuyển hành lý, Trương Khắc đã thấy một đống người chen chúc đứng trong đại sảnh, Đường Thanh đứng ở bên cạnh Triệu Hữu Luân hưng phấn vẫy tay gọi y. Trước khi lên máy bay, Trương Khắc gọi điện cho Đường Thanh, bảo cô tới đón mình, tranh thủ lúc hoàng hôn tới đông đường ngắm chim về tổ. Không ngờ Triệu Hữu Luân tới góp vui, còn kéo cả một đống quan viên theo cùng. Triệu Hữu Luân nóng vội muốn gặp Trương Khắc, biết hôm nay y sẽ tới Kim Sơn, nhưng không biết y chuyển máy bay ở đâu, càng không biết chuyến bay cụ thể, nên theo dõi Đường Thanh, theo cô tới sân bay chặn đường Trương Khắc. Trương Khắc có trao đổi kế hoạch đầu tư của Cẩm Hồ ở Kim Sơn với Triệu Hữu Luân, nhưng trong mắt Triệu Hữu Luân đó chỉ là cái bánh vẽ, trước khi nó được thực thi, dù Trương Khắc có mang cả trăm trang kế hoạch thư cho mình xem. Triệu Hữu Luân cũng không hy vọng mấy. Cái hạng mục bột giấy cả chục tỷ ấy, chẳng phải đến giờ vẫn là cái bánh vẽ sao? Cho tới tận khi hiệp nghị giữa TTVT và Charter công bố ra bên ngoài, kế hoạch xây dựng nhà máy tinh viên được vén màn lộ ra khuôn mặt thực sự, Triệu Hữu Luân mới tin bánh tới rồi, nhưng TTVT sẽ xây dựng mấy dây chuyền ở Kim Sơn, mấy dây chuyền ở Kiến Nghiệp, nhà máy bên này có khởi công trước không? Những vấn đề này chưa quyết, Triệu Hữu Luân ăn ngủ không yên. Là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của tỉnh Giang Nam, vậy mà tới giờ Kim Sơn chưa có hạng mục đầu tư độc lập nào cấp bậc 1 tỷ đô la Mỹ, nói ra đúng là mất mặt. Hồ Kim Sơn vỡ đê tạo thành ảnh hưởng xấu quá lớn, thêm vào tỉnh hiện nay đang đặt trọng tâm phát triển kinh tế ở Tân Đình, Triệu Hữu Luân dù là bí thư khiên thị trưởng nắm trọng quyền, nhưng ngày tháng không dễ sống chút nào. Thấy Trương Khắc đi ra đại sảnh, Triệu Hữu Luân chẳng để ý tiểu tình nhân của người ta đang nóng lòng âu yếm, tranh trước Đường Thanh một bước. Đi tới cười sang sáng, cậu không phải định lén la lét lút đến rồi đi chứ hả? Thế này, Trương Khắc biết không thoát được Triệu Hữu Luân rồi, xem đồng hồ nói, kế hoạch của tôi là xuống máy bay xong sẽ tới đông đường ngắm chim, sau đó cùng Tiểu Thanh tới nhà bác Tử ăn cơm, bí thư Triệu nếu có thể chiều theo thời gian của tôi thì cùng tôi tới nhà bác Tử ăn trực đi. Có cơ hội thân thiết với bí thư tỉnh ủy thì quá tốt rồi, Triệu Hữu Luân vội gật đầu, như vậy là tốt nhất, hạng mục đông đường cũng vào giai đoạn tiền kỳ rồi. Tôi đang định bỏ thời gian tới xem. Thêm Triệu Hữu Luân, tiệc nhà chẳng thành tiệc nhà nữa, Đường Học Khiêm ở Tân Đình, Cố Kiến Bình chẳng đến góp vui, Trương Khắc và Đường Thanh đi xem chim về tổ không mất nhiều thời gian lắm, tiếp đó lái xe tới thẳng nơi ở của Từ Học Bình, Từ Học Bình đã về nhà trước, còn mời cả Lương Vĩ Pháp tới.
Nơi ở của Từ Học Bình tại Kim Sơn vườn trước sân sau đầu cây cối tùm thanh tĩnh, dù giữa mùa đông giá rét, cũng chẳng tiêu điều mấy. Mọi người ngồi trong thư phòng trò chuyện, tới bước ngày hôm nay, Trương Khắc không làm hồi hộp thêm nữa, nói thẳng, trung tinh vi tâm sẽ có 2 dây chuyển 0.35 micron, 6 dây chuyển 0.25 micron đặt ở Kim Sơn, tổng đầu tư ước chừng 1,6 tỷ đô la Mỹ. Triệu Hữu Luân không ngờ hạn mục đầu tư 2 tỷ đô la Mỹ, Kim Sơn được chia tới 8 phần, ông ta xoa tay, hưng phấn khó nói lên lời, nhưng đồng thời cũng nghĩ, phương án của TTVT thế này liệu có làm cho kiến nghiệp bất mãn không? Nghĩ thế nhưng ông ta không nói ra, ích kỷ tính kiến nghiệp có va chạm với Cẩm Hồ càng tốt. Chương 1161, chữ yêu không đủ một. Chương khác lại nói, Charter có 6 dây chuyền 0.35 micron trừ 2 dây chuyền chuyển nhượng cho TTVT, 4 dây chuyền còn lại xây dựng nhà máy ở kiến nghiệp bố trí, bất kể Nét Hoa Hạ có hoạt động không, kiến nghiệp đều sẽ đón nhận nhà máy tinh viên thứ 3. Ồ, ra là thế. Lương Vĩ Pháp cảm khái. Như thế cơ sở sản nghiệp điện tử của kiến nghiệp càng thêm chắc chắn. TTVT hiện giờ chủ yếu vẫn là thỏa mãn nhu cầu đơn đặt hàng của Cẩm Hồ, không phát triển nghiệp vụ quy mô lớn, cho nên mới không mua lại toàn bộ dây chuyền của Charter mà thuyết phục họ tới kiến nghiệp xây nhà máy, Cẩm Hồ cũng tham gia một ít cổ phần. Trương Khác giới thiệu tình hình. Từ Học Bình cười ha hả, cháu chẳng lúc nào quên cho kẻ khác một đòn. Charter thua lỗ trong thời gian dài không phải vì kỹ thuật kém, quản lý yếu, mà vì các loại chi phí ở Singapore quá cao, cách cục sản nghiệp lại nhỏ. Một khi Charter đem dây chuyền sản xuất tới nội địa, sẽ bù đắp lại được thế yếu, phát huy tối đa sức cạnh tranh, sẽ là sự uy hiếp trực tiếp tới Nét Hoa Hạ. Nét Hoa Hạ đấu lại nổi Charter mới gọi là lạ. Trong tin tức công khai lần này không hề nhắc tới chuyện Charter tới kiến nghiệp xây nhà máy, chắc chắn là để cho các kiến nước tiếp tục hung hăng, sau đó đợi lúc chúng đắc ý nhất tát cho một cái, thế mới sướng, Trương Khác là như vậy. Lương Vĩ Pháp lại nghĩ tới một vấn đề khác qua lời của Trương Khác, lần này TTVT tăng thêm 10 dây chuyền sản xuất đều chủ yếu vì thỏa mãn nhu cầu nội bộ của Cẩm Hồ. Được Lương Vĩ Pháp nhắc nhở, Triệu Hữu Luân cũng ý thức được chỗ vi diệu trong đó, gần đây ông ta cũng nghiên cứu tri thức phương diện này, thầm tính, tăng thêm 10 dây chuyền, TTVT sẽ có 16 dây chuyền, có thể sản xuất hơn 1 tỷ chip mỗi năm, tương lai đơn đặt hàng của Cẩm Hồ lớn tới mức đó sao? Trương Khác ngủ lại nhà Từ Học Bình. Y quen ngủ muộn dậy muộn, sáng hôm sau 6 giờ Từ Học Bình đã lên xe tới tỉnh ủy, nghe thấy tiếng động cơ ô tô, y chỉ chở mình một cái, rồi tiếp tục tiêu diêu trong giấc mộng. Loáng thoáng nghe thấy tiếng Đường Thanh nói chuyện, Trương Khác càng không vội rời giường, đợi cô nàng tự chui đầu vào lưới, mò lên giường rồi hắng giày vò một phen. Một lúc sau nghe thấy tiếng bước chân lên cầu thang rầm rầm, Trương Khác còn thắc mắc làm sao Đường Thanh lại nóng vội như thế, không sợ thím Chu cười cho hay sao. Tiếp đó nghe thấy tiếng gọi trong trẻo của Chỉ Đồng, tiểu khác, mặt trời chiếu tới mông rồi. Cửa bị xô ra, ba tiểu cô nương hưng phấn tranh nhau chạy vào, Tích Dung, Tích Vũ mỗi đứa cầm một đầu chăn kéo xuống sàn, Chỉ Đồng chạy tới cửa sổ kéo rèm lên, ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào, đúng là chiếu tới mông Trương Khác rồi. Y vẫn cuộn người lại định nằm lì thêm một chút, nhìn Chỉ Đồng đưa tay muốn mở cửa sổ, vội vàng ngồi bật dậy cầu xin, nghe dự báo thời tiết nói nhiệt độ hạ xuống dưới 5 độ rồi. Để khí lạnh tràn vào, mà y mặc mối đầu ngủ mỏng manh sẽ ném đủ, thấy Tạ Vãn Tình đi theo đằng sau, hỏi, sao chị lại tới Kim Sơn? Hôm qua nhận được điện thoại của bà nội Chỉ Đồng, nói là em ở Kim Sơn, Chỉ Đồng đòi tới, trời chưa sáng đã xuất phát rồi, chị đang mệt chết đây. Tạ Vãn Tình ngáp một cái yêu kiều, vỗ đầu ba tiểu nha đầu, được rồi, tiểu khác đã được ba đứa đánh thức thành công, mau xuống ăn sáng trước đi. Đi tới thu dọn chăn màn cho Trương Khác. Nhìn y đứng đó luống cuống mặc y phục, sáng sớm tỉnh dậy giữa hai chân đã dựng lều rồi, cười khúc khích, hư hỏng. Còn đưa tay ra véo nhẹ lên đó một cái, gấp chăn gọn gàng xuống nhà. Trương Khác cầm đồng hồ ở đầu giường lên xem, mới hơn 8 giờ một chút, hôm qua tới rạng sáng mới ngủ, lúc này mới tính vừa ngủ say. Từ Học Bình tuổi đã cao, áp lực trên người lớn, ngủ rất ít, mỗi ngày chỉ ngủ 5 tiếng, Chu Thục Huệ rất lo lắng vì chuyện này. Ba tiểu nha đầu lập kế hoạch kỳ nghỉ đông sang Úc chơi, bà lo cho chồng không ai chiếu cố, nên không đi cùng. Trương Khác đánh răng rửa mặt xong xuống lầu, thấy Lý Minh Du và Phó Tuấn đều ở đó, nói với Phó Tuấn, mai anh đưa bọn chúng tới Perth, tôi phải gần một tuần nữa mới đi được. Lại hỏi Đường Thanh, bạn đi cùng mình hay là đi trước cùng ba tiểu nha đầu? Chị Tiểu Thanh đi cùng bọn em, Tiểu Khác, anh đã nói một tuần rồi đấy nhé, vậy bọn em đợi anh ở Perth một tuần.
Chỉ Đồng trả lời thay cho Đường Thanh, còn ngoẹo đầu sang hỏi, hôm nay anh có bỏ thời gian ra để bọn em bồi tiếp không hả? Trương Khắc gãi đầu, nhìn cô bé mắt long lanh trông đợi, làm sao nói không được, bảo Phó Tuấn, anh liên hệ giúp tôi, chuyển chuyến bay sang trưa mai, thế nào cũng tiễn mọi người lên máy bay trước đã. Thời gian qua bộ thông tin đang tiến hành ra sức trọng tổ sản nghiệp thông tấn di động, nghiệp vụ mạng GPRS của Liên Thông phải chỉnh đốn triệt để. Sau đó lên TTCK, China Telecom cũng phải đem nghiệp vụ thông tấn di động tách ra, thành lập công ty độc lập. Muốn giữ thế tăng trưởng cao tốc như năm 98, 99, trừ chỉnh hợp mạng GPRS ra, trong nước còn phải có quy hoạch kiến thiết cho thông tấn 3G trong tương lai. Mặc dù vận hành thông tấn di động trong nước luôn do xí nghiệp TW, Cẩm Hồ cũng không phải là không kiếm được nhiều lợi ích hơn nữa, giao lưu giữa các tầng cấp gần đây trở nên cực kỳ mật thiết. Có vài chuyện còn cần Trương Khắc đích thân tới Bắc Kinh một chuyến, không phải là chính thức, giao lưu chính thức tự có Trần Tín Sinh, Tô Tân Đông đại biểu cho Cẩm Hồ rồi. Mùa đông ở Kim Sơn chẳng có chỗ nào đáng để chơi, có điều phải chiều ý ba tiểu nha đầu, mọi người cùng tới vườn bách thủ, rồi tới triển lãm băng đăng ở công viên nhân dân chơi một ngày. Triển lãm băng đăng cũng chẳng có gì để mà xem, kém xa triển lãm băng đăng ở Cáp Nhĩ Tân, trong vườn bách thủ thì đầy mùi lạ. Thêm vào mùa đông đám con thú cũng kiếm chỗ ấm áp xúc vào, không muốn thò mặt ra, thế nhưng ba tiểu nha đầu hứng thú rất cao, tinh lực lại như vô tận, mặt bị gió lạnh làm đỏ bừng bừng, trời tối rồi vẫn không chịu về. Buổi chiều Từ Học Bình đã rời Kim Sơn xuống địa phương thị sát rồi, Đường Học Khiêm từ Tân Đình trở về, buổi tối liền ăn bữa cơm gia đình hết sức náo nhiệt ở nhà Đường Học Khiêm, ba tiểu nha đầu dính lấy nhau, đều theo Tạ Vãn Tình tới nhà Từ Học Bình ở. Trương Khắc còn có chuyện muốn bàn với Đường Học Khiêm, buổi tối ở lại, cái này cũng quen rồi, điều duy nhất không hay là mẹ vợ tương lai kéo vợ tương lai đi dọn dẹp phòng cho y, vẫn chẳng thể quang minh chính đại ngủ với Đường Thanh, hay là kết hôn sớm thôi, cô vợ nhỏ của mình mặc áo cưới thì đẹp phải biết, đây là lần đầu tiên Trương Khắc nghĩ thế. Chắc cháu đang suy tính tới hạng mục bột giấy rồi chứ hả? Ngồi trong thư phòng, Đường Học Khiêm tự lấy thuốc lá tự hút, hiện giờ rất nhiều người sợ nhắc Cẩm Hồ vấn đề này. Vòng vo tới chỗ bác hỏi thăm. Trương Khắc không tiện lấy thuốc lá trên bàn hưởng thụ trước mặt Đường Học Khiêm, nói ra thì vẫn là vấn đề tài chính, áp lực tài chính của TTVT tạm thời đã hóa giải, trông có vẻ nhẹ nhàng, nhưng thần kinh mọi người căng như dây đàn nửa năm qua, rất nhiều người trong Cẩm Hồ không có được một ngày thư thái. Hạng mục bột giấy nếu làm tới quy mô 300 vạn tấn mới có thể thỏa mãn nhu cầu phát triển trung kỳ của Tân Quang, tài chính cần có đúng là kinh người. Đường Học Khiêm dùng ngữ khí thoải mái nói, Cẩm Hồ phát triển tới quy mô hôm nay, bên trên không tăng thêm hạn chế là tiến bộ rất lớn rồi, chuyện huy động vốn trong nước giải quyết vấn đề là khỏi cần nghĩ tới. Chương 1162, chữ yêu không đủ 2. Huy động vốn với quy mô trên 10 tỷ không có chính sách hỗ trợ của TW thì địa phương căn bản không có năng lực giải quyết. Năm 99 quy mô vốn vay của toàn tỉnh Giang Nam chỉ có 50 tỷ, nếu Từ Học Bình hay Đường Học Khiêm lấy ra 10-20 tỷ cho Cẩm Hồ vay, chỉ e ngay trong đêm có người cáo trạng tới TW, lúc này còn nghĩ tới chuyện TW hỗ trợ là không hiện thực. Cháu sớm có giác ngộ này rồi, TTVT đi xây hạng mục mới, cháu cũng chẳng đi cầu ông này bà nọ. Trương Khắc cười, nhưng có những người đang đợi Cẩm Hồ tới cửa cầu xin để lên giọng nói, không có cửa đâu, tiếc là Cẩm Hồ không cho những kẻ đó cơ hội hưởng thụ khoái cảm, chẳng biết bọn họ có hận Cẩm Hồ không. Đường Học Khiêm cười lớn. Nếu Cẩm Hồ đã có giác ngộ này rồi vậy phương diện huy động vốn tiếp theo có an bài gì? Hạng mục bột giấy còn đỡ chỉ cần đưa tiền vào là sinh ra hiệu quả, sau Tết sẽ chính thức đi vào lịch trình công tác, kế hoạch của cháu là đưa Tân Quang lên TTCK Hong Kong huy động vốn kỳ 1, có điều thành công hay không phải xem hoàn cảnh chung lúc đó, hiện chưa thế nói là nắm chắc 10 phần. Hiện giờ chưa gấp được, Đường Học Khiêm gật gù. Đau đầu thật sự là đầu tư vào sản nghiệp điện tử. Trương Khắc thở dài. Ví dụ hạng mục tinh viên, căn bản là trò chơi đua nhau ném tiền. TTVT lần này ném vào 2 tỷ, dây chuyền 0.18 micron chỉ lập được 2 cái, miễn cưỡng đuổi kịp kỹ thuật chủ lưu của châu Á. Có điều cháu tính chưa được 2 năm thì chip 0.18 micron đã thành hàng chợ rồi, khi đó phải lập ngay dây chuyền 0.13 micron, rồi 2-3 năm nữa lại là dây chuyền 0.9 micron. Mỗi lần thăng cấp là mấy tỷ USD ném vào đó. Mà trong thời gian ngắn như thế chưa kịp thu hồi lại vốn đầu tư, lúc đó mọi người ôm đầu than, đây là cái động không đáy. Ngoài hạng mục tinh viên ra Cẩm Hồ còn muốn lập hạng mục LCD, đây lại là cái động không đáy khác, trong vòng 10 năm,
hai hạng mục này muốn đuổi kịp trình độ nước ngoài nếu không ném vào 20, 30 tỷ đô la Mỹ thì khỏi cần nghĩ tới nữa. Đúng là tốn kém thật, Đường Học Khiếm biết mấy chục tỷ này ném vào chỗ khác là một vốn vạn lời, ném vào hạng mục tinh viên và MCD, chỉ mới là mở đầu cuộc đua tranh, có thể giành được thành công ở con đường chật hẹp này không? Hiện phán đoán còn quá sớm, Cẩm Hồ muốn lập cả hạng mục LCD sao? Trương Khắc nhún vai làm điệu bộ hết cách, giờ xu thế là như vậy, bọn cháu chỉ đành cắn răng mà làm, còn tranh thủ được chút tiên cơ, 3-4 năm nữa mới làm thì hoàn toàn rơi vào thế bị động mất. Còn hạng mục mỏ sắt ở Pớt nữa, 2 năm tới chuyện Cẩm Hồ muốn làm nhiều chuyện thật đấy. Đường Học Khiêm dựa lưng vào ghế, đưa tay sờ tóc, dưới ánh đèn, đột nhiên thấy tóc mai của ông đã mọc rất nhiều sợi bạc. Cả hai đã nói chuyện xong chưa nào, ngày mai còn phải lên máy bay sớm, không đi nghỉ sớm đi. Cố Kiến Bình ôm một bộ chăn trong lòng, đứng ở cửa cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ, sau này Tiểu Khắc tới, cấm không cho cả hai giúp vào thư phòng bàn việc nữa. Gì cố cháu có ý kiến đấy? Đường Học Khiêm cười ha hả đứng dậy, hay là Tiểu Thanh có ý kiến xúi mẹ nó tới phá rối? Con chẳng thèm ý kiến. Đường Thanh tắm rửa xong, đang ngồi khoanh chân trên ghế sofa lấy khăn lau tóc, mặt đỏ hồng hào, nghe cha nói xấu mình, chống cằm lên lưng ghế xoay người lại, giọng nũng nịu, chỉ thấy đám nam nhân bọn ba cứ ở một chỗ là nói chuyện không ngớt, làm nữ nhân trở thành dư thừa. Vậy mà còn nói không có ý kiến à? Đường Học Khiêm đùa, thôi, ba không cản trở hai đứa tình cảm nữa, ba cũng biết đám người già như ba mẹ đôi khi trở thành dư thừa rồi. Rồi đi tới ngồi xuống ghế sofa cầm điều khiển, tiện tay chuyển sang kênh tin tức xem. Đường Thanh tinh nghịch thè lưỡi ra, nhảy khỏi ghế sofa đi dép vào, cười hì hì nói, ba mình là người như thế đấy, chẳng biết suy nghĩ tới cảm thụ của người khác gì cả, muốn xem tivi là xem, chẳng cần biết người khác đang xem phim hay ca nhạc. Được, thế ba trả tivi cho con xem phim nhé, ba vào phòng nói chuyện với Tiểu Khắc tiếp. Đường Học Khiêm quay đầu lại, thi thoảng cũng nên quan tâm tới cảm thụ của con gái cưng một phen chứ, nhường tivi cho con đấy. Không thèm nói với ba nữa. Đường Thanh chun mũi xấu hổ nói, khoác cánh tay Trương Khắc kéo lên lầu, mình đưa bạn lên lầu xem phòng, chăn đệm còn được chuyên môn mang phơi nắng đấy. Nói chuyện với Đường Học Khiêm không mệt, nhưng ban ngày cùng ba tiểu nha đầu đi tới vườn bách thú, xem triển lãm băng đăng mệt tới xương cố dã rời, Trương Khắc cũng muốn trốn vào phòng ngủ một giấc. Vừa vào phòng liền ôm lấy cơ thể mềm mại của Đường Thanh, ngã lăn xuống giường, để cô nàng nằm lên ngực, nói, vừa rồi xem dự báo thời tiết nói nhiệt độ Bắc Kinh là 18 độ, mình chỉ muốn cùng bạn bay sang Perth, có thể ngâm mình trong nước biển ngắm tịch dương. Yên tâm đi, mình sẽ đem tâm tình nóng lòng tới Perth của bạn truyền đạt cho ai đó. Đường Thanh ghé sát cái miệng nhỏ vào tai Trương Khắc thì thầm, cắn nhẹ nhẹ vành tai Trương Khắc. Trương Khắc sởn hết gai ốc, chỉ sợ cô bé này cắn cho một cái. Trước đó y còn lo Đường Thanh không muốn cùng ba cô bé tới Perth trước, giờ nếu như Đường Thanh đã đồng ý rồi, nam nhân thông minh sẽ không dây dưa ở đề tài này nữa, cho tay vào áo ngủ Đường Thanh, mặt dày nói, đêm ngủ lại đây nhé, cha chúng ta cũng cho phép rồi đấy thôi. Lạnh thế này, nằm một mình buồn tẻ, chẳng có ai để nói chuyện. Đồ mặt dày, ai là, cha chúng ta, còn lâu lắm nhé. Tay Trương Khắc hơi lạnh, người Đường Thanh bị y chạm vào, vùng vẫy muốn tránh thoát, cười khúc khích nói. Hiện chẳng phải mình đang nói chuyện với bạn sao? Muộn thêm chút nữa là mình ngủ rồi, bạn thích ngủ với ai thì đi mà ngủ với người đó. Người vặn qua vặn lại không thoát được đôi tay như con bạch tuộc của Trương Khắc, chẳng bao lâu sau bầu ngực như quả trứng gà mới bóc vỏ đã lọt tay tay Trương Khắc, núm vú xinh xinh bị y khều mấy cái, như có điện chạy khắn người, Đường Thanh toàn thân vừa đê mê vừa bủn rủn chẳng nghĩ tới thoát thân nữa. Vừa tắm xong, trong áo ngủ không mặc áo lót, không ngờ để tên đầu heo hưởng lợi. Một lúc sau, ở ngoài cửa truyền tới tiếng nói chuyện của Đường Học Khiêm và Cố Kiến Bình, Đường Thanh nhát gan nắm lấy tay Trương Khắc không cho y động đẩy, cũng không cho y rút lại, nhắm tịt mặt định bưng tai trộm chuông đợi cha mẹ bỏ đi, nghe tiếng gõ cửa mới hoảng loạn bật dậy bắt Trương Khắc ngồi dậy, chỉnh trang lại quần áo của cả hai, xác định không có sơ hở gì mới ra mở cửa, mẹ cô đứng ở cửa không vào. Trương Khắc không biết mẹ Đường Thanh nói cái gì, thấp Đường Thanh quay lại mặt đỏ như gấc, hỏi, mẹ chúng ta bạn nói gì đấy? Bạn quản được à? Đường Thanh thẹn thùng lườm Trương Khắc một cái, rồi nhào lên giường, lấy tay Trương Khắc làm gối, xấu hổ nói, mẹ cũng thật là, chỉ toàn nói lung tung. Mẹ nói lung tung cái gì thế? Trương Khắc vẫn rất tò mò. Cho bạn tò mò chết thôi. Đường Thanh nhõng nhẽo nằm lên ngực Trương Khắc, dùng tay bẹo má y, cả hai cười đùa một lúc, đứng dậy nói, mình về phòng ngủ đây.
mở cửa ra, còn cố ý nói về phía hành lang, mình về phòng ngủ đây. Trương Khác thầm nghĩ ra là mẹ vợ dặn vợ mình đêm về phòng ngủ, nhìn cô nàng khép cửa rời đi, thầm than trong lòng, dầu dĩ đi đánh răng chuẩn bị ngủ thì nghe thấy tiếng cửa mở khen két rất khẽ, quay ra thấy Đường Thành ôm một cái gối in hình nhân vật hoạt hình đang lén la lén lút đi vào, mừng húm hỏi, sao quay lại thế? Chương 1163, chữ yêu không đủ 3. Đường Thanh vội đưa tay lên môi làm động tác im lặng, đóng cửa thật chặt, mới thở phào, một tay chống hông, một tay giấu sau lưng, hung dữ trợn mắt lên, bị tên tiểu lưu manh bạn hại chết rồi. Trương Khác vừa định hỏi mình hại cô nàng thế nào thì thấy Đường Thanh ném một cái hộp tới, né sang bên tránh, thấy một hộp Zisbon rơi vào bồn rửa mặt, Đường Thanh vẫn hung ác nói, mẹ mình nói, bạn không mang cái thứ này vào thì không cho bạn động vào mình. Bạn nói xem mẹ mình sắp thành bà lão rồi còn rảnh rỗi suy nghĩ mấy chuyện này làm gì. Qua, mẹ vợ muôn năm, Trương Khác hưng phấn vung tay hoan hô, thì ra vừa rồi mẹ vợ mình gọi cô vợ nhỏ của mình ra để dặn việc này, nhìn Đường Thanh xòe móng vuốt định nhào bổ tới, vội nắm lấy cổ tay trắng muốt của cô, ôm vào lòng, mình cảm thấy bà lão nhà bạn rất tuyệt vời, tốt hơn mẹ mình nhiều, sau này mình nhất định phải hiếu thuận với mẹ bạn hơn mẹ mình, rồi nhặt hộp Zisbon lên, giơ trước mặt Đường Thanh. Lát nữa chúng ta dùng mấy cái. Muốn chết à, một cái cũng không được dùng, nếu không thế nào cũng bị cười chết. Đường Thanh cướp lấy cái hộp, lại hung dữ nhéo Trương Khác một cái, vùng thoát khỏi tay y chạy ra ngoài, buổi sáng mình còn phải len lén trở về phòng. Á, đừng tàn nhẫn với mình như thế. Trương Khác vội vàng lau sạch mặt định đi ra thì Đường Thanh kêu khẽ, đứng lại. Hả? Quay người lại. Bạn định về phòng thật sao? Mình hứa sẽ ngủ thật ngoan không động chân động tay gì hết. Trương Khác chỉ tay lên trời thề thốt. Đường Thanh bực dọc dậm chân, bảo quay đi thì quay đi, lắm mồm làm gì. Được, được mình quay đi. Trương Khác không biết cô nàng này bày trò gì, vừa rồi chỉ nói cho vui thôi, thừa biết Đường Thanh không quay về phòng nữa, hồi hộp quay đầu đi. Nghe tiếng cởi y phục sột soạt khe khẽ, tim Trương Khác này tưng tưng, không phải chứ. Cô vợ nhỏ của mình trở nên táo bạo như thế từ khi nào thế? Được rồi, giờ thì quay lại. Nghe giọng Đường Thanh có chút xấu hổ gọi, Trương Khác vội vàng quay ngoắt lại, tức thì mồm há hốc, tí nữa chợt quay hàm, té ra cô nàng về phòng không phải chỉ để lấy mũi, áo mưa. Chỉ thấy Đường Thanh mặc một bộ trang phục cực kỳ gợi cảm, một chiếc áo đen bó sát người, trước ngực lộ ra mảng da thịt trắng như tuyết, khe ngực ẩn hiện mời gọi cám dỗ, ánh mắt Trương Khác hơi dừng lại rồi đi xuống dưới. Chiếc rốn sinh lộ cả ra ngoài, rồi tiếp đó là chiếc quần lót cũng màu đen, ánh mắt y như đình trệ ở đó, nhưng còn chưa hết nối quần lót còn có sợi tua nối với chiếc tất lụa cũng màu đen nốt, đùi ngọc ẩn hiện dưới lớp tất lụa tràn ngập vẻ đẹp thần bí, tràn ngập mị lực hoang dã, tràn ngập phong tình vô hạn. Hoàn toàn khác với cô thường ngày. Trương Khác há hốc mồm, đứng chết cứng tại chỗ, Đường Thanh rất đẹp, hiển nhiên. Bộ y phục này cực kỳ khiêu khích nam nhân, không cần phải bàn cãi. Điều làm Trương Khác động lòng nhất là điều cô bé ấy dám làm vì mình. Gần 20 năm ký ức bên nhau thình lình ùn ùn kéo về, ngọt ngọt ngào ngào, nhõng nhõng nhẽo nhẽo, khóc khóc cười cười, cô bé ấy từ nhỏ lớn lên bên y, tự nhiên như không khí, đến khi không còn nữa, mới hiểu được không khí ấy quan trọng nhường nào. Cô bé ấy hết sức thông minh, hết sức nhạy cảm, biết hết tất cả nhưng cứ vờ hồ đồ, sùng bái yêu thương y, dù miệng nói những lời hờn dỗi, dù nước mắt có chảy ướt má. Nhưng trong lòng thực sự không một lời oán trách, chỉ mong cả đời bên y. Trương Khác chợt nhận ra, với cô bé ấy, chữ yêu, nói bao lần cũng không đủ. Mình có đẹp không? Đường Thanh thích nhìn bộ dạng si si ngốc ngốc đó của Trương Khác, hỏi với chút kiêu ngạo. Đẹp chết người, Trương Khác chưa hết sửng sốt, từ từ đi lại gần Đường Thanh. Có đẹp bằng chị Hứa Tư không? Đẹp nhất trên đời, Trương Khác nín thở nói. Lừa quỷ ấy. Câu này nói với bao nhiêu cô gái rồi. Trương Khác ngẩng đầu nhìn cô, bờ môi hơi vểnh lên, vẻ mặt tựa hờn tựa vui, kiều mị thấu tận xương tủy, đến giờ y mới thực sự hiểu được thế nào là thần hồn điên đảo, thế này sợ không đủ mất. Cái gì không đủ, Đường Thanh mở to đôi mắt ngây thơ hỏi, á, đồ đại sắc lang. Đã bảo không được dùng, rồi cúi xuống nhặt lấy Zisbon, xấu hổ nhào lên giường, xoay tấm lưng trắng mịn về phía y. Trương Khác vội vàng lột sạch bản thân, nín thở ngồi xuống giường, nhẹ nhàng kéo chiếc quần lót xuống, lộ ra cặp mông tròn lẳn trắng phao phao uốn lượn lượn lên xuống nhịp nhàng. Trương Khác đưa tay nhẹ mơn trớn ra mịn màng nõn nà khiến người ta không kìm nổi những ý nghĩ xấu xa ấy, hỏi, sao lại mua bộ đồ này? Đường Thanh không quay lại,
còn ngượng ngùng ôm lấy gò má nỏng hổi của mình, Lý Nhí nói, Thịnh Hạ mua cho mình. Bảo mình làm thế để bạn khỏi bị con yêu tinh khác bắt mất. Nói thế là Trương Khắc hiểu rồi, không ngờ cô nàng Thịnh Hạ bề ngoài tỏ ra lãnh đạm lại lắm chó như thế, không biết đôi gian phu dâm phụ ấy có chơi mấy trò kích thích như roi da, ngựa gỗ, nến chảy không. Cười hăng hắc, con yêu tinh nào chưa biết, nhưng mình bị con yêu tinh bạn bắt mất hồn rồi. Đường Thanh xấu hổ không dám hoan ái với Trương Khắc dưới ánh đèn, nhưng bị Trương Khắc đè xuống dưới người, không thể tắt đèn, kéo lấy gối che mặt. Qua khe hở nhỏ, Trương Khắc nhìn thấy đôi mắt mỹ lệ thâm tình nhìn mình, bốn mắt nhìn nhau một lúc, lại xấu hổ nhắm lại, vừa ngây thơ lại quyến rũ, khuôn mặt ấy làm Trương Khắc nhìn say mê. Đại khái cảm giác được Trương Khắc si mê nhìn mình quá lâu, Đường Thanh Nhân lúc y không chú ý xấu hổ vươn tay ra tắt đèn đi, thấy Trương Khắc muốn bật đèn lên. Tư Chi như con bạch tuộc cuốn chặt lấy. Có đẹp bằng chị Hứa Tư không? Đường Thanh thỏ thẻ hỏi lại câu lúc nãy, trong mắt cô Hứa Tư là cô gái đẹp nhất trên đời. Hiện giờ bạn đẹp hơn cô ấy. Lừa ma ấy, Đường Thanh cười rúc rích, càng siết chặt lấy cơ thể Trương Khắc hơn, nhất quyết không cho y bật đèn. Cho dù hai tay phải lần mò trong đêm tối, chỉ cần chạm vào đùi ngọc non mềm trơn mịn, u hương cơ thể đủ kích thích tình dục bừng cháy, người trẻ tuổi chẳng cần nhiều động tác màu đầu. Mỗi nụ hôn đủ làm cơ thể tình dục rào rạt, Trương Khắc vừa cuốn lấy đôi môi Đường Thanh, vừa tách cặp đùi tròn dưới ánh sáng mờ tối càng trở nên trắng như tuyết gác lên vai mình. Cho dù buổi sáng Đường Thanh có lén lút trở về phòng mình thì lúc lên xe tới sân bay liên tục ngáp dài đã bán đứng cô nàng. Tạ Vãn Tình còn bận việc, lần này không thể cùng ba tiểu nha đầu đi Perth được, chỉ có Đường Thanh, Phó Tuấn và Lý Minh Dư đi cùng, chuyển máy bay ở Hong Kong tới Perth tự có Địch Đan Thanh an bài, không cần phải lo lắng gì. Chu Thục Huệ thì quyến luyến cháu, cảm thấy cái quốc gia kia như cách 10 vạn 8 ngàn dặm vậy, nhìn chỉ đồng đi vào cổng an ninh, không kìm được nước mắt. Tạ Vãn Tình ôm vai bà nói, nếu mẹ không nỡ xa chỉ đồng thì đi cùng nó tới Perth ở vài ngày, bên này trời băng giá, nghe nói lại là thời gian đẹp nhất trong năm ở Perth, mẹ bị viêm khớp, mùa đông tới Nam bán cầu là tốt nhất. Giờ mẹ làm gì có cái phúc đó, muốn nghỉ ngơi cũng phải đợi ông nội chỉ đồng nghỉ đã rồi hắn tính. Chỉ đồng đi chơi mẹ chẳng có gì phải lo, chỉ là không nỡ xa nó. Chu Thục Huệ chưa lau khô nước mắt đã cười, hỏi, hôm nay con về Hải Châu à? 11 giờ có máy bay tới Kiến Nghiệp, con tiễn tiểu khác lên máy bay rồi tới Kiến Nghiệp. Tạ Vãn Tình trả lời, đợi tiễn Chu Thục Huệ, Cố Kiến Bình rời sân bay, cô cùng Trương Khắc quay lại mua thêm một vé máy bay đi Bắc Kinh. Chương 1164, sách lược của Liên Thông 1. Bắc Kinh đang có tuyết lớn. Tuyết bị gió cuốn lên, liên tục đập vào cửa kính chắc gió, phát ra tiếng xào xào nhẹ, mặc dù ở trong đại sảnh đón khách ấm áp như mùa xuân, nhưng cũng đủ cảm thấy cái lạnh của Bắc Kinh. Em đi gặp Tiêu Thụy Dân xong rồi tới tìm chị nhé. Trương Khắc nhìn đôi mắt trong như đầm nước của Tạ Vãn Tình, trong đó có gợn sóng lăn tăn, nhân lúc nhân viên công tác đi ra đợi xe tới đón, nắm bàn tay ấm áp của Tạ Vãn Tình hỏi, hay là ở với chị trước, đợi ông ta tới tìm. Đi gặp ông ấy đi, chị chờ. Tạ Vãn Tình giọng rất nhỏ, nụ cười quyến rũ vô song. Nhìn đôi mắt long lanh nước của Tạ Vãn Tình, Trương Khắc nhẹ nhàng đặt tay lên cái bụng êm ái của cô, áp tới, khẽ hôn lên vành mắt của Tạ Vãn Tình, tay miết nhẹ bụng dưới của cô, chỗ này của chỉ có nước rồi đây này. Tạ Vãn Tình nắm lấy tay Trương Khắc, khao khát nóng vội bị Trương Khắc nhìn ra, cảm thấy có chút xấu hổ, nghĩ tự thấy buồn cười, thấy trợ lý quay về báo xe đã tới, đẩy Trương Khắc ra, chỉ tới Hương Lâm trước đây. Tùy em muốn tới khi nào thì tới. Trương Khắc ở lại đại sảnh một lúc mới gọi điện thoại cho Tiêu Thụy Dân, nói Bắc Kinh gió to tuyết lớn, y vừa mới đến nơi, sẽ tới biệt thự tiểu trấn Hương Lâm trước. Tiêu Thụy Dân tất nhiên không hy vọng xa vời tới Bắc Kinh là tới tìm mình ngay, nhận được điện thoại thông báo, vội nói lập tức tới tiểu trấn Hương Lâm gặp Trương Khắc. Trương Khắc nhìn đồng hồ, thầm nghĩ trời gió tuyết thế này Tiêu Thụy Dân thế nào cũng phải mất nửa tiếng mới tới nơi được, chui vào xe. Bảo lái xe tới thẳng biệt thự trấn Hương Lâm, nơi đó là bất động sản Tạ Vãn Tình mua ở Bắc Kinh, vừa mới bố trí xong mấy tháng, coi như chỗ trú chân ở Bắc Kinh. Có điều dù nhận thẻ vào biệt thự từ Tạ Vãn Tình một thời gian rồi, Trương Khắc vẫn chưa một lần có cơ hội tới đó ở. Hai bên đường tuyết đã tích khá nhiều rồi, không còn nhìn thấy màu sắc của đất nữa, đi theo con đường rời sân bay không lâu, tới khu nhà ở cao cấp Thuận Nghĩa Bắc Kinh, ở đó có khách sạn 4 sao Quốc Phú. Nhân viên đi theo đều vào đó ở, Trương Khắc một mình lái xe vào khu biệt thự rừng rậm bên cạnh tiểu trấn. Đi vào khu biệt thự, men theo vết xe trước, dễ dàng tìm được tới biệt thự của Tạ Vãn Tình,
tất cả cửa sổ mở toang thông khí, Tạ Vãn Tình từ cửa sổ tầng 2 thò đầu ra, bảo Trương Khác dùng thẻ thông hành quẹt qua cảm ứng điện tử gần cửa. Trương Khác lái xe vào sân sau, Tuyệt ở đây đã gấp quá đầu cọng cỏ rồi, đi vào phòng, gió rất lớn, tuyết rơi cả vào phòng khách, bay loạn khắp nơi, nếu chẳng phải nhiệt độ âm mười mấy độ, không khí tươi mát này làm người ta tâm tình khoan khoái. Em ngồi đi, không thì giúp chị lấy nước đun cũng được, nơi này chỉ có cà phê hòa tan thôi. Từ khi phòng ốc bố trí xong không ai vào ở cả, phải mở cửa cho gió thổi một chút. Tạ Vãn Tình đứng ở cửa cầu thang tầng 2 nói chuyện với Trương Khác, do Trương Khác cố ý tới muộn hơn cô một chút, nên phòng đã được mở cửa thoáng khí một lúc rồi, em đợi chị đóng cửa đã rồi hẵng lên. Trương Khác vào bếp lấy nước đem đun, rồi đi qua phòng ở tới cửa trước, phía trước biệt thự là một con sông nhỏ đã đóng băng, có con đường lát đá nhỏ kéo dài từ sân tới bên sông, cây cối xung quanh lá thưa thớt, nhưng phủ lớp tuyết trắng xóa trông rất đẹp. Đóng cửa lại đi, một lát nữa sẽ ấm hơn. Tạ Vãn Tình đi xuống, đưa đôi bàn tay băng giá đặt lên má Trương Khác, âu yếm hỏi, lạnh không? Tạ Vãn Tình vốn không có mấy cơ hội tiếp xúc với không khí giá lạnh bên ngoài, ăn mặc hơi phong phanh, lại vào biệt thự phải mở cửa ra thoáng khí, nên bị lạnh. Trương Khác nắm bàn tay nhỏ nhắn lạnh giá của cô, làn da sáng bóng như ngọc, đôi môi đỏ thắm, đôi mắt long lanh như chứa nước, mái tóc vấn cao kiểu quý phụ, không có một sợi rối, trong vẻ thành thục đầy đặn phát ra khí chân đoan trang cao nhã mê người. Nhìn cái gì mà nhìn, già rồi. Tạ Vãn Tình xấu hổ quay mặt đi. Làm gì có, Trương Khác ôm lấy khuôn mặt Tạ Vãn Tình, quay mặt cô lại đối diện với mình, qua năm nay Tạ Vãn Tình 35 tuổi rồi, người ta đều nói nữ nhân qua tuổi 25 sẽ xuất hiện nếp nhăn khóe mắt đầu tiên, nhưng sống trong hoàn cảnh ưu việt và chuyên chú giữ gìn có thể giữ tuổi xuân ở lại lâu hơn. Tạ Vãn Tình khóe mắt chẳng thấy nếp nhăn, làn da vẫn non mịn và mềm mại như thiếu nữ, chỉ có thêm phong vận thành thục hơn mà thôi. Tuy trông qua vất rất trẻ tung kiều diễm, có điều phải cần tưới tắm thường xuyên. Trương Khác ôm vòng eo mềm mại của Tạ Vãn Tình, kéo cô vào trong lòng mình, gió tuyết lớn như thế này, Tiêu Thụy Dân có tới đây cũng phải mất một thời gian, chúng ta vào phòng ngủ tham quan trước nhé. Đường Thanh buổi sáng ngáp lên ngáp xuống, em còn sức lư xê nữa không? Tạ Vãn Tình hờn mát lườm Trương Khác, chính vì cô nhìn thấy Đường Thanh trên đường ra sân bay ngáp mãi, tưởng tượng ra cảnh đêm qua Đường Thanh và Trương Khác điên đảo loan phượng thế nào, cho nên xuân tình mới bị khơi lên, nóng lòng muốn thân thiết với Trương Khác như thế. Phòng ngủ chính đã được bật điều hòa một lúc, không còn cảm thấy lạnh chút nào nữa. Giường đôi cực lớn trải đệm màu cà phê, trên tường treo bức tranh thiếu nữ đang tắm, góc đông nam phòng là chiếc bàn gỗ lim, Trương Khác vừa mới đi vào phòng biết ngay Tạ Vãn Tình bố trí theo sở thích của mình. Thế nào, á, Tạ Vãn Tình vừa định hỏi Trương Khác cảm thấy cô bố trí tổ ái tình của hai người ra sao thì, huỵch, một tiếng, bị Trương Khác ôm lấy ngã lăn xuống chiếc giường lớn êm ái, bốn mắt nhìn nhau. Hơi thở nóng bóng mang đầy khao khát tình dục phả vào mặt đối phương, khẽ cắn môi nũng nịu, em hư lắm. Trương Khác vừa ôn nhu vừa mang theo một chút thô bạo xoa nắn cơ thể mỹ miều ấy, đôi thay hết sức thành thạo cởi áo khoác, váy, sơ mi, áo lót, quần lót của Tạ Vãn Tình, thoáng chốc cơ thể ngọc ngà của cô trần truồng dưới đôi mắt sói đói của y. Trương Khác thở mỗi lúc một nặng nề, tiếng rên rỉ đầy nhục dục của Tạ Vãn Tình làm tà hỏa trong người y bùng phát, điên cuồng mút lấy lưỡi cô. Rồi từ từ đi dần đã qua chiếc cổ trắng nõn nà, bầu ngực, chiếc bụng phẳng lì, vùi mặt vào giữa hai chân cô, Tạ Vãn Tình càng động tình mồ hôi tỏa ra càng thơm, ngay cả ái dịch nơi đó chảy ra cũng làm người ta ngây ngất. Á, Tiểu Khác, đừng nghịch nữa. Tạ Vãn Tình rên rỉ, đôi tay bấu lấy tấm lưng trần của y, đắm chìm trong mùi mồ hôi mùi cơ thể nồng nồng của nam nhân và cái vuốt ve dạo dực của y. Chẳng mấy chốc trong phòng chỉ còn lại tiếng rên xiết. Cùng hai cơ thể trần truồng nhấp nhô như sóng cuộn. Tiêu Thụy Dân tới sớm hơn trong tưởng tượng. Dục vọng dồn nét làm cao trào đầu tiên của Tạ Vãn Tình tới rất mau, dồn dập mà sướng khoái, cô ngồi ở đầu giường, nhìn Trương Khác luống cuống mắt quần áo, cười quyến rũ, em phải giấu chị cho kín nhé, chị không muốn dậy nữa đâu. Trương Khác mặc xong y phục đi tới hôn nhẹ lên môi cô, vỗ vỗ má nói, đừng mặc quần áo nhé, em làm chị muộn dậy cũng không dậy nổi nữa đâu. Trương Khác xuống lầu. Tạ Vãn Tình rất thông minh, không để lại dấu vết cô ở dưới lầu, nước đã sôi, Trương Khác pha một cốc cà phê bê ra phòng khách, bên ngoài đã có tiếng xe hơi truyền vào. Trương Khác đi ra mới Tiêu Thụy Dân và trợ lý vào, bê cà phê, cốc chén ra, cười nói, nơi này chỉ có cà phê hòa tan, mọi người dùng tạm vậy nhé. Trương Khác mỗi lần tới Hồng Kông đều tiền hô hậu ủng, lần này lại chiêu đãi bọn họ ở biệt thự riêng,
đại khái có chuyện hoặc người không muốn để người trong công ty nhìn thấy. Chương 1165, sách lược của Liên Thông 2. Tiêu Thụy Dân nghĩ nên đàm phán cho nhanh rồi đi khỏi làm chướng ngại cho người ta, nhưng thế nào cũng phải có mấy lời mào đầu đã, nhìn bố trí trong phòng, khen, khách sạn ở Bắc Kinh chẳng thể nào tìm được cảm giác về nhà như thế này, khác thiếu gia yêu cầu với sinh hoạt thật hà khắc. Ở trong khách sạn, cứ nhàn rỗi một chút là lại có cảm giác phải tìm chuyện gì đó để lại, hoàn toàn chẳng thể thả lỏng ngồi bên ghế sofa nhâm nhi cốc cà phê như thế này được. Trương Khắc ngồi xuống, cầm cốc cà phê hàn huyên với Tiêu Thụy Dân. Đúng thế, đôi khi nên nghỉ ngơi một chút. Tiêu Thụy Dân gật đầu tán đồng, nói vài câu rồi vào chủ đề chính, việc xây nhà máy tinh viên ở Kim Sơn được quyết định rồi phải không? Chỉ tiếc là trước đó có công trình xây cảng đảo Đông Sơn và cơ sở sắt thép liên hợp, nếu không đã thành hạng mục đầu tư lớn nhất trong lịch sử tỉnh Giang Nam rồi. Cẩm Hồ lúc nào cũng làm người ta bất ngờ. Trương Khắc xua tay cười khiêm tốn. Hôm nay tôi chuyên môn lấy con số chip cơ bản của ISS do Cao Khoa KV và Liên Tín ra so sánh, thấy hai tháng qua lượng chip mà Liên Tín đã lấy khá cao, không biết tình hình tồn kho thực tế như thế nào. Trong tay nhà phân phối có lẽ còn hàng tồn kho, Tiêu Thụy Dân thoải mái trả lời, bên phía Liên Tín chỉ thấy sản lượng thiếu hụt nghiêm trọng, vẫn hy vọng Cẩm Hồ tăng lượng cung ứng. Hai chiếc di động tầm thấp do Cao Khoa KV và Liên Tín dùng chip cơ sở của ISS công năng đơn giản. Tạo hình cũng chẳng có gì thời thượng tinh xảo, nhưng tính năng ổn định, lại là hai chiếc di động duy nhất trên thị trường có giá bản dưới 1.500 đồng, nên rất được hoan nghênh. Chỉ là Cẩm Hồ không chế nghiêm ngặt lượng chip cơ sở, nên bất kể là Cao Khoa KV hay Liên Tín đều không thể thông qua mở rộng sản lượng để kiếm nhiều lợi nhuận hơn. Tiêu Thụy Dân vội vàng tới tìm Trương Khắc chính là hy vọng Cẩm Hồ tăng lượng cung cấp chip. Kỹ thuật chip cơ sở đời 2 sẽ hoàn thiện hơn, tuy nói chỉ tiến về phía trước một bước nhỏ. Nhưng với chúng ta mà nói, thì có ý nghĩa trọng đợi. Đợi chip cơ sở đời 2 tính năng ổn định hơn mới nâng cao sản lượng cung cấp cho mọi người, thế thích hợp hơn một chút. Trương Khắc giải thích, cũng sắp rồi, chỉ qua Tết một chút. Liên Thông đang tranh thủ 2 tháng này để hoàn thiện mạng GPRS, tin tức này hẳn Khắc thiếu gia biết rồi. Trương Khắc nói thế, Tiêu Thụy Dân chuyển sang đề tài khác, có tin tức gì mong được Cẩm Hồ thông báo cho một tiếng, cũng hy vọng Cẩm Hồ hỗ trợ Liên Tín chúng tôi. Trương Khắc khẽ, một tiếng, đợi Tiêu Thụy Dân nói tiếp. Liên Thông định học theo doanh nghiệp nước ngoài định ra chiến lược kinh doanh, Tiên Tín đã nhận được đơn đặt hàng di động đầu tiên của Liên Thông. Cái gọi là chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp nước ngoài là chỉ cần người dùng ký hợp đồng dùng mạng của Liên Thông trong một thời hạn nhất định là có thể mua được di động mới với giá thấp hơn giá bán rất nhiều. Cách làm này không nghi ngờ gì có thể mau chóng gia tăng số người dùng, lượng tiêu thụ di động đặt làm cũng khả quan. Lợi nhuận doanh nghiệp sản xuất do nhà cung cấp mạng bù đắp. Đáng lẽ ra Liên Tấn, Đông Hưng và Liên Thông có quan hệ mật thiết với nhau hơn một chút, vì cùng đi ra từ Bộ Công nghiệp Điện tử. Nhưng di động của Liên Tấn và Đông Hưng đều nhập linh kiện từ nước ngoài, không gian lợi nhuận có hạn, lại chẳng có ưu thế gì được biệt, liền giảm yêu cầu, thử lựa chọn hợp tác với Liên Tín. Dù sao di động Liên Tín dùng chip ISS, có thể cho không gian thao tác lớn, thậm chí có thể trực tiếp lựa chọn sách lược, nạp thẻ tặng di động. Đương nhiên Cao Khoa KV cũng là một trong lựa chọn của Liên Thông, có điều tạm thời chuyện tốt này chưa thể rơi lên đầu xí nghiệp dân doanh như Cao Khoa KV. Liên Thông thành lập năm 94, lấy sách lượng phát triển nghiệp vụ thông tấn di động làm chủ, chỉ là luôn bị China Telecom chèn ép, đây cũng là một trong mâu thuẫn chủ yếu giữa Bộ Bưu điện và Bộ Công nghiệp Điện tử. Hiện cả hai đều đã thuộc về Bộ Thông tin, mâu thuẫn giữa hai bên mới hòa hoãn được một chút, Liên Thông mới có cơ hội phát triển, chỉ có điểm kém xa China Telecom. Nhưng Liên Thông có kém tới đâu thì cũng là một trong hai doanh nghiệp kinh doanh thông tấn di động trong nước. Bất kể nói từ phương diện nào, Trương Khắc đều vui lòng nhìn thấy Liên Thông lớn mạnh, đương nhiên y cũng biết Tiêu Thụy Dân còn chưa nói hết sự thực. Với mô hình chiến lược Liên Thông áp dụng, dù có keo kiệt đến đâu thì đơn đặt hàng đầu tiên cũng không thể thấp hơn 10 vạn chiếc, Liên Tín không có Cẩm Hồ hỗ trợ không thể đáp ứng được đơn đặt hàng này. Ngoài ra do giá thành di động thực chất là Cẩm Hồ quyết định, không được Cẩm Hồ gật đầu. Hợp đồng giữa Liên Tín và Liên Thông khó ký nổi. Trương Khắc đặt cốc cà phê xuống, đứng dậy cười nói, vậy tôi phải chúc mừng Liên Tín rồi. Chip cơ bản đời 2 của ISS đang vào giai thử nghiệp cuối cùng, nếu tranh thủ một chút, có lẽ kịp cung cấp cho lượng đặt hàng của Liên Tín. Nghe ý tứ của Trương Khắc thì Cẩm Hồ tranh thủ đưa ra chip cơ sở đời 2 trước Tết, Tiêu Thụy Dân yên tâm rời, trừ tính năng ổn định hơn, thì có thể thoát được hạn chế sản lượng, đây đúng là tin tức tốt. Sắc trời âm u,
thế gió dần dần trở nên cuồng loạn, những cành cây bị gió mùa đông thổi cho khô quắt rơi xuống sân trước, cái thì đập rào rào trên cửa kính. Thời tiết mỗi lúc một ác liệt, thêm trên lầu có lẽ còn có giai nhân đang chờ đợi không tiện đi xuống, Tiêu Thụy Dân uống hết cà phê liền cáo từ. Cùng Tiêu Thụy Dân ra sân trước tạm biệt, thấy trợ thủ của ông ta nhìn lên tầng 2, Trương Khắc quay người lại ngẩng đầu lên, thấy khuôn mặt Tạ Vãn Tình dán sát vào cửa kính, tuyết rơi trên cửa kết thành đóa hoa băng, chỉ thấp thoáng nhìn thấy một khuôn mặt giai nhân, căn bản không thể nhìn rõ là ai, Trương Khắc cũng chẳng muốn hàn huyên với đám Tiêu Thụy Dân thêm, tiễn bọn họ ra cổng, nhanh chóng đóng lại rồi lên lầu. Bên ngoài băng thiên tuyết địa, trong phòng ấm áp như xuân, Tạ Vãn Tình mặc chiếc áo len mỏng manh trễ cổ màu trắng, tóc buộc không vấn cao kiểu công tác mà buông xóa tự nhiên làm cô trông trẻ hơn bình thường tới vài tuổi. Cô ngồi gập gối trên ban công trải đệm lông cừu dày, cặp đùi thon dài tròn trịa lộ ra dưới mép áo, thấp thoáng nhìn thấy cả quần lót màu trắng muốt giữa hai chân, cô hỏi, Tiêu Thụy Dân và em bàn chuyện gì đấy? Hiện nói chuyện này không hỏng tình thú sao? Trương Khắc đứng bên cửa sổ, nhìn qua cửa kính tích tuyết, xe của đám Tiêu Thụy Dân đã rời tiểu khu, trong tiểu khu cũng không có ai đi lại, hoàng hôn mơ mơ hồ hồ, gió tuyết quét qua cỏ cây khô gầy, mang một tư vị khác lạ. Trương Khắc vén áo Tạ Vãn Tình lên, lộ ra quần lót bên trong, chị bảo không xuống giường cơ mà. Chiếc quần lót màu trắng muốt hơi nhỏ, có nửa cánh mông lộ ra, trên quần thêu hai con chuồn chuồn một xanh một đỏ, Trương Khắc bảo Tạ Vãn Tình quỳ chổng mông lên, đưa tay vỗ lên cặp mông mẩy của cô, cái quần lót này quý ở hai con chuồn chuồn, nhãn quang của em thế nào? Nhãn quang của em ra sao còn cần hỏi chị à? Tạ Vãn Tình quay người lại, hai tay quàng lên cổ Trương Khắc, mắt sóng sánh tình tứ hỏi. Em tặng chị đồ lót, cuối cùng chẳng phải để lấy lòng chính em sao, có thích không? Trương Khắc đáp lại bằng một nụ hôn, bảo Tạ Vãn Tình ôm chặt cổ mình, rồi vòng hai chân cô kẹp lấy hông mình, tay nâng cặp mông đẫy đà, bế cô lên giường, cởi chiếc len ra, bên trong cũng là áo lót vải màu trắng muốt phiền hoa, trông như áo lót của cô bé nữ sinh ngây thơ, nhưng Trương Khắc dám chắc không có cô nữ sinh nào có bầu ngực đầy đặn tròn căng gợi tình hơn thế. Chương 1166, khó làm kẻ ác một. Trương Khắc nâng cầm Tạ Vãn Tình lên hỏi, chúng ta nói chuyện Tiêu Thụy Dân vừa nói với em, hay là tiếp tục chuyện bị Tiêu Thụy Dân phá ngang đây? Nói rồi tay thuận theo chiếc cằm trắng nõn trượt xuống dưới, chui vào trong áo lót của cô, chẳng biết y làm thế nào chỉ bằng một tay đã khiến chiếc áo lót tuột xuống như có phép thần. Dưới ánh đèn nhu hòa, tấm thân ngọc ngà lung linh không tì vết hiện ra, gò má ửng hồng, mắt sóng sánh xuân tình, núm vú thấm màu như quả nho chín, chiếc bụng phẳng lì mê người, chiếc rốn nhỏ xinh xinh. Quần lót trắng muốt mong manh không giấu hết cảnh xuân phía dưới, cặp châm thon dài đều đặn, đúng là một tuyệt tác hiếm có của ông trời. Trương Khắc biết trong những năm qua, không ít nam nhân thành đạt theo đuổi Tạ Vãn Tình, bất kể thèm khát tài sản của góa phụ được đồn đại là phụ nữ giàu nhất nước này, bởi si mê sắc đẹp của cô, hay là thực lòng yêu cô thì đều phải rút lui sau khi nhận nụ cười điềm đạm mà xa cách muôn trùng của cô. Vậy mà nữ thần đoan trang cao quý tựa như chỉ cho phép người ta đứng nhìn từ xa xa ấy lúc này gần như trần truồng trước mặt y, như con mèo khát tình chờ đợi y yêu thương sủng hạnh, tấm thân cao quý ấy chỉ mình y được sở hữu, thưởng thức, chỉ của mình y mãi mãi chỉ là của y mà thôi, trong lòng Trương Khắc dâng lên sự kiêu ngạo vô hạn. Chị chẳng thấy bị cắt ngang, ánh mắt nóng bỏng mang đầy tính xâm lược của Trương Khắc làm mặt Tạ Vãn Tình toàn thân nóng như phát sốt, thực ra thì suốt cả khoảng thời gian chờ Trương Khắc vừa rồi người cô vẫn nóng. Cười quyến rũ kiêu ngạo, cởi áo Trương Khắc nép vào lòng y, ôn nhu đưa tay vuốt ve cằm y, phải tặng em một con dao cạo râu thôi, vừa rồi đâm vào người ta đau chết đi. Ồ, em còn tưởng chị chỉ ngứa thôi chứ. Trương Khắc cười tay sờ giữa hai đùi cô, ra nơi đó vừa mềm vừa mịn, ngón tay thành thạo khích thích dòng suối từ trong cơ thể rỉ ra, dẫn lối ngón tay tiến vào hang động bí mật ẩn giấu dưới lớp cỏ thơm, Tạ Vãn Tình eo vặn vẹp như con rắn. Tiếng rên rỉ không kìm chế được phát ra triền miên khe khẽ trong chiếc miệng anh đào, đùi không kìm được kẹp chặt lại, Trương Khắc thổi một hơi vào tai cô, giờ đang ngứa hay đang đau. Tạ Vãn Tình tức chết, tên nhóc con xấu xa này biết rõ mình đang khao khát, biết rõ mình đã buông thả còn muốn treo gẹo ham muốn của mình, cong mông lên muốn ngón tay kia tiến vào sâu hơn, đồ nhóc con xấu xa. Hi hi, em còn có thứ xấu xa hơn nữa cơ, có muốn không? Không thèm nữa. Tiểu Tình Tình. Nói muốn đi. Đừng hòng, á, ư. Tiếp đó là tiếng thở nặng nhọc, tiếng rên rỉ hút hồn. Không gian tràn ngập hơi thở dâm đãng. Hai chân Tạ Vãn Tình khép chặt lại tới mức không chặt hơn, toàn thân khô nóng không sao chịu nổi, nhưng không cách gì thoát được. Ngón tay ma quái của Trương Khắc làm toàn thân cô mềm nhũn,
lực bất tòng tâm, đã thế hai bầu ngực kia chẳng hề biết hỗ trợ chủ nhân, còn ngây thơ thể hiện hết sự mềm mại và đầy đặn của cơ thể nữ nhân độ tuổi hoàng kim, núm vú săn lại vểnh lên dưới sự đùa nghịch của một bàn tay háo sắc. Nhưng Tạ Vãn Tình chẳng còn hơi sức mà trách móc nó, khoái cảm lấy bụng dưới làm trung tâm lan tỏa khắp cơ thể, từng dòng nước ấm liên tục trào ra làm ướt đẫm chiếc khăn trải giường trắng muốt. Tiểu Tình Tình, nói đi, nói em muốn đi. Trương Khác đã quần thảo với Tiểu Yêu Tinh Đường Thanh cả đêm rồi, hôm nay lại làm hiệp nữa với Tạ Vãn Tình nên y không gấp, cố ý trêu ghẹo Tạ Vãn Tình. Đột nhiên Tạ Vãn Tình ngồi bật dậy, đẩy mạnh Trương Khác ngã xuống giường, y chưa kịp có phản ứng thì cảm thấy một huyệt động ẩm ướt nóng ấm siết lấy hạ thân, Tạ Vãn Tình tóc xóa tung, khuôn mặt đỏ rừ, hai mắt nhắm nghiền, làn da phấn hồng lấm tấm mồ hôi, cơ thể nhún nhảy như con ngực bất kham chồm lên người y, cuối cùng toàn thân co giật rú lên một tiếng đầy thỏa mãn. Đôi mắt lúc đó mới từ từ mở ra, nhìn Trương Khắc cười đắc ý, tiểu lưu manh, giờ thì muốn hay không nào. Hai người ôm nhau triền miên cho tới tận khi đèn đường tiểu khu bật lên, bụng đói meo, trong biệt thự không có gì để ăn, nhớ vừa rồi lái xe đi vào, tiểu trấn ngoài biệt thự có mấy nhà hàng nhỏ, Trương Khắc và Tạ Vãn Tình mặc y phục vào, định ra ngoài ăn cơm. Tạ Vãn Tình y phục mỏng manh, mặc dù chỉ có một đoạn đường ngắn, Trương Khắc vẫn cầm theo chìa khóa xe, chuẩn bị lái xe đi ăn. Tạ Vãn Tình mặt hồng hào, cực kỳ thỏa mãn ôm cánh tay Trương Khắc nói, em cùng chị tới nhà bên thay một chiếc áo khoác dày là được. Hả, Trương Khắc ngạc nhiên theo Tạ Vãn Tình đi tới sân trước, mới phát hiện giữa hàng cây có một cánh cổng sắt không chú ý khó nhận ra nối với biệt thự bên cạnh, thì ra Tạ Vãn Tình mua cả hai biệt thự cạnh nhau, bố cục giống hệt nhà bọn họ ở Tân Cẩm Viên Hải Châu, cho dù bị người ta phát hiện ở với nhau, có thể nói dối là mua nhà ở Bắc Kinh chỉ vì muốn làm hàng xóm của nhau mà thôi. Ở Bắc Kinh thế nào cũng phải có chỗ trú chân. Tạ Vãn Tình cười nói, mỗi lần hẹn hò xong đều phải đem dọn dẹp tất cả đi, đến cả mùi cơ thể cũng chẳng thể để lại, ít nhiều có chút thê lương, chị chỉ muốn an bài tốt một chút, lối ra hai căn nhà này khác với tiểu khu, không qua cánh cửa sắt này, thậm chí không cần phải đi qua tiểu trấn cũng vào được đây. Thì ra là thế, Trương Khác vừa rồi còn lấy làm lạ vì sao trong biệt thự trừ Tạ Vãn Tình ướt át đứng đó thì không nhìn thấy dấu vết khác của cô. Hơn nữa trong biệt thự đều bố trí theo sở thích của y, té ra là cô đang chơi trò thỏ không đào ba hang. Đang nghĩ gì thế? Tạ Vãn Tình nhéo mũi Trương Khác, cười duyên dáng, có phải đang nghĩ ở cùng một chỗ phải mua mấy tòa biệt thự mới đủ bố trí hết các cô gái của em, hay là đang nghĩ muốn bố trí mấy biệt thự đó theo hình hoa mai, cửu cung, đúng không? Ý của chị hay đấy. Trương Khác cười hì hì, đẩy Tạ Vãn Tình đi vào biệt thự bên cạnh, nơi này mới bố trí theo sở thích của cô. Đợi cô thay áo giày xong, mới cùng đi ra theo cửa phụ. Gió tuyết rất lớn, nhiệt độ ngoài trời đã dưới 18 độ, nhưng hoạt động không cảm thấy quá lạnh, đi khỏi khu biệt thự mới thấy có chút dấu vết con người, hai bên đường đèn sáng choang, nhà hàng trang trí tinh tế, tìm một nhà hàng Tây đi vào, bên trong đã có khá đông người, Trương Khác liếc mắt một vòng, có 3-4 đôi là cô bé thanh xuân kiều diễm đi cùng nam nhân trung niên, nói nhỏ, xem ra rất nhiều người biết đây là chỗ tuyệt diệu xây ổ. Tạ Vãn Tình nhéo hông Trương Khác, không có ý nói ba lăng nhăng, tìm một chiếc bàn gần cửa sổ ngồi xuống, gọi món xong, Trương Khác mới nói tới câu chuyện với Tiêu Thụy Dân, sau Tết cục thông tin sẽ tách từ China Telecom một phần thành lập công ty độc lập, một mạng GPRS cùng tiêu chuẩn thương nghiệp mới nhất được dựng lên, cao tầng Liên Thông cảm thấy áp lực lớn cũng là bình thường, ai bảo Liên Thông là con mẹ ghẻ. Kế hoạch ở Kim Sơn không để Liên Tín tham gia sao? Điều này không vội, nhà xưởng Kim Sơn cung cấp. Xây dựng cũng nhanh thôi, để Liên Tín xen vào chỉ đánh cỏ động rắn, em đang suy tính, so với cục thông tin ỷ thế khinh người, có lẽ lúc này Liên Thông dễ ăn nói hơn cũng chưa biết chừng, Tiêu Thụy Dân hôm nay còn chưa nói hết, em ở lại Bắc Kinh thêm vài ngày có khi có niềm vui bất ngờ chưa biết chừng. Tạ Vãn Tình hỏi, ý em là Liên Thông sẽ chủ động tìm Cẩm Hồ để hợp tác sâu hơn sao? Em hy vọng như thế. Trương Khác gật đầu, vung tay lên, mọi người chịu đủ uất ức từ cục thông tin di động rồi. Cho dù bọn em có muốn vở ngoan ngoãn nghe lời, cũng cần người ta chấp nhận mới được. Tạ Vãn Tình phì cười, chị chẳng bao giờ thấy em chịu ngoan ngoãn nghe lời cả. Chương 1167, khó làm kẻ ác 2. Nói tới cục thông tin di động, Trương Khác vẫn đầy một bụng tức. Năm 98, Cẩm Hồ đưa ra kỹ thuật nhập tiếng Trung đầu tiên, đồng thời đưa ra chiếc di động hoàn toàn bằng tiếng Trung, thị trường thông tin di động trong nước đã hoàn toàn đủ điều kiện thị trường. Kỹ thuật đẩy mạnh phát triển nghiệp vụ tin nhắn. Có phát nghiệp vụ tin nhắc hay không, quyền quyết định hoàn toàn nằm trong tay hai nhà cung cấp mạng trong nước,
năm 98 liên thông càng yếu hơn bây giờ, mạng GPRS của liên thông cũng lác đác rời rạc, khi đó Cẩm Hồ chỉ có thể lựa chọn hợp tác với China Telecom của Cục Thông tin Di động. Cẩm Hồ cùng Cục Thông tin Di động trước sau đàm phán gần một năm, tới tận mùa đông năm 98 Cục Thông tin Di động mới miễn cưỡng ra sức đẩy mạnh nghiệp vụ thông tin di động ở các thành phố lớn. Khi đó Motorola, Nokia đều đã hoàn thành kỹ thuật nhập văn bản tiếng Trung, nối nhau đưa ra di động hoàn toàn bằng tiếng Trung, thực tế Cẩm Hồ đã lỡ cơ hội tốt lợi dụng ưu thế kỹ thuật mở rộng phân ngạch thị trường. Trương Khắc Ác ý đoán, đám quan lão gia Cục Thông tin Di động làm ăn lề mề như thế không phải do thói quen lưu, mà do được Motorola, Nokia đấm mồm đấm miệng rồi, giặt một lũ nô tài của người nước ngoài. Đương nhiên sự thực không đơn giản như vậy, đó chỉ là suy nghĩ trong lúc bực tức. Phí thông tin di động đắt đỏ, tin nhắn giá rẻ trở thành lựa chọn thay thế tốt nhất với người dùng di động tầm trung thấp. Gần như vừa đẩy mạnh thị trường, nghiệp vụ nhắn tin bùng nổ, trở thành mảng tăng trưởng nhanh nhất của thông tin di động, năm 99 đã đóng góp cho thị trường thông tin di động tới hơn 4 tỷ. Thời cơ tốt như vậy mà lại bỏ lỡ, làm người ta vô cùng nuối tiếc, nếu như năm được thời kỳ khoảng trống kỹ thuật 3, 6 tháng kia, ít nhất thị phần di động trong nước của Cẩm Hồ phải tăng lên 5%. Điều này cũng làm Cẩm Hồ nhìn rõ thái độ thực sự của Cục Thông tin Di động với mình, cho dù thái độ bộ chủ quản với Cẩm Hồ có chuyển biến, trong mắt Cục Thông tin Di động, Cẩm Hồ phải giữ bổn phận nhà cung cấp thiết bị đầu cuối, còn chuyện thuộc phạm vi thúc đẩy mở rộng nghiệp vụ kỹ thuật thông tin di động, bọn họ không muốn Cẩm Hồ tham dự vào. Cuối năm 98 trên cơ sở mạng GMS vốn có, Cục Thông tin Di động phát triển kỹ thuật thông tin di động GPRS, đó là kỹ thuật 2G, bước trung gian trọng yếu để bước vào kỹ thuật 3G, thường được gọi là 2.5G, mạng GPRS kiêm tiêu chuẩn thương nghiệp mới nhất sắp được hình thành. Tiếc là Cục Thông tin Di động khi lựa chọn doanh nghiệp cung cấp thiết bị đầu cuối hợp tác kỹ thuật, lấy lý do điều kiện kỹ thuật không phù hợp gạt Cẩm Hồ ra ngoài, dấu vết đả kích có chú ý càng rõ ràng. Vì theo kịp kỹ thuật thông tin di động mới nhất, Cẩm Hồ chỉ có thể chọn nơi khác hợp tác, đầu tiên là đưa ra di động GPRS ở Singapore, Malaysia, Hong Kong đảm bảo khi trong nước phổ biến mạng GPRS, Cẩm Hồ không xuất hiện khoảng trống kỹ thuật. Có thể dự kiến tương lai phát triển di động 3G, cũng chỉ đành ưu tiên hợp tác với nước ngoài. Đó là nghịch lý hết sức nực cười trong nước, biết làm sao được, đôi khi người ta chỉ có thể cười tự chào với nhau than, nước ta là thế đấy. Ở thị trường di động trong nước, thị phần của Cẩm Hồ xếp sau Motorola và Nokia, nếu như trong nửa năm không đưa ra được di động mới, đả kích với Cẩm Hồ là khá thảm liệt. So với mạng GMS trong nước hiện nay, ứng dụng của GPRS rất lớn, chữ âm nhạc, hình ảnh, phim ảnh ra các công năng như email hay duyệt web đều có thể thực hiện, nghiệp vụ nhạc chuông đứng sau mỗi nghiệp vụ tin nhắn càng dễ thực hiện trên GPRS. Cục Thông tin Di động năm nay sẽ được tách ra độc lập trở thành công ty tập đoàn Di động Trung Quốc gọi tắt là Di động cấp phó bộ, càng trở nên vênh váo kiêu ngạo không coi ai ra gì, Cẩm Hồ nên quyết đoán từ bỏ nỗ lực theo đuổi hợp tác sâu hơn với Cục Thông tin Di động. Hiện giờ liên thông rất nhỏ yếu, chính vì liên thông nhỏ yếu nên chúng ta mới có được địa vị hợp tác tương đối bình đẳng. Trương Khắc khẽ thở dài, có điều cũng khó nói. Lần này Liên Thông đưa ra kế hoạch hoành tráng phát hành cổ phiếu mới huy động vốn ở TTCK Hong Kong và New York, nói không chừng trong lòng cao tầng Liên Thông vẫn chỉ coi Cẩm Hồ như con cờ dùng để đối kháng với đối thủ cạnh tranh. Tạ Vãn Tình vẫn cười rất thoải mái, cô tin vào Trương Khắc, không ít người muốn lợi dụng y như quân cờ, cuối cùng mới phát hiện ra chính mình mới là quân cờ trong tay Trương Khắc, em đoán chừng quy mô huy động vốn của Liên Thông chuyến này lớn cỡ nào. Chừng 10 tỷ đô la Mỹ, thật khiến người ta hâm mộ. Trương Khắc chép miệng, nghĩ Cẩm Hồ mà kiếm được 10 tỷ thì không cần có cảm giác dây thừng thít vào cổ nữa. Nếu Liên Thông đích thân tìm tới thì em định hợp tác sâu hơn với họ thế nào? Chuyện hợp tác cụ thể đợi Trần Tín Sinh, Tô Tân Đông tới Bắc Kinh thảo luận. Trương Khắc nhún vai, trong lòng em, Liên Thông không thể tính là đối tác tốt, dựa vào nền tảng mạng GMS phát triển kỹ thuật GPRS không cần lo lập mạng thông tin mới. Liên Thông lại muốn giữ mạng GMS tầm thấp. Đồng thời hai lòng ba ý thiết kết mạng CDMA, mưu đồ nghiệp vụ tầm cao, đặt cược hết lên CDMA, dễ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Kỹ thuật GPRS mở hơn, CDMA bị công ty Qualcomm của Mỹ nắm giữ, tính mở thấp, không thể tính là chuyện tốt. Ý em là không nên dẫn tiến kỹ thuật CDMA sao? Tạ Vãn Tình chống chiếc cằm mê người, chăm chú nhìn Trương Khắc, cô mê luyến phong thái tự tin chỉ điểm giang sơn lúc này của Trương Khắc. Như thế mới làm cô hoàn toàn quên đi chênh lệch tuổi tác giữa hai bên.
Đại khái là mấy năm qua bị bộ bưu điện và China Telecom bắt nạt quá thảm, khiến Liên Tín trở nên cực kỳ hung hăng, tâm thái của cao tầng quản lý trở nên bất chấp. Bọn họ nếu bỏ đi ảo tưởng CDMA, đem số tiền huy động vốn lần này chuyển sang cải tạo mạng GMS hiện có, mới có khả năng thành đối thủ cạnh tranh có sức uy hiếp thực sự. Trương Khắc mỉm cười hỏi, chỉ có biết tác dụng lớn nhất của liên thông với Cẩm Hồ là gì không? Là gì? Chất lượng mạng GMS của liên thông quá tệ, nhưng liên thông lại vội vàng tăng thêm lượng người dùng mới. Với bọn họ mà nói, con đường duy nhất có thể đi là sách lượng kinh doanh giá rẻ. Liên thông và tập đoàn Di Thông Thông Tấn nổ ra cuộc chiến về giá mới là điều Cẩm Hồ muốn thấy nhất. Trương Khắc cười châm cháo. Tạ Vãn Tình vươn ngón tay chỉ vào trán Trương Khắc, lườm yêu, chị đã bảo trong bụng em chẳng có cái gì tốt đẹp mà. Trách em được à, cao tầng liên thông chưa chắc đã toàn loại hồ đồ, chắc chắn có người hiểu điều này, nhưng người ở tầng cấp đó, sống trong những lời nói dối quen rồi, chưa chắc đã thích lời nói thật. Tạ Vãn Tình thở dài, liên thông đánh cược hết vào CDMA, khả năng khiến một khoản đầu tư lớn của quốc gia không thu lại được lợi ích tương xứng, hiện có ngăn cản còn kịp không? Mặc dù chưa chính thức ký hiệp nghị, nhưng sợ là ngăn cản không kịp nữa. Trương Khắc ngán ngẩm lắc đầu. Trước tiên là vấn đề ai dám đứng ra ngăn cản đầu tiên. Nghe đâu cả Thủ tướng Triệu Tể Đông nghe cũng động lòng rồi, Cẩm Hồ không đủ tư cách, Dịch Vân Phi không quản mảng này, ông ta đột nhiên xen vào chỉ càng bị động hơn. Nếu nói là ai ra mặt thích hợp nhất chỉ e có mới cảnh trong Dương, nhưng thái độ ông ta rất mập mờ, chẳng hiểu suy nghĩ thực sự của ông ta là gì. Càng nói Trương Khác càng thấy khả năng ngăn cản là không thể, ngoài ra hạng mục lớn như thế này thành bại có thể nói là ảnh hưởng tới quan hệ song phương Trung Mỹ. Gần đây quan hệ hai bên hỏa hoãn lớn rồi. Thực ra liên thông mù quáng đầu tư mạng CDMA, Cẩm Hồ là người hưởng lợi, chip cơ bản của ISS ứng dụng mạng GPRS chưa đủ hoàn thiện. Một khi tập đoàn thông tin di động nâng cấp lên mạng GPRS, sẽ bại lộ thiếu sót kỹ thuật. Nhưng liên thông gửi gắm hy vọng lên CDMA, một thời dài không thể nâng cấp GMS. Cuối cùng là ở Hàn Quốc dùng kỹ thuật CDMA. Liên thông ra sức phát triển mạng CDMA trong nước tuy làm Samsung có cơ hội mở rộng phân ngạch thị trường, nhưng tới khi đó Cẩm Hồ đã hợp tác sâu hơn với liên thông, sẽ có dư giả thời gian phát triển di động CDMA, có lợi lớn việc cân bằng chênh lệch kỹ thuật di động với Samsung, nếu không Cẩm Hồ chưa thể tìm thấy thời cơ tốt nhất phát triển di động CDMA. Tạ Vãn Tính chăm chú nhìn Trương Khắc, trong lòng em chưa chắc đã muốn thời cơ này phải không? Em không cao thượng như chị nghĩ đâu. Trương Khắc đưa tay ra vuốt má Tạ Vãn Tình, chủ yếu là sợ đắc với người ta thôi, liên thông đang hăm hở lập mạng CDMA, em chạy tới phá hỏng, người ta chẳng đánh cho vêu mặt à. Chương 1168, Idea Store 1. Tiêu Thụy Dân trước đó không ngờ hôm nay Trương Khắc không có kiên nhẫn bàn bạc kỹ đã mau chóng tỏ thái độ ủng hộ Liên Tín hợp tác với liên thông, kết thúc cuộc gặp mặt ở trấn Hương Lâm, đội tuyết trở về thành phố, thấy thời gian còn sớm gọi điện cho Dương Dung Bình. Đúng lúc Dương Dung Bình còn ở văn phòng, liền đi thẳng tới gặp ông ta. Dương Dung Bình phó tổng giám đốc tập đoàn Liên Thông, xuất thân Bộ Công nghiệp Điện tử, mặc dù sau này đều quy vào Bộ Thông tin, nhưng mâu thuẫn nhiều năm không thể dễ dàng tiêu trừ, nhất là mâu thuẫn tư nhân giữa quan viên cấp ty cục hai bên cực sâu. Tiêu Thụy Dân thời gian dài công tác viện nghiên cứu Bộ Bưu điện, nằm ở rìa vòng xoáy mâu thuẫn, về sau mới tới Liên Tín. Ít nhất không có mâu thuẫn quá sâu với quan viên của Bộ Công nghiệp Điện tử như Dương Dung Bình. Cao tầng liên thông luôn cho rằng mình bị kỳ thị, nên rất hiếu chiến, thời gian qua nội bộ điện tử Hoa Hạ cũng náo loạn, Liên Tín và Tiêu Thụy Dân là đối tượng bị chèn ép, cao tầng liên thông ít nhiều thấy Tiêu Thụy Dân có cảm giác đồng bệnh tương lân, hơn nữa ý đồ độc lập của Tiêu Thụy Dân càng được liên thông hưởng ứng. Lần này liên thông thử đặt hàng di động, không chọn Liên Tấn, Đông Hưng cùng một dễ. Mà chọn Liên Tín cũng do nhân tố đó bên trong. Hợp tác với Liên Thông, cũng có thể tăng vốn liếng đấu với các kiến đức, Tiêu Thụy Dân tất nhiên vô cùng coi trọng, tới văn phòng Dương Dung Bình, không vòng vo gì hết nói luôn, tối nay Trương Khắc ở tại trấn Hương Lâm, thuận nghĩa, cậu ấy rất ủng hộ chuyện Liên Thông đặt di động của Liên Tín. Còn đồng ý qua Tết cung cấp chip cơ sở đời 2, cậu ấy cũng rất kỳ vọng có thể hợp tác sâu hơn với Liên Thông, không ngại tiếp xúc riêng với Liên Thông, nếu tiện, tôi sẽ an bài. Đường Thanh và ba tiểu nha đầu buổi sáng xuất phát từ Kim Sơn, chuyển máy bay tại Hong Kong, đến 9 giờ tối tới được bớt. Trương Khắc đứng trước cửa sổ, nhìn gió cuốn tuyết khuất vào cửa sổ, nói chuyện điện thoại với Đường Thanh, trong lòng lại suy ngẫm chuyện của Liên Thông. Cho dù các công ty di động tỉnh thành cùng cục thông tin di động tách từ tập đoàn tổng công ty China Telecom được hạch toán độc lập,
nhưng bằng vào ưu thế lũng đoạn thị trường, năm 99, nghiệp vụ thông tin di động đạt lợi nhận 12 tỷ, sau khi độc lập thành xí nghiệp TW thứ hai lãi lớn đứng sau mỗi Trung Thạch Xu. Lúc này năng lực doanh lợi của Liên Thông thậm chí còn không bằng cả điện tử Hoa Hạ, lãi dõng mới có hơn 1.2 tỷ. Tạo thành cục diện như thế, Liên Thông có thể oán trách thời kỳ đầu bị áp chế quá thảm, gần như các ưu thế đều bị cục thông tin di động cướp mất. Sau khi bộ thông tin trọng tổ, cảnh ngộ của Liên Thông tốt hơn rất nhiều, đặc biệt Quốc vụ viện tăng cường nâng đỡ Liên Thông, ưu tiên Liên Thông ra nước ngoài huy động vốn phát triển. Muốn Liên Thông đuổi kịp di động thì làm khó họ rồi, song tuyệt đại đa số mọi người nhìn thấy chênh lệch giữa Liên Thông và di động càng ngày càng nhỏ, đó là nhân tố trọng yếu Liên Thông được các cơ cấu đầu tư theo đuổi. Nhưng Liên Thông lấy tâm thái cánh cực đặt vào CDMA, sự thực chứng minh Liên Thông không hợp thời nữa. Tạ Vãn Tình lại cùng chị đồng tán gẫu một lúc mới cúp điện thoại, Trương Khắc cười bảo cô, chị không đi bớt thật đáng tiếc. Chị có thời gian cũng chẳng qua đó góp vui làm gì, nhà đầu đường Thanh bây giờ còn tinh hơn quỷ, chị trả dại. Tạ Vãn Tình tủm tỉm cười, em thấy chưa đủ náo nhiệt thì kéo cả Hứa Tư qua đó là được. Cô chưa nói hết thì di động vang lên, nhìn màn hình, nói, thật trùng hợp. Đưa màn hình di động cho Trương Khắc xem, là điện thoại của Hứa Tư. Sao lại nhớ đến chị vào lúc này? Tạ Vãn Tình nhận điện. Có phải chị đang ở cùng với Trương Khắc không? Không ngờ ở đầu kia Hứa Tư hỏi. Trương Khắc đứng sau lưng Tạ Vãn Tình, ôm lấy cơ thể mềm mại của cô, ghé tai vào di động, nghe xem Hứa Tư nói cái gì. Nhìn áo của Tạ Vãn Tình lay động là biết có bàn tay không thành thực trong đó. Cậu ấy đang nghe trộm đây này, chị và cậu ấy buổi trưa tới Bắc Kinh. Hay em cũng tới đây đi. Tạ Vãn Tình chẳng hề giận Trương Khắc quấy phá còn ngả đầu ra đằng sau, dựa vào vai Trương Khắc, má cọ má. Nghe nói chị muốn tới kiến nghiệp em đã thấy lạ rồi, cơ hội vụng trộm tốt như thế, chị không lén lút tới Bắc Kinh, một mình tới kiến nghiệp làm cái gì. Y như rằng, hi hi, Hứa Tư cười khúc khích, em cũng định tới Bắc Kinh, có điều vừa nhận được điện thoại, Diệp Tiểu Đồng sinh rồi, con trai, 4,6 kg, em phải tới kiến nghiệp thăm cô ấy trước. Ừ, em có muốn nói chuyện với tên nhóc xấu xa không? Em chẳng thèm quan tâm tới tên nhóc xấu xa đó. Hứa Tư thêm vào một câu, có quan tâm ngày mai cậu ấy cũng chẳng thể về. Tạ Vãn Tình đành phải rời Bắc Kinh trước kế hoạch, cúp điện thoại rồi liền bảo trợ lý đặt chuyến bay sớm nhất ngày mai về kiến nghiệp. Chuyện lặt vặt như đi thăm sản phụ này Trương Khắc không vội tham dự, có thời gian thì tới bệnh viện một chuyến, không có thời gian thì đợi ăn đầy tháng về cũng không muộn. Giờ này chắc Diệp lão gia tử đang mừng lắm đây, Diệp gia vậy là đã tứ đại đồng đường Thiệu Tâm Văn ở rể nhà họ Diệp, Diệp Kiến Bân và Đinh Văn Di mãi chưa thấy sinh nở gì, chẳng biết vấn đề do đâu, Trương Khắc không tiện hỏi. Trương Khắc hiện cũng chưa thể gọi điện thoại chúc mừng, không thể nói là Hứa Tư gọi điện thoại báo cho được, Tạ Vãn Tình gọi điện an bài chuyện ngày mai, y gọi điện cho Trần Tín Sinh, bảo hắn có thời gian tới Bắc Kinh tiếp xúc với Liên Thông. Từ chỗ Trần Tín Sinh được tin Diệp Tiểu Đồng mẹ tròn con vuông, Trương Khắc mới gọi điện chúc mừng Thiệu Tâm Văn. Thiệu Tâm Văn cùng người nhà Diệp gia đều ở bệnh viện, giọng Diệp lão gia tử rất to, đang đứng chỉ huy này nọ, lại còn cướp di động từ tay Thiệu Tâm Văn, hưng phấn nói với Trương Khắc. Diệp Tiểu Đông khó đẻ phải chuyển sang mổ, gây mê tới giờ vẫn chưa tỉnh, tất nhiên không thể nói chuyện, hẹn ngày khác tới thăm. Sáng hôm sau Tạ Vãn Tình tới sân bay từ sớm, cô phải vờ rằng mình luôn ở kiến nghiệp, tụ họp với Hứa Tư xong tới bệnh viện thăm Diệp Tiểu Đồng và em bé. Trương Khắc ở lại biệt thự trong rừng, tới buổi chiều Tô Tân Đông, Trần Tín Sinh xuống máy bay lái xe tới thẳng biệt thự trong rừng. Ngoài ra Trương Khắc còn điểm danh cả Lưu Minh Phong tới Bắc Kinh. Tháng 8 sau khi ứng tuyển kỹ sư vườn sồi bị loại, Lưu Minh Phong buổi tối hẹn hò bạn gái, tình cờ gặp Trương Khắc, có được một cơ hội phỏng vấn nữa, cuối cùng được vào tập đoàn Ái Đạt công tác. Sau thời gian thử việc, Lưu Minh Phong đảm nhận phó giám đốc trung tâm trải nghiệm người dùng mới được thành lập. Văn phòng tạm thời đặt trong vườn sồi, bộ khung chưa xác định, tạm thời được Tô Tân Đông trực tiếp quản hạt. Thời gian qua trừ mỗi tuần báo cáo công tác với Trương Khắc qua thư điện tử thì Lưu Minh Phong không tiếp xúc với Trương Khắc nữa, cho dù là trả lời báo cáo cũng hoàn toàn xác nhận thư tới nơi, không có gì khác. Lưu Minh Phong tưởng là bị Trương Khắc quên rồi cho tới tối qua đột nhiên nhận được điện thoại báo tới Bắc Kinh làm việc. Cho dù bị quên, Lưu Minh Phong cũng chẳng có gì không thoải mái, sau khi vào Ái Đạt hắn mới biết. Đằng sau Ái Đạt là đế quốc kinh tế Cẩm Hồ, có lẽ được chen chân vào cuộc họp 29 người là huy hoàng tối cao của cuộc đời. Xe đi qua trấn Hương Lâm, vào biệt thự, mặc dù bị tuyết bao phủ, vẫn nhìn ra được sự xa hoa của biệt thự, Lưu Minh Huy tặc lưỡi,
chẳng biết khi nào mình mới mua được một biệt thự ở đây, cả đời sẽ không còn gì tiếc nuối nữa. Chương 1169, Idea Stop 2. Chỉ chút tham vọng thế thôi à? Tô Tân Đông nghiện thuốc nặng, ngồi trong xe mở một khe cửa hút thuốc, nghe thấy Lưu Minh Phong nói thế thì bảo, phó giám đốc của Ái Đạt mà thấy ở biệt thự là hy vọng xa vời, phải tới trung tâm bồi huấn nhân viên tẩy não mới được. Hai chiếc xe một trước một sau đi vào sân, Lưu Minh Phong nhìn thấy Trương Khác đứng ở bậc thềm đợi bọn họ, trong tay có một hộp thuốc lá, thấy Tô Tân Đông xuống xe tay kẹp thuốc là nó, cứ tưởng anh nhìn xuống xe mới hút thuốc, tôi chuẩn bị cả bật lửa thuốc lá rồi đây, thì ra đánh giá anh quá cao. Đưa lại cho người đằng sau, mời Trần Tín Sinh và Tô Tân Đông vào nhà nói chuyện. Lưu Minh Phong và Diêu Kiên theo sau. Ngồi xuống rồi Trương Khác đem chuyện bàn bạc với Tiêu Thụy Dân hôm qua giới thiệu với bọn họ, cuộc thảo luận ở tầng cấp này tới Diêu Kiên cũng không nói xen vào được, không biết vì sao Trương Khác điểm danh Lưu Minh Phong tới. Trần Tín Sinh không hút thuốc, Trương Khác không hứng thú, đẩy thuốc lá về phía Diêu Kiên và Lưu Minh Phong, hút thì tự nhiên. Lưu Minh Phong có hút thuốc, thấy Diêu Kiên ngồi im, hắn không dám quá tùy ý, cung kính ngồi nghe nói chuyện. Không ngờ Trương Khác lại nhướng mày lên nhìn qua hỏi, tôi nói qua tình hình rồi, anh chắc biết vì sao tôi điểm danh anh tới Bắc Kinh chứ? Chúng tôi khảo sát toàn bộ sản nghiệp di động, cả sản nghiệp này thực tế do doanh nghiệp thiết bị phần cứng, doanh nghiệp cung ứng kỹ thuật, doanh nghiệp cung ứng mạng và cung cấp nội dung tạo thành. Trước khi thiết lập trung tâm trải nghiệm người dùng, ở sản nghiệp thông tấn di động, Ái Đạt chỉ có thể tính là nhà cung ứng kỹ thuật và thiết bị đầu cuối. Lưu Minh Phong không nghĩ Trương Khác hỏi ý kiến mình, may là có chuẩn bị. Không tới mức trở tay không kịp, chỉnh đốn lại đường lối, đáp, trong mắt người bình thường phạm vi Ái Đạt hợp tác với Liên Thông rất có hạn, hoặc trực tiếp cung cấp sản phẩm phần cứng hoặc thông qua Liên Tín gián tiếp cung cấp kỹ thuật. Nhưng ở thị trường máy nghe nhạc số, trừ cung cấp sản phẩm phần cứng máy e-player, Ái Đạt còn thông qua âm nhạc toàn cầu cho phép tải nhạc, thực tế là đảm nhận vai trò doanh nghiệp cung cấp nội dung. Chúng ta hợp tác với Liên Thông, ngoại trừ có thể nghiệp vụ di động đặt làm của Liên Thông ra, còn có thể thành công ty cung ứng phần mềm cùng nghiệp vụ nội dung tăng thêm của Liên Thông, hơn nữa những cái này cũng xúc tiến lớn việc tiêu thụ phần mềm của chúng ta. Lưu Minh Phong nắm bắt vấn đề rất nhanh, Tô Tân Đông gật đầu tán thưởng, Microsoft mua cổ phần âm nhạc toàn cầu chính là nhìn chúng vào mô hình tiêu thụ phần cứng trói buộc vào âm nhạc toàn cầu, mô hình thương nghiệp này sẽ thành ứng dụng khép kín, hỗ trợ xúc tiến địa vị thị trường của Microsoft. Hiện di động ngoại trừ dùng để nghe gọi ra thì ngày càng trở nên thú vị. Chúng ta muốn làm doanh nghiệp cung ứng nội dung phải có được hỗ trợ của doanh nghiệp cung cấp mạng, tiếc là cục thông tin di động rất cứng rắn, bọn họ cho rằng cung ứng nội dung là địa bàn của bọn họ, chúng ta không được vượt quá giới hạn, càng không cho phép chúng ta hưởng lợi nhuận trong đó. Nhưng không có nghĩa là hết đường, vì Liên Thông đang đầy bụng ủy khuất, bị ở thế yếu khá dễ thuyết phục, thậm chí Liên Thông cần cẩm hồ cung cấp ứng dụng và nội dung phong phú để thu hút thêm nhiều hộ sử dụng cao cấp sử dụng mạng của Liên Thông. Cục thông tin di động sắp triển khai thử nghiệm mạng GPRS ở một số thành phố, mạng CDMA của Liên Thông sẽ chậm hơi một chút. Đối với doanh nghiệp di động mà nói, sau khi mạng GPRS, CDMA hoàn toàn khai thông, loạt di động thương vụ cấp cao cũng phải đổi mới toàn diện theo. Phải tiến hành tiếp xúc với Liên Thông, nhưng đừng gửi gắm quá nhiều hy vọng, dù đạt được hiệp nghị hợp tác với Liên Thông, chúng ta cũng phải lập cửa hàng trải nghiệm nghiệm người dùng. Trương Khác gõ tay lên bàn nói. Lưu Minh Phong đề xuất tên của cửa hàng trải nghiệm người dùng tên là Idea Store, tôi thấy rất hay, có thể lấy ES, làm tiêu chí thương nghiệp mới, cụ thể ra sao thì mọi người tự thương lượng quyết định. Lưu Minh Phong ngớ ra, trước đó hắn cứ tưởng báo cáo mỗi tuần mình nộp lên chẳng ai xem, không ngờ Trương Khác và cao tầng Ái Đạt đầu nghiền ngẫm kỹ ở phương diện này. Báo cáo công tác 4 tháng qua của cậu đều chiếm khá nhiều thời gian của chúng tôi đấy. Tô Tân Đông vỗ vai Lưu Minh Phong. Trước đó chưa tới thời cơ thảo luận rộng rãi, tôi sẽ đem ý kiến của cao tầng tập đoàn về cửa hàng trải nghiệm người dùng cho cậu xem, cậu mau chóng nộp lên báo cáo hoàn chỉnh. Báo cáo hay dở thế nào quyết định anh có thể đảm nhận trách nhiệm lãnh đạo cơ cầu mới hay không? Trương Khác bổ sung, ngoài ra việc tiếp xúc với cao tầng Liên Thông anh cũng ở lại Bắc Kinh tham gia đi, dù sao anh cũng là một trong số những người làm việc chủ yếu. Do đã nghiêm túc khảo sát mô hình thương nghiệp của Cẩm Hồ. Lưu Minh Phong cũng hiểu tương lai trung tâm trải nghiệm người dùng có địa vị ra sao, mặc dù hắn từng nghĩ nếu là mình lãnh đạo cơ cấu mới thành lập này, sẽ nên phát triển ra sao, nhưng trước khi nghe Trương Khác nói những lời này, hắn chưa bao giờ thực sự cho rằng mình được làm lãnh đạo của nó. Hắn cho rằng tập đoàn sẽ điều một nhân vật thuộc cấp nguyên lão xuống tọa trấn chứ làm sao tới lượt một tân binh mới gia nhập chưa tới nửa năm như hắn làm được,
hơn nữa tên tân binh này ở trong nghề căn bản là hạng vô danh tiểu tốt. Lưu Minh Phong không dám chắc lắm nhìn Tô Tân Đông, thường ngày hắn tiếp xúc tới Tô Tân Đông nhiều nhất, Tô Tân Đông vỗ vai hắn, thiếu tự tin à, nếu cậu không làm ra thành tích thì chuẩn bị có thể bị loại trừ bất kỳ lúc nào là được. Idea Store có mô hình vận hành phức tạp, một mặt chúng ta phải cổ vũ các lập trình viên cung cấp ứng dụng phần mềm phong phú cho chúng ta, mặt khác chúng ta phải dựa vào nhu cầu thực tế của thị trường phát triển ứng dụng mới. Trương Khắc nhấn mạnh, tôi nói rõ ràng cho anh biết Idea Store được gửi gắm kỳ vọng lớn của chúng ta, di động của chúng ta có đứng vững trên thị trường cao cấp, tham dự vào cạnh tranh toàn cầu được hay không, là nhờ vào Idea Store phát huy tác dụng trọng yếu. Vì đạt được mục tiêu, thời gian đầu số tiền đầu tư vào Idea Store có khả năng lên tới cả tỷ, tôi cũng không hề hy vọng Idea Store có thể mang lợi thêm lợi nhuận gì. Liên Tín và Liên Thông bí mật đàm phán hợp tác nghiệp vụ di động đặt làm đã tiến hành rất lâu rồi, báo cho Trương Khắc trước một tiếng cũng chỉ là đánh tiếng với Cẩm Hồ trước khi chính thức thử nghiệm thôi. Ngày 12 tháng 1, tức là 3 ngày sau khi Trương Khắc tới Bắc Kinh, Liên Thông chính thức đưa ra hoạt động mừng tuổi năm mới, nạp thẻ tặng điện thoại, trước đó công tác bảo mật làm rất xuất sắc, hoạt động tổ chức thông qua DTH, báo sáng Bắc Kinh tuyên truyền, khá là khí thế. Tối hôm đó chi nhánh Liên Thông ở Bắc Kinh còn tổ chức yến hội, Dương Dung Bình là lãnh đạo phân quản thông qua Tiêu Thụy Dân mời cao tầng Cẩm Hồ ở Bắc Kinh tham dự bữa tiệc, biết Trương Khắc ở Bắc Kinh nên muốn nhân cơ hội này tiếp xúc phi chính thức với y một lần. Tô Tân Đông đã rời Bắc Kinh, chỉ có Trương Khắc, Trần Tín Sinh, Lưu Minh Phong và Diêu Kiên tham dự yến hội, y cũng muốn thông qua cơ hội này tiếp xúc với cao tầng Liên Thông. Nói thực là trước đó không ngờ bước tiến của Liên Thông và Liên Tín lại nhanh như thế, nhưng mà nghĩ lại thì cũng bình thường, Tiêu Thụy Dân là người rất có suy nghĩ, Liên Tín và Cẩm Hồ hợp tác, thậm chí dựa dẫm vào kỹ thuật của Cẩm Hồ, nhưng không có nghĩa Liên Tín muốn làm chư hầu của Cẩm Hồ. Trương Khắc vẫn lo Liên Tín và Liên Thông quá gấp gáp. Chương 1170, Hiệp nghị quân tử 1. Thời gian mới lật sang trang đầu của thiên niên kỷ mới, với người dân bình thường mà nói di động vẫn là đồ xa xỉ, trừ bản thân giá cả cao của nó ra, phí thông tin cũng nằm ngoài khả năng chi trả của người thường. Liên Thông đưa ra hoạt động nạp 2.400 đồng tiền điện thoại tặng một di động của Liên Tín, đúng là thu hút ánh mắt của người dùng bình thường. Do Cao Khoa KV và Liên Tín đưa ra di động tầm thấp không có tuyên truyền gì, trong ấn tượng của người bình thường, một chiếc di động có rẻ cũng phải chừng 2.000 đồng, tham gia hoạt động này đúng là mua một tặng một. Cho dù là người có nhận thức về di động của Liên Tín, biết di động cùng quy cách của Liên Tín có giá 1.380 đồng, thì vẫn là hoạt động hấp dẫn, hạn chế duy nhất là kỳ hạn sử dụng chỉ có 12 tháng. Khi mà phí thông tin di động đặt đỏ ngăn cản thị trường DTDD khuếch trương, cho dù kỳ hạn 12 tháng cũng làm tim người ta đập thình thịch rồi, trước đó phí điện thoại mỗi tháng dù tiết kiệm cũng phải mất 200 mới đủ dùng. Cho nên hoạt động này khiến nhiều người khẳng khái mở hầu bao. Trước đó Liên Tín bảo mật rất tốt, thời kỳ đầu thử nghiệm cũng chỉ giới hạn ở thị trường Bắc Kinh, ngày đầu tiên chưa thể sinh ra phản ứng lớn, chưa thể dự đoán chính xác ảnh hưởng hoạt động này thế nào, có điều tin tức phản hồi trên mạng khá là nhiệt liệt. Có lẽ Dương Dung Bình biết thói quen né tránh giới truyền thông của Trương Khắc, nên bữa tiệc ở khách sạn Vương Phủ chỉ mời nhân viên nội bộ tham gia, sự xuất hiện của đám người Trương Khắc trở nên đột ngột. Câu đầu tiên Trương Khắc lần đầu gặp Dương Dung Bình nói, tới tham gia bữa tiệc này đúng là không công lại hưởng lộc rồi. Câu đầu tiên của Dương Dung Bình là, ngưỡng mộ Khắc thiếu gia đã lâu, tôi rất mong đợi vào cuộc gặp mặt hôm nay. Trương Khắc trước đó đã đánh tiếng với Tiêu Thụy Dân, không bày trò khua chiêng gõ trống đón tiếp, đám Trương Khắc và Trần Tín Sinh lặng lẽ vào phòng bao tổ chức yến hội rồi mới do Tiêu Thụy Dân giới thiệu hai bên. Trước đó trong mắt Dương Dung Bình, thành tựu huy hoàng mà Trương Khắc đạt được có lẽ là do may mắn đặc biệt, nhưng Trương Khắc trẻ thì trẻ, khí chất điềm tĩnh chững chạc hơn tuổi làm ấn tượng đó nhạt đi rất nhiều. Trước khi yến hội bắt đầu, Dương Dung Bình và Tiêu Thụy Dân lên phát biểu, trong đại sảnh chén qua chén lại rất náo nhiệt, không ít người vào phòng bao chúc rượu Dương Dung Bình, còn đám Trương Khắc thong thả nhấm nhi món ngon. Tới giữa bữa tiệc, giám đốc chi nhánh Liên Tín ở Bắc Kinh nhận được một cú điện thoại, ghé tai thì thầm với Dương Dung Bình. Dương Dung Bình hớn hở ra mặt, nói với Tiêu Thụy Dân, Trần Tín Sinh, vừa có tin tức tốt lành truyền tới, di động đặt làm của chúng tôi bán đi chiếc thứ 1.000. Hộ dùng mới của Liên Thông Bắc Kinh hôm nay tăng thêm 1.800 người, chúng ta nên uống một ly chúc mừng chứ nhỉ. Nói cách khác qua ngày hoạt động đầu tiên, tốc độ tăng trưởng hộ dùng của Liên Thông Bắc Kinh tăng lên hơn gấp đôi, chẳng trách Dương Dung Bình mừng như thế. Trương Khắc và Trần Tín Sinh nâng ly chúc mừng Liên Thông có được thành tích tốt.
Dương Dung Bình lại bảo giám đốc chi nhánh báo tin cho tất cả mọi người tham gia bữa tiệc. Hôm nay không phải ngày nghỉ cũng không phải cuối tuần, những ngày tới khả năng còn tăng nhiều hơn, nên cao tầng liên thông càng thêm vui mừng. Trước khi liên thông lên TTCK Hong Kong, New York, bọn họ tất nhiên hy vọng có con số kinh doanh đẹp để thu hút nhà đầu tư. Bữa tiệc rất tưng bừng đúng theo đặc sắc yến tiệc truyền thống của Trung Quốc, có người uống nhiều tới ngã xuống gầm bàn, được đỡ ra xe. Tiêu Thụy Dân xem đồng hồ nói với Trương Khác, giám đốc Dương hy vọng kiếm nơi khác tụ họp, được không? Trong bữa tiệc không ngừng có người vào chúc rượu, thực sự không phải chỗ nói chuyện tốt, Trương Khác gật đầu, kiếm chỗ nào đó thanh tịnh một chút là được. Tiêu Thụy Dân không nghĩ Trương Khác nói thật, người trẻ tuổi như y sao thích chỗ như thế được, thanh tịnh hay không thì tôi cũng không biết, khách tùy ý chủ, chúng ta cứ nghe chủ nhân an bài đi. Xe Trương Khác theo sau Dương Thụy Bình, Tiêu Thụy Dân, đi về phía Thật Sát Hải, gió tuyết vẫn chưa dừng, nhưng trong thành phố Bắc Kinh nhà cao tầng san sát, chẳng cảm thấy gió rét quá dữ dội. Đội xe dừng lại ở một hộp đêm tên Tây Kinh Yến Môn, bãi đỗ toàn những cỗ xe sang trọng của Âu Mỹ, gần như không thấy xe của Nhật Hàn. Trương Khác cũng đã nghe nói tới hộp đêm này, nhưng chưa có cơ hội tới, không ngờ cao tầng liên thông Bắc Kinh lại quen đường thuộc lối như thế. Siêu Kiên đùa với Lưu Minh Phong, ở đây ai lái xe Nhật Hàn chẳng mặt mũi nào chào hỏi người khác, vào bên trong nếu là tiểu minh tinh cũng chẳng dám ưỡn ngực lên. Trương Khác gõ đầu Diêu Kiên, bớt khoe khoang đi, tôi cho về nhà với vợ bây giờ. Bình thường đi trên phố Bắc Kinh, có lẽ cảm thấy y phục nữ giới ở đây không đặc diễm lệ bằng ở phương Nam, vì lấy màu xám làm chủ, nhưng nhìn cô gái đi lại trong đại sảnh ai nấy ăn mặc thời thượng, trang điểm lộng lẫy, mới biết vẻ đẹp ở Bắc Kinh đều ẩn giấu trong các trạch viện kín đáo. Phương Diện Liên Tín, trợ lý của Tiêu Thụy Dân là một nam thanh niên hơn 30, tiếp xúc với Trương Khác mấy lần nên không quá xa lạ, nhiệt tình thay Tiêu Thụy Dân mời đám Trương Khác ngồi. Phía liên thông trừ Dương Dung Bình và giám đốc chi nhánh, còn có cô gái xinh đẹp chừng 30 tuổi đi theo, vào trong phòng bao, cô ta cởi áo khoác ra, bên trong là trang phục công sở, váy bó, áo cà phê, tất lụa, dung mạo không kém gì các cô gái ăn mặc đi loại ngoài đại sảnh. Ở bữa tiệc Trương Khác không thấy cô gái này, lúc rời khách cũng không thấy cô gái này lên xe, hiện lại đi ra tiếp đãi mọi người, không thấy có vẻ gái phong trần, không biết thân phận ra sao. Ngài Trương thích uống rượu gì? Cô gái đó cầm menu đi tới niềm nở hỏi Trương Khác trước, cô ta hơi khom người xuống, cổ áo mở một cái cúc, lộ ra chiếc cổ trắng mịn, cùng u hương thoang thoảng luồn vào cánh mũi. Trương Khác nhận lấy menu ném lên bàn, quay sang cười với Dương Dung Bình, Tiêu Thụy Dân, ủng hộ Hà Nội, có Trương Dụ uống Trương Dụ, không có uống Vương Triều cũng được, nước giải khát thì Kiện Lực Bảo, không có thì Hoa Cáp Cáp, giám đốc Dương và giám đốc Tiêu thấy sao. Ở chỗ này nếu thả cửa gọi rượu Tây uống, một đêm tốn cả triệu cũng chẳng lạ gì, Trương Khác tự bỏ tiền thì chẳng cảm thấy gì, nhưng hôm nay liên thông làm chủ, quá xa xỉ trong lòng bất an thay người khác. Cô gái kia ngớ ra, cứ nghĩ Trương Khác nói đùa, cô ta còn chẳng biết nơi này có rượu trong nước không, đừng nói tới mấy thứ nước giải khát kia, cười ngại ngùng, không biết đáp thế nào. Dương Dung Bình cười ha hả, bảo cô gái, Tiểu Thành, cô nghe ngài Trương an bài là được. Ông ta biết Trương Khác không phải người kiểu cách, với thân phận của y, hưởng thụ xa xỉ kiểu gì mà chẳng thưởng thức qua, cần gì khách sáo giả dối. Cô gái kia ra ngoài an bài, Dương Dung Bình tay chống cằm nói với Trương Khác, Trần Tín Sinh, với bên ngoài, chúng tôi chỉ báo tin vui không báo tin buồn, nhưng với các vị không cần phải tô vẽ Thái Bình làm gì, nói cũng không gạt được các vị, chẳng bằng thẳng thắn thành khẩn mới có thể chung sức hợp tác. Mới giám đốc Dương nói, Trương Khác không nghĩ Dương Dung Bình mở đầu đã thổ lộ thực tình, hơi nghiêng người tới, làm vẻ chăm chú lắng nghe. Trước tháng 6 liên thông có kế hoạch lên TTCK ở Hong Kong, New York, sẽ không làm giả con số, nhưng cũng hy vọng các con số đẹp một chút, đặc biệt là lượng tăng trưởng hộ dùng được nhà đầu tư cực kỳ coi trọng. Dương Bình Dung thẳng thắn giải thích căn nguyên hoạt động phong bao mừng tuổi, điều này căn bản không giấu được Cẩm Hồ, nếu Cẩm Hồ không nghiên cứu thấu triệt về sản nghiệp cũng không khả năng có thành tựu hôm nay. Chương 1171, Hiệp nghị quân tử 2. Từ thành tích hôm nay mà xét thì hiệu quả rất tốt. Trần Tín Sinh mỉm cười, Dương Bình Dung tỏ ra chân thành, Trương Khác phối hợp tỏ vẻ động lòng, hắn phải chơi thái cực quyền. Tiêu Thụy Dân tiếp xúc với Cẩm Hồ nhiều nhất, biết cái trò lấy tình cảm động lòng người với Trương Khác, Trần Tín Sinh là vô nghĩa. Có muốn lấy tình cảm làm động lòng người thì cũng không nên chọn chỗ xa hoa thế này, chỗ này chỉ thích hợp nhắc Cẩm Hồ mọi người hợp tác kỳ thực lấy lợi ích làm tiền đề. Tiêu Thụy Dân gỡ gạc giúp, tình hình hôm nay xem như làm người ta hài lòng.
có điều khó khăn hiện thực là Liên Tín mỗi tháng chỉ có được 2 vạn bộ chip cơ sở từ Cẩm Hồ, cho dù Liên Tín toàn lực hỗ trợ Liên Thông phát triển hộ dùng ở Bắc Kinh cũng không đủ. Vì sao Cao Khoa KV và Liên Tín đưa ra di động tầm thấp lại không có bất kỳ sự tuyên truyền nào, chẳng phải vì không có lòng tin, mà là vì chướng ngại sản lượng không vượt qua được. Thị trường tầm thấp luôn là thị trường lớn nhất, mỗi tháng chỉ có 4 vạn chiếc thì sao mà đủ. Liên Tín và Cao Khoa KV căn bản không dám tuyên truyền. Lấy Bắc Kinh ra mà nói, hôm nay là ngày bình thường mà điện thoại đặt làm của Liên Thông bán được 1.000 chiếc, hoạt động này tiến hành tiếp, riêng ở Bắc Kinh phải chuẩn bị khoảng 6 vạn cái mới đủ. Đó là nguyên nhân Trương Khắc thấy Liên Thông và Liên Tín quá vội vã, lượng di động đặt làm của Liên Thông căn bản không đủ chống đỡ cho hoạt động trọng yếu thế này, hoạt động đang tiến hành tưng bừng thì đột nhiên phải ngừng lại, không khỏi thành thiếu hoàn mỹ. Trương Khắc biết Dương Dung Bình và Tiêu Thụy Dân không có dữ liệu đầy đủ về cục diện hôm nay, nếu không đã chẳng vội vã như thế. Khi viết tin lượng tiêu thụ hôm nay đạt được 1.000 chiếc, Trương Khắc và Trần Tín Sinh đã biết thế nào cũng bị hai người kia bám lấy rồi. Tiêu Thụy Dân đã nhắc tới vấn đề quan trọng, Trần Tín Sinh liếc nhìn Trương Khắc xem y có vở hồ đồ đá bóng sang phía mình hay không, không ngờ Trương Khắc xoa gáy nói, nhà máy mới của Ái Đạt ở Hải Châu sớm nhất phải hạ tuần tháng này mới có thể khởi động, trước đó còn kế hoạch đợi sau Tết mới suy nghĩ tăng cường sản lượng hiện tại bị Liên Tín và Cao Khoa KV phân chia hết rồi. Ý của Trương Khắc là, y hiểu khốn cảnh của Liên Tín và Liên Thông, nên mới đưa nhà máy mới vào sản xuất trước một tháng, nhưng cũng chỉ có thể làm tới đó mà thôi. Trần Tín Sinh tính hiện khốn cảnh của Liên Tín, Liên Thông là lượng hàng còn lại tối đa chỉ có thể chống đỡ được 10 ngày. Trần Tín Sinh biết với sản năng mỗi tháng gần 100 vạn bộ của bộ phận linh kiện, phối hợp làm ra 5, 6 vạn chip cơ sở ứng phó khẩn cấp không phải là vấn đề, nhưng thỏa mãn yêu cầu của Liên Tín, Liên Thông quá dễ không phù hợp với lợi ích của Cẩm Hồ. Trương Khắc đã mở kim khẩu, Tiêu Thụy Dân không hy vọng còn đường thương lượng ở chỗ Trần Tín Sinh nữa, chuyện thiếu hàng ngoại trừ tìm Cẩm Hồ. Còn có con đường khác để đi, đó là khẩn cấp điều số di động cùng quy cách từ Cao Khoa KV. Trong lời của Trương Khắc cũng ám thị như thế, nhưng như thế tương đương với chủ động kéo Cao Khoa KV vào nghiệp vụ di động đặt làm rồi. Hơn nữa vì Liên Thông chủ động đến tìm, thậm chí Cao Khoa KV có thể được ưu đãi hơn cả Liên Tín. Tiêu Thụy Dân không cam tâm. Dưới điều kiện ngang hàng, Liên Thông chọn đối tượng hợp tác nghiệp vụ di động đặt làm, bị yêu cầu ngả về phía xí nghiệp quốc hữu. Cho nên cuối cùng lựa chọn hợp tác với Liên Tín. Dương Dung Bình trong lòng hiểu rõ, rất nhiều người cũng hiểu rõ, Cẩm Hồ mới là đối tượng hợp tác tốt nhất, kỹ thuật của ISS căn bản tới từ Cẩm Hồ, hợp tác trực tiếp với Cẩm Hồ sẽ có nhiều ưu thế về giá thành hơn nữa. Chỉ là rất nhiều người bao gồm cả nội bộ Liên Thông và cả cao tầng hơn nữa, đều không hy vọng Cẩm Hồ trở nên cường đại hơn, cho nên ngay từ đầu đã loại bộ Cẩm Hồ rồi. Nhưng khi Liên Tín không đáp ứng được nhu cầu về sản lượng, Liên Thông không thể chết chùm được, nhưng trong lòng Dương Dung Bình vẫn muốn hy vọng Trương Khắc, Trần Tín Sinh chủ động đưa yêu cầu tham gia nghiệp vụ đi động đặt làm, các vị quan lão gia không bỏ thể diện xuống được. Di động dùng chip cơ bản của ISS, Liên Tín khống chế chi phí mỗi chiếc chừng 800 đồng, Liên Thông mua ở Liên Tín mỗi chiếc với giá 980 đồng. Di động cùng quy cách của Motorola, Nokia không thể rẻ hơn 1.400 đồng, hợp tác với Liên Tấn, Đông Hưng chi phí càng cao hơn. Liên Thông chỉ đành hợp tác với Liên Tín. Nếu như hợp tác với Cẩm Hồ, Dương Dung Bình tính mỗi một chiếc di động đặt làm có thể giảm giá xuống dưới 900 đồng. Đừng chỉ nhìn chênh lệch chỉ có 80 đồng, lúc này phần tỷ lệ dòng của Liên Thông chưa tới 6%, nếu như tổ chức nghiệp vụ di động đặt làm trên toàn quốc, giá được giảm đi 80 đồng, dự kiến tỷ lệ lãi dòng của Liên Thông có thể tăng lên 2,3%, đó là thành tích khá đáng nể. Liên Thông muốn lên TTCK Hong Kong, New York thì thành tích là nhân tố phải suy tính đầu tiên, cảm thụ cá nhân phải bỏ ra đằng sau. Dương Dung Bình thấy Cẩm Hồ không vội nhảy ra thế chân Liên Tín, cũng không có ý hỗ trợ Liên Tín, có vẻ ám thì có thể tìm Cao Khoa KV lấy hàng khẩn cấp. Phục vụ mang đồ uống lên, cô gái xinh đẹp kia cũng theo vào. Những lời nói chuyện ở đây không thể lọt vào tai phục vụ, Dương Dung Bình phất tay bảo bọn họ ra ngoài, cô gái xinh đẹp và giám đốc chi nhanh đích thân rót nước cho mọi người. Trương Khắc nhận lấy ly rượu, nhấp một ngụm, cảm thấy hơi chát, muốn pha thêm Sprite vào, cô gái xinh đẹp nhắc y, can hồng vốn là rượu nho bỏ đường, anh cho Sprite vào, nó sẽ thành rượu vang rẻ bình thường rồi. Thế à, tôi thấy rượu vang bình thường dễ uống lắm mà. Trương Khắc nhếch mép nói. Cô gái xinh đẹp lúng túng, mỗi một nam nhân cô ta gặp đều tỏ vẻ cao thâm mạc chắc trước mặt cô ta, làm như không gì không biết,
tuyệt đối không để cô ta hoặc người khác xem thường, không ngờ Trương Khác chẳng thèm bận tâm, không biết có nên ra mua cho y chai rượu vang rẻ tiền không. Trương Khác cứ thản nhiên pha Sprite vào ly rượu, cười nói, tôi cũng chẳng hy vọng uống được rượu vang bình thường ở đây, không nhẫn tâm phiền tiểu thư đây ra ngoài giúp tôi mua rượu nữa, thôi thì tự lực cánh sinh vậy, mọi người nếu đường huyết không cao, pha thêm Sprite vào can hồng ngon lắm. Dương Dung Bình, Tiêu Thụy Dân đều cười lớn nhận lấy chai Sprite pha vào rượu, Trần Tín Sinh càng thích vị chát của can hồng, đám Diêu Kiên, Lưu Minh Phong không góp vui, bọn họ không cho rằng mình có tư cách tham gia trêu ghẹo mỹ nhân này. Trương Khác nhấp một ngụm rượu, chép miệng, cho thêm đá, uống ực một ngụm, đặt ly xuống nói, Giám đốc Dương vừa rồi chân thành nói với tôi một số tình hình của Liên Thông ở giai đoạn hiện tại, tôi không thể không nói những lời tận đáy lòng trao đổi ý kiến với Giám đốc Dương. Dương Dung Bình tin Trương Khác đem lời từ dưới đáy lòng ra nói mới là lạ, nhưng vẫn vô cùng phối hợp nói, hết sức hoan nghênh, thời buổi này không một ai dám nói ý kiến của mình chất lượng hơn của cậu nữa. Có lẽ không dễ nghe lắm đâu, Trương Khác cười híp mắt, thành tích hôm nay nghe thì rất đáng cổ vũ, nhưng theo tôi biết mạng GMS của Liên Thông không thể so với di động, cho dù Bắc Kinh là khu vực có mạng hoàn thiện nhất của Liên Thông, thì vẫn có những khu vực không được phủ sóng, vấn đề băng thông hẹp còn chưa bại lộ ra. Một khi số lượng người dùng tăng vọt, Liên Thông ứng phó vấn đề này ra sao? Dương Dung Bình không ngờ Trương Khác vừa lên tiếng đã chọc vào chỗ đau của Liên Thông, thậm chí Liên Thông muốn cố ý né tránh vấn đề này khi huy động vốn trên TTCK, nhưng không phải bưng tai trộm chuông là có thể che giấu được vấn đề. Do dự một chút nói, đây đúng là vấn đề khá khó giải quyết, Khác thiếu gia nếu như nói ra, hắn là có suy nghĩ về nó, tôi đang muốn thỉnh giáo Khác thiếu gia. Chương 1172 Hiệp nghị quân tử 3. Trương Khác không trả lời mà hỏi ngược lại, Giám đốc Dương cho rằng chi phí chế tạo chip cơ sở của Cẩm Hồ có thể duy trì được bao lâu? Ý Khác thiếu gia là, Dương Dung Bình nghe lời này mới thực sự động lòng, nhắc tới chi phí chế tạo chip cơ sở, không một doanh nghiệp nào so được với Cẩm Hồ, dù các doanh nghiệp khác điều chỉnh sách lược sản phẩm, cũng phải chuyển cơ sở sản xuất sang Trung Quốc mới có ưu thế chi phí để đấu với Cẩm Hồ. Nhưng ai biết ở phát triển kỹ thuật chip cơ sở này Cẩm Hồ có được ti đứng sau hỗ trợ không? Trương Khác cầm ly rượu lên bàn lên, đủng đỉnh nói, nếu Liên Thông tin ưu thế của Cẩm Hồ có thể duy trì được lâu, Cẩm Hồ không ngại lập một hiệp định quân tử với Liên Thông, trong vòng 2 năm, Cẩm Hồ sẽ không hợp tác với Cục Thông tin Di động, để đảm bảo di động đặt làm cả Liên Thông có đủ ưu thế giá thành. Dương Dung Bình mắt trợn tròn, lời hứa này của Trương Khác làm mực nước trong tuyến thượng thận của ông ta tăng vọt lên vài phần. Liên Thông dùng sách lược di động đặt làm với hoạt động nạp thẻ thẳng di động để thu hút người dùng mới, hiệu quả rất tốt, nhưng bên di động không cuồng vọng tới mức mặc cho Liên Thông dùng sách lược vượt quy tắc thông thường này tranh đoạt hộ dùng. Đối với di động mà nói, sách lược ứng phó là có sao học vậy, như thế di động vẫn có thể dựa vào điều kiện mạng thông tin hoàn thiện hơn đè chặt Liên Thông phía dưới. Một khi Cẩm Hồ quyết tâm gạt bỏ di động ra ngoài, di động muốn phát triển nghiệp vụ di động đặt làm. Chi phí ắt cao hơn Liên Thông từ 40% trở lên, Liên Thông có nhiều ưu thế hơn để đuổi theo di động. 2 năm là thời gian khá rộng rãi rồi. Lời hứa này làm sao Dương Dung Bình không động lòng cho được, nhưng ông ta biết thiên hạ chẳng có bữa ăn nào miễn phí, Trương Khác không thể tặng không lợi ích cho Liên Thông, nếu Cẩm Hồ bài xích di động, sẽ kết thủ oán với di động, nguy hiểm không phải là ít. Dương Dung Bình cố kìm nén kích động trong lòng, hỏi, Cẩm Hồ cần Liên Thông hứa điều gì? Trước tiên chuyện hợp tác phải hai bên cùng có lợi, ít nhất không thể để di động thấy Cẩm Hồ và Liên Thông hợp tác với nhau là cố ý nhắm vào bọn họ. Cẩm Hồ sẵn lòng phối hợp với Liên Tín chuyên môn phát triển sản phẩm di động có công năng chắc việt, tính năng phong phú cho Liên Thông. Trương Khác nói với vẻ rất chân thành, một phương diện khác, sản lượng chip di động của Cẩm Hồ cần phải có một quá trình mới tăng lên được. Tôi nghĩ việc mở rộng của Liên Thông cũng không phải có thể hoàn thành ngay. Ở nghiệp vụ di động đặt làm, Liên Thông có thể kiên nhẫn thêm một chút không? Trước tiên hãy bắt đầu từ tạo điều kiện mạng thông tin tốt ở các thành phố cấp 1 đã. Dương Dung Bình hiểu ý Trương Khác rồi, đáng lẽ Cẩm Hồ muốn can thiệp vào sự vụ nội bộ của Liên Thông, ông ta phải vô cùng khó chịu mới đúng, nhưng lời hứa vừa rồi của Trương Khác quá hấp dẫn. Liên Thông phát triển nghiệp vụ di động đặt làm, đương nhiên không chỉ nhắm vào di động tầm thấp, còn di động tầm trung và cao có thể lựa chọn hợp tác với doanh nghiệp di động khác, chỉ cần lần thử nghiệm này thành công có thể để chi nhanh các tỉnh đầy mạnh nghiệp vụ di động đặt làm. Trải khai phát triển hộ dùng mới một cách toàn diện. Làm như thế chỗ bất lợi lớn nhất là trừ thành phố cấp 1 cấp 2 ra thì các nơi khác mạng thông tin quá tệ,
khu vực băng thông hẹp vì số lượng người dùng tăng lên mà xảy ra vấn đề nghẽn mạng, chất lượng đàm thoại giảm xuống. Vì làm ra con số đẹp cho nhà đầu tư thấy, những vấn đề này tạm thời bị bỏ qua. Dã tâm của Cẩm Hồ là gì? Không ngờ Cẩm Hồ yêu cầu đổi sách lược, tập trung nghiệp vụ di động đặt làm ở thành phố có điều kiện mạng tốt, Cẩm Hồ phối hợp với Liên Tín cung cấp cho Liên Thông nhiều di động đặt làm hơn nữa, khiến nghiệp vụ di động đặt làm của Liên Thông trói chặt vào Cẩm Hồ. Như thế Liên Thông chứ có nhiều ưu thế giá thành di động đặt làm hơn, còn có thể tập trung nâng cao hoàn thiện cơ sở mạng các nơi, nhưng tốc độ tăng trưởng hộ dùng sẽ không được như dự kiến, thời gian đuổi kịp di động ở quần thể hộ dùng mới càng lâu hơn. Dương Dung Bình sắc mặt trầm trọng. Liên Thông muốn có được nhiều ưu thế về giá cả hơn phải hợp tác mật thiết hơn với Cẩm Hồ, thậm chí phụ thuộc toàn diện vào Cẩm Hồ. Đề nghị của Trương Khác mặc dù có hơi đi lại sách lược kinh doanh Liên Thông đặt ra, nhưng sẽ được phái Ôn Hòa trong nội bộ Liên Thông ủng hộ, dù sao y cũng đề xuất một con đường trung gian có thể đi, vừa có thể tránh được nguy hiểm kinh doanh của đường lối cấp tiến mà vẫn có thể thúc đẩy Liên Thông phát triển cao tốc. Trương Khác phát chân ngồi thưởng thức can hồng pha Sprite, cô gái xinh đẹp ngồi ở phía đối diện với y, hơi chếch sang trái một chút, đôi mắt sáng không biết là nên tránh ánh mắt của y, hay là nghênh đón ánh mắt của y, quan trọng là ánh mắt Trương Khác lướt qua lướt lại, tựa nhìn tựa không, làm cô ta khó phán đoán. Cuộc nói chuyện ở tầng cấp này đừng nói là cô ta mà giám đốc chi nhánh cũng chẳng xen vào được, lúc này cả Tiêu Thụy Dân cũng ngồi ngay ngắn, đang làm ra vẻ suy nghĩ. Trước mặt Cẩm Hồ và Liên Thông khoác cái áo quốc sĩ, thực tế địa vị rất bị động, Tiêu Thụy Dân lo liệu Cẩm Hồ có hủy lời hứa miệng ban đầu, vứt bỏ Liên Tín đơn độc hợp tác với Liên Thông ở nghiệp vụ di động đặt làm. Dương Dung Bình qua một thời gian cân nhắc hỏi Trương Khác. Có thể hỏi nhà máy mới của Cẩm Hồ sau khi đi vào sản xuất sản lượng là bao nhiêu không? Trương Khác mỉm cười đưa tay sang bên cạnh, con số cụ thể phải hỏi chuyên gia. Trần Tín Sinh trả lời, không giấu giám đốc Dương, chip cơ sở đời 2 của ISS đã có đủ điều kiện đi vào sản xuất, chỉ đợi nhà máy mới ở Hải Châu bố trí xong. Trong 6 tháng sau Tết, tổng lượng hàng cung cấp sẽ không thấp hơn 300 vạn bộ, nhưng muốn cao hơn nữa cũng khó. 6 tháng sau. Chúng tôi có kế hoạch đưa ra chip đời 2 tăng cường, lúc này dự tính còn hơn sớm một chút. Cẩm Hồ ở Hải Châu đã hình thành hệ thống sản xuất hoàn chỉnh, nếu chạy tới Hải Châu sẽ phát hiện ra khu công nghiệp Hải Châu có gần nửa số nhà máy thuộc về Cẩm Hồ. Tiêu Thụy Dân tin rằng nếu Cẩm Hồ cắn răng làm, 6 tháng sau lượng cung hàng trên 1.000 vạn cũng không thành vấn đề. Nhưng dục tốc bất đạt, nhiều quá hóa hỏng, Cẩm Hồ nắm rất chắc chừng mực, năng lực cung hàng của Cẩm Hồ quá mạnh, khi đàm phán giá sẽ ở vào thế yếu. Lúc này khênh trương quá nhanh, ắt sẽ bị đối thủ cạnh tranh phản ứng áp chế ngược lại. Trương Khác liếc nhìn Tiêu Thụy Dân cau mày ngồi đó không nói không rằng, cười với Dương Dung Bình, áp lực rất lớn, sản lượng di động chúng tôi năm nay cũng chỉ tới 600 vạn chip, năm sau chẳng thế đột phá nhiều, 6 tháng đầu năm cung ứng được 300 vạn chip cơ bản đã gần như là cực hạn của chúng tôi rồi. Ngoài ra giám đốc Dương cũng nên quan tâm sản lượng của Liên Tín có theo kịp hay không chứ nhỉ? Dương Dung Bình hơi sửng sốt. Trương Khác vậy là tỏ rõ thái độ không trực tiếp cung ứng di động đặt làm rồi, ngoài ra sản lượng của Cẩm Hồ như thế hơi thấp quá thì phải. Tảng đá trong lòng Tiêu Thụy Dân được đặt xuống, chỉ cần Cẩm Hồ không đá đít Liên Tín, chỉ cần Cẩm Hồ hứa trong vòng 2 năm không trực tiếp sản xuất di động dùng chip cơ bản của ISS, ông ta sẽ toàn lực hỗ trợ, thuyết phục Dương Dung Bình và cao tầng Liên Thông chấp nhận ý kiến của Trương Khác. Chương 1173, mày có biết động vào ai không? 1. Đương nhiên Tiêu Thụy Dân cũng nhìn thấy dã tâm của Cẩm Hồ. Nếu ở nghiệp vụ di động đặt làm, Liên Thông toàn diện ngả về kỹ thuật của Cẩm Hồ, thêm vào việc Cẩm Hồ khuếch trương ở lĩnh vực thị trường khác, Cẩm Hồ thông qua Liên Tín, Cao Khoa KV chiếm 50% thị phần di động tầm thấp trong nước không phải là thần thoại. Cùng với phí thông tin hạ xuống, tốc độ khuếch trương của thị trường di động tầm trung thấp sẽ cực kỳ kinh người, Cẩm Hồ bại lộ dã tâm xưng hùng thị trường này rồi. Chỉ là dự trữ kỹ thuật của Cẩm Hồ chưa đủ dồi dào, cho nên Cẩm Hồ càng hy vọng việc mở rộng thị trường này trì hoãn một thời gian để bọn họ có thời gian chuẩn bị đầy đủ hơn, tất nhiên không muốn Liên Thông và di động đánh nhau tưng bừng vào lúc này. Một mặt Cẩm Hồ cho di động đặt làm của Liên Thông có ưu thế giá thành, áp chế di động học theo mô hình của Liên Thông, một mặt áp chế Liên Thông mở rộng quá nhanh, hoãn lại bước tiến có trình tự hơn, có thể mê hoặc đối thủ cạnh tranh. Điều kiện toàn bộ hạch tâm kế hoạch đã trải ra trước mắt. Dương Dung Bình không thể không động lòng, Tiêu Thụy Dân lúc này vẫn giữ đúng bổn phận không nói chen vào. Trương Khác còn nói thêm, có thể cho giám đốc Dương biết chính xác hơn,
cơ cấu nghiên cứu phát triển chip di động là cơ cấu hạch tâm nhất của Cẩm Hồ, nhân viên nghiên cứu có trên 1.200 người, ngoài ra còn có tiểu tổ nghiên cứu xung quanh kỹ thuật này, ngoại trừ tuyển mộ nhân viên nghiên cứu ra, nhân viên nghiên cứu do Cẩm Hồ bồi dưỡng cũng đã trưởng thành. Ở Mỹ, lương mỗi năm của nhân viên nghiên cứu 10 vạn USD, thời gian công tác mỗi tuần là 35 tiếng, ở trong nước lương bình quân năm là 15 vạn, mỗi tuần công tác 36 giờ. Lương hàng năm là 15 vạn cơ à? Giám đốc chi nhánh xoa cái trán hói, cười, hơn xa những người cả đời hiến dâng cho sự nghiệp điện tín quốc gia như chúng tôi rồi. Dương Dung Bình nhíu chặt mày, lời của Trương Khắc không phải là khoe khoang, mà cho bọn họ biết cơ cấu chip di động của Cẩm Hồ có thực lực để duy trì ưu thế chi phí lớn cỡ nào. Mặc dù tay nắm đại quyền ở Liên Thông, nhưng dù sao cũng là cấp phó, đề xuất sửa đổi sách lược định sẵn, phải mạo hiểm lớn, một khi thất bại, nói không chừng sẽ không còn chỗ đứng trong Liên Thông nữa. Ở giữa cửa phòng bao là ô kính pha lê mờ, đám Trương Khắc ngồi trong phòng đàm phán, mới đầu không chú ý tới ánh sáng đại sảnh tối đi, tới khi ánh sáng đủ mọi màu chiếu qua kính pha lê, mới chú ý tới tiết tấu âm nhạc bên ngoài trở nên sôi động. Trương Khắc nghi hoặc nhìn ra bên ngoài, cô gái xinh đẹp khó khăn lắm mới có cơ hội bắt chuyện với Trương Khắc, liền giải thích, trong đại sảnh có sàn nhảy nhỏ, mỗi khi tới giờ này đều có người tới múa. Tiểu Thành, mời Khắc thiếu gia ra múa một khúc đi. Dương Dung Bình bảo, giới thiệu xuông thì có tác dụng gì? Trương Khắc cười, giám đốc Dương đang trách tôi không đủ ân cần với quý cô nương xinh đẹp đây mà. Nhìn ánh mắt cổ vũ của cô ta, Trương Khắc hạ ánh mắt xuống nhìn chiếc giày cao gót xám bạc, Thành tiểu thư nếu đồng ý sau đó không tìm tôi đòi bồi thường đôi giày này thì tôi có thể lấy được chút dũng khí. Tiểu Thành cười duyên dáng, cởi bộ đồ tây ra, để lộ bên trong chiếc áo sơ mi sáng màu, đã sẵn sàng ra trận. Lúc này mới nhìn thấy một chiếc di động hai màn hình của Ái Đạt được cô ta dùng dây đeo trên cổ, chiếc di động đè lên ngực, nổi bật hai bầu vú đầy đặn cao vút, cô ta cười nói, tôi là người dùng trung thành của Ái Đạt. Nâng di động lên cho Trương Khắc xem rồi thả xuống, chiếc di động khẽ nảy trên bầu vú, có vẻ là một cô gái rất biết sử dụng ưu thế tự nhiên của mình. Đợi một lúc cho thứ nhạc rock and roll bên ngoài dừng lại, Trương Khắc mới đứng lên làm động tác mời, còn bảo Diêu Kiên, Lưu Minh Phong và trợ lý của Trần Thụy Dân. Mọi người đi áp trận cho tôi nào. Những người còn lại tiếp tục mật đàm. Tiếp theo đó là khúc nhạc chậm, giai điệu du hương, các đôi ôm nhau đi ra sàn nhảy, dưới ánh đèn nhu hòa, âm nhạc êm ái, Trương Khắc miệng cười nhẹ, đi tới bên sàn nhảy mới khẽ nâng cánh tay nhỏ nhắn của Tiểu Thành, ôm lấy vòng eo mềm mại tinh tế, lòng than thầm, nữ nhân xinh đẹp luôn tiêu hồn hơn rượu ngon. Ngài Trương nhảy rất tốt, vừa rồi anh nói thế làm tôi hơi lo. Thì ra ngài Trương là người vui tính. Đó cũng là do Thành tiểu thư khiến người ta không phải khẩn trương. Trương Khắc mỉm cười chuẩn mực, lòng thì tính xem khúc nhạc này mất bao lâu mới kết thúc, sau đó ném cái việc khổ sai này cho Diêu Kiên, Lưu Minh Phong. Lúc này chiếc di động đeo trước ngực Tiểu Thành lấp lóe ánh đèn, Trương Khắc buông tay ra, cô ta cầm di động lên xem, xin lỗi Trương Khắc một tiếng rồi vội vàng chạy ra ngoài sàn nhảy nhận điện thoại. Trương Khắc chỉ coi như một chuyện khổ sai đã kết thúc, còn thở phào một hơi, đám Diêu Kiên tốc độ không chậm. Chớp mắt thôi đã mời được bạn nhảy rồi, Trương Khắc đi tới quầy ba bên sàn nhảy đợi bọn họ, nghe tiếng nhạc du dương, nhìn các cô gái xinh đẹp qua lại trong đại sảnh, thế nào cũng hơn ở trong phòng bao một ngạt ngầm đấu đá với người ta. Nghe được nửa khúc nhạc Trương Khắc hơi mót tiểu, không nhìn thấy Tiểu Thành đâu, nhìn theo dấu hiệu chỉ dẫn đi qua hành lang tối tìm nhà vệ sinh, rẽ hai cái tiếng nhạc như bị hành lang hút hết sạch. Em đang tăng ca ở công ty, phải giải thích làm sao anh mới chịu tin đây. Trương Khắc nghe thấy ở đầu kia hành lang có tiếng nữ quen thuộc, đã bước chân qua khúc rẽ, thấy Tiểu Thành xoay lưng lại phía y nói chuyện điện thoại, y lùi lại cũng không kịp nữa, Tiểu Thanh quay lại, mặt vừa kinh ngạc vừa quẫn bách, Trương Khắc cười ngại ngùng chỉ về phía nhà vệ sinh cuối hành lang. Em không giải thích với anh nữa, di động sắp hết pin rồi, em cúp điện thoại trước đây. Dù vẻ mặt luống cuống, nhưng Tiểu Thành vẫn trấn tĩnh áp giọng nói với người kia một câu mới cúp điện thoại. Trương Khắc nhìn động tác ở tay cô ta, hình như cô ta tắt luôn di động rồi. Tiểu Thành xấu hổ giải thích với Trương Khắc, không phải tôi muốn nói dối, nhưng nếu bảo ở đây, anh ấy càng nghi này ngờ nọ. Với những chuyện riêng tư của người khác, Trương Khắc không muốn bình luận, đằng sau một nữ nhân xinh đẹp như thế này có vài nam nhân thương tâm là điều hết sức bình thường, huống chi là một nữ nhân xinh đẹp nhìn qua có vẻ như là sự nghiệp khá thành công. Y giang tay nhún vai, đi về phía nhà vệ sinh, không chú ý có người đằng sau. Lúc quay người va phải người đó. Á, anh có mắt không thế?
Trương Khắc cảm nhận được khuỷu tay chạm vào một chỗ co giãn kinh người, xúc cảm mặc dù tuyệt đối là mỹ hảo, nhưng cũng biết chạm vào chỗ không nên chạm, vội quay người lại, thấy cô gái bị y va phải lui liền hai bước, đau đớn ôm ngực. Trương Khắc biết mình đáng bị mắng, áy này xin lỗi, thật xin lỗi, có làm cô bị thương không? Cô gái đó đầu cúi xuống, mái tóc dài che đi khuôn mặt, chỉ nhìn thấy cô chiếc váy lễ phục mày tím, lộ bờ vai mịn màng trắng như tuyết cùng vóc người tha thướt, biết ngay là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Cô gái kia nghỉ ngơi một chút, tựa hồ hơi thở thông trở lại, một tay vén mái tóc trước trán ngẩng đầu lên, quả nhiên là một khuôn mặt xinh đẹp, chỉ là ngực còn đau, mày nhíu lại, đại khái rất tức giận việc bầu ngực non mềm bị va vào, lại còn mạnh như thế, chẳng chút khách khí giáo huấn Trương Khắc, mắt anh dùng để đi đường hay để ngắm gái thế hả? Cô ta coi Trương Khắc mải ngắm tiểu thành mới như thế. Chương 1174, mày có biết động vào ai không hai? Trương Khắc cũng chẳng tới mức bị nữ nhân giáo huấn vài câu là nổi giận, định giải thích thêm, chỉ thấy cô gái trước mắt rất quen, hình như thấy ở bộ phim nào đó rồi, thành ra lời tới miệng có hơi lắp bắp, a, cô là. Đúng là thứ tố chất thấp, cô gái kia ném lại một câu lách người đi ra. Hình như làm cô ấy bị đau thật rồi. Trương Khắc nhìn theo bóng lưng của mỹ nhân tuyệt sắc, tự nói, con người khi xoay mình bản năng dùng sức rất mạnh thì phải. Cô gái kia tai thính quay đầu lại. Đôi mắt ẩn chứa lửa giận hết sức nghiêm khắc. Trương Khắc cười với Tiểu Thành, cô ấy có cho rằng tôi cố ý không? Nói không chừng còn có rất nhiều người sẵn lòng đến gần ngài Trương ấy chứ. Trương Khắc cười cho qua, không dính vào chủ đề mập mờ này với cô ta, cảm thấy cô gái kia thực sự quen mắt, không nhớ ra được là ai, hỏi, Thành Tiểu Thư có thấy cô ấy rất quen không, hình như là đóng phim gì đó. Ngài Trương đúng là ngày trăm công ngàn việc, ngay cả đại minh tinh Tống Uyển Bội cũng không biết sao. Tiểu Thành cười quyến rũ, chẳng trách những cô gái dung tục khác không lọt được vào mắt anh. Nói khỏi miệng mới nhận ra khác nào vơ cả mình vào. Ồ, Trương Khắc vỗ trán, Tống Uyển Bội năm 2002, 2003 nghỉ đóng phim gả vào hào môn, từ đó ít xuất hiện, chẳng trách không để lại mấy ấn tượng. Kiếp trước Trương Khắc rất thích xem phim, kiếp này một phần vì bận, hai cũng vì xem hết rồi nên không còn hứng thú lắm. Bị chuyện đó chen ngang Trương Khắc chẳng còn muốn vào nhà vệ sinh nữa. Chỉ là nếu theo Tiểu Thành quay lại, giống như chuyên môn tới nghe trộm điện thoại của cô ta vậy. Tiểu Thành về đại sảnh trước, Trương Khắc vào nhà vệ sinh chỉnh lại y phục mới ra, Tiểu Thành đợi y ở cuối hành lang, sắc mặt khôi phục lại vẻ bình thường, cứ như lúc nãy người nghe được điện thoại của cô ta không phải Trương Khắc vậy. Trương Khắc đang định hỏi cô ta đám Diêu Kiên đi đâu dụ dỗ con gái nhà lành rồi thì có hai thanh niên vận đồ tây đi thẳng tới, một tên đặt tay lên vai y. Người Anhem, có biết vừa rồi đụng tay đụng chân trêu ghẹo nữ nhân của ai không? Các anh hiểu lầm rồi. Tiểu Thành vội giải thích thay Trương Khắc, chúng tôi ở hành lang chỉ vô tình va phải Tống Tiểu Thư thôi, đã xin lỗi rồi, các anh còn muốn gì nữa? Vậy làm phiền hai vị đi theo chúng tôi một chuyến, rốt cuộc chuyện thế nào, Tống Tiểu Thư có chấp nhận lời xin lỗi hay không không phải do chúng tôi định đoạt. Thanh niên vét tay liếc mắt qua Tiểu Thành, ngữ khí vẫn rất bình đạm, tay đặt trên vai Trương Khắc không hề thu lại. Bằng vào cái gì mà phải đi theo các anh? Tiểu Thành nghiêm khắc nói, cô ta lo Trương Khắc đi theo người ta chịu thua thiệt, cầm di động lên định gọi điện. Chúng tôi đều là người văn minh. Một tên thanh niên húi cua bên cạnh đi tới cướp lấy di động của Tiểu Thành, giọng có phần hăm dọa, chúng tôi chỉ làm phiền hai vị đi theo chúng tôi một chuyến, ít nhất hiện giờ chúng tôi còn muốn làm người văn minh, lát nữa có thời gian cho hai vị gọi điện thoại. Người anh em, có biết đang đặt tay lên vai ai không? Hai vệ sĩ của Trương Khắc một trái một phải kẹp lấy tên thanh niên đặt tay lên vai Trương Khắc, bóp lấy cổ tay hắn, ép hắn buông tay ra, quan tâm hỏi, Khắc thiếu gia không sao chứ ạ? Lại có hai người khác khống chế sau lưng tên đầu húi cua, cậy tay hắn, lấy di động trả cho Tiểu Thành. Xảy ra chuyện gì? Diêu Kiên đi tới lo lắng hỏi, nếu Trương Khắc ở Bắc Kinh xảy ra chuyện gì không vui thì hắn thất chức rồi. Không sao, có chút hiểu lầm. Trương Khắc phất tay bảo vệ sĩ buông hai thanh niên kia ra. Muốn chúng tôi theo các anh đi đâu? Nhìn bên phía bọn họ người đông thế mạnh, khí thế của hai tên thanh niên tụt xuống, hai vị nói là hiểu lầm, vậy mời tới phòng bao kia giải thích cho Tống Tiểu Thư. Trương Khắc thấy trợ lý của Tiêu Thụy Dân định đi vào phòng bao, ra hiệu cho hắn không cần vì chuyện nhỏ này ảnh hưởng người bên trong phòng bao bàn việc, đi theo hai thanh niên tới phòng bao đối diện đại sảnh, y không cho vệ sĩ đi theo, đâu định đi đánh nhau, nghĩ giải thích hiểu lầm là được. Trong phòng bao xa hoa, ghế sofa bọc da thật màu đen có mười mấy nam nữ ngồi quanh, Tống Uyển Bội cầm micro đang chuẩn bị đi lên hát,
thấy hai thanh niên đưa Trương Khác và Tiểu Thành vào, khuôn mặt xinh đẹp sầm xuống, phảng phất có băng xương bao phủ. Đám Trương Khác đi vào phòng, vệ sĩ của y thì chăn chặn cửa, không cho bên kia đóng lại, bọn họ không đi vào, nhưng nghiêm ngặt theo dõi động tĩnh trong phòng bao. Một tên thanh niên gác ở cửa, tên còn lại đi tới bên một nam nhân chừng 27, 28 ngồi giữa ghế sofa, cúi đầu thì thầm bên tai hắn, đại khái là báo cáo chuyện xảy ra ở đại sảnh. Chuyện vừa rồi thực sự xin lỗi, đã đường đột Tống tiểu thư nếu thấy lúc nãy tôi xin lỗi chưa đủ thành ý, tôi tới đây xin lỗi cô. Hy vọng Tống tiểu thư không có hiểu lầm khác, Trương Khác không để ý tới tên thanh niên ngồi giữa ghế sofa, chỉ xin lỗi Tống Uyển Bội, cho dù mặt cô ta đanh lại cũng không làm người ta cảm thấy khó coi, thầm nghĩ quả nhiên là quốc sắc thiên hương, càng lạnh lùng càng có phong tình. Ỷ đông người tưởng mình ghê gớm à, có vài đồng tiền thối định tới Bắc Kinh khoe khoang sao? Có tin tao gọi một đại đội từ bộ tư lệnh tới dạy dỗ bọn mày không? Tên nam nhân kia đặt mạnh ly rượu xuống bàn, cô gái bên cạnh mày cho tao lấy tay huých một cái vào ngực coi như mày xin lỗi. Mày nói hiểu lầm là hiểu lầm à? Mẹ nó chứ, mày là ai vậy? Có chứng cứ nói mày không cố ý không? Trương Khác vẫn chẳng ngó tới hắn, bình tĩnh hỏi Tống tiểu bội, Tống tiểu thư thấy tôi phải xin lỗi thế nào cô với vừa lòng? Phì, tên thanh niên thấy Trương Khác từ đầu tới cuối không nhìn mình lấy một cái. Điên tiết khạc đờm phì một cái nhổ vào ly rượu, đưa cho Tống Uyển Bội, Uyển Bội, em bảo nó uống hết ly rượu này. Ngực em không thể để cho nó sờ miễn phí được. Trương Khác nheo mắt lại, nhìn thẳng vào Tống Uyển Bội, thấy cô ta cau mày có vẻ không hài lòng thái độ của tên kia, thầm nghĩ cho dù cô ta có chút khí độ minh tinh thì quá nửa khuất phục tên kia, chuyện này hôm nay không thể xử lý êm xuôi rồi. Lúc này Diêu Kiên đi vào, thì thầm bên tai Trương Khác vài câu. Y mới nhìn tên thanh niên kia, anh là con trai của Thành Tấn Kiệt. Sao nào, bố mày ngồi không đổi tên, đi không đổi họ, mày tới kinh thành chơi thì phải nghe ngóng xem Thành Cương tao có phải là hạng nữ nhân bị người ta trêu ghẹo mà nhẫn nịn hay không. Tên thanh niên khinh bỉ nói, thái tử đảng kinh thành không có tên nào hắn không biết, một tên thiếu gia quan viên cao cấp địa phương hắn cũng không để vào mắt. Diêu Kiên lấy di động ra bấm số, một lúc sau đưa cho Trương Khác. Thành Tấn Kiệt cau mày. Nghe bên kia điện thoại có tiếng người truyền ra mới nói, có phải chủ nhiệm Thành không? Tôi là Trương Khác, đừng lấy làm lạ, quý công tử Thành Cương đang cầm ly rượu nhổ đờm vào trong bắt tôi uống, tôi chỉ muốn gọi điện thoại hỏi chủ nhiệm Thành một tiếng, tôi nên uống hay không đây? Thành Tấn Kiệt phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch phát triển, bị đám Cát Kiến Đức, Nghiêm Văn Giới lôi kéo, luôn tìm đủ mọi cách gây trở ngại cho hạng mục lớn Cẩm Hồ báo lên quốc vụ Việt, tuy mọi người chưa trở mặt, nhưng đều hận không có cơ hội hại đối phương một vố. Trương Khác chẳng thèm nhiều lời, nói xong cúp điện thoại trả cho Diêu Kiên. Lúc này bốn vệ sĩ của Trương Khác đều đã vào phòng bao, đứng gác ở cổng không nói một lời, đám nam nữ trong phòng cảm thấy to chuyện rồi, đặc biệt ngữ khí khi Trương Khác nói chuyện với Thành Tấn Kiệt rất không khách khí, làm bọn chúng hơi choáng. Chương 1175, một mình tới xin lỗi một. Thành Cương phì cười, còn định lên tiếng vạch trần tên vô dụng hư Trương Thanh Thế trước mặt, lúc này di động của hắn vang lên. Người bên cạnh đưa máy cho hắn, nhìn thấy số của cha mình, lòng hắn trầm xuống. Mặc dù Thành Tấn Kiệt bị Nghiêm Văn Giới, Cát Kiến Đức lôi kéo, thường xuyên giở thủ đoạn với hạng mục báo lên của Cẩm Hồ, nhưng ông ta không muốn đắc tội trực tiếp với Cẩm Hồ, càng không muốn trở mặt với Cẩm Hồ, đừng nói Thành Cương, có cho ông ta 10 cái gan cũng không dám nhổ đờm vào rượu bắt Trương Khác uống. Đánh người không đánh mặt tức là đắc tội tới cùng rồi. Cẩm Hồ nếu muốn quyết tâm lật đổ một quan viên cấp phó bộ thì không khó, ông ta lo mình thành vật hy sinh đấu tranh chính trị ngay, người khác không biết Cẩm Hồ mạnh thế nào, chứ Thành Tấn Kiệt thì không hồ đồ. Âm nhạc trong phòng đều đã ngừng, đám nam nữ trong phòng không biết hậu quả nghiêm trọng ra sao, ngay cả hô hấp cũng nít lại, chừng một cái kim rơi xuống đất cũng nghe thấy, mặc dù Thành Cường che di động, nhưng mọi người loáng thoáng nghe tiếng quát tháo truyền ra, mặt hắn dần dần trắng bệch, đủ biết hắn bị giáo huấn rất thảm. Chúng ta đi, Thành Cường mặt tái mét, không dám nhìn Trương Khác, kéo đám nam nữ cùng đại minh tinh Tống Uyển Bội rời khỏi khổ thị phi này. Đứng lại, Trương Khác trầm giọng quát, chậm chậm xoay người nhìn thẳng vào Thành Cường, mày muốn đi cũng được, nhưng người khác còn chưa tận hứng, ngoài ra tao biết mày không phải hạng nhẫn nhịn, nhưng mời mày tự uống hết rượu của mày rồi hẵng đi. Vệ sĩ lập tức chặn cửa, không khí trong phòng bao nặng nề tới cực điểm, đám nam nữ cầm y phục chuẩn bị đi đều cứng người lại, đứng cũng không được. Ngồi cũng không xong, mắt nhìn Thành Cường, lo hắn không nuốt trôi cục tức này phát tác, lúc đó khoanh tay ngồn nhìn hay là ùa cả lên đánh.
Đối phương là người có thể nói chuyện với Thành Tấn Kiệt một cách không hề khách khí, Thành Cường bắt người ta uống rượu có đờm, còn tự chuốc nhục vào thân là cái chắc rồi. Bọn chúng đều quyết định lát nữa coi như không nhìn thấy gì cả. Tống Uyển Bội vừa rồi ngực bị va phải, trong lòng có chút ấm ức, về phòng bao mới oán giận nói với Thành Cường một chuyến, dù Thành Cường ra mặt cho cô ta nghĩ dù sao đám thanh niên tới đây chơi chẳng có kẻ nào tử tế, vui vẻ nhìn chó cắn chó, ở đây có xảy ra va chạm gì cũng không sợ đám báo chí lắm chuyện biết, nào ngờ chuyện thành ra thế này. Nhìn thấy Thành Cường mặt mày tím tái, nắm tay siết chặt run rẩy, chỉ sợ hắn không kìm chế nổi ra tay đánh người. Còn thanh niên tên Trương khác kia lại bình tĩnh khác thường. Ánh đèn màu phòng bao chiếu vào, đôi mắt đó màu hơi nâu trong sáng mà long lanh, cực kỳ điển trai, lạnh lùng nhìn Thành Cường, khóe mắt còn liếc nhìn những người còn lại trên ghế sofa, tựa hồ chẳng hề lo Thành Cường sẽ nổi khùng. Nhìn Thành Cường và Trương Khác đứng với nhau, Tống Uyển Bội phải thừa nhận con người với con người cũng rất khác biệt, dù Thành Cường cũng rất đẹp trai, nhưng thiếu khí chất trầm tĩnh kiên nghị ẩn trong nam nhân thành thục, một khi phát ra khiến người ta phải hoảng sợ. Thành Cường cầm chiếc ly đờm nổi lềnh phình lên uống ực một cái, ném ly vào góc tường, mảnh vỡ bắn tung tóe làm đám nam nữ kia giật bắn mình, hắn cũng không dám hung hăng nói, chúng ta đi nữa. Cầm áo khoác trên lưng ghế, im thin thít đi ra ngoài, hai tên thanh niên đầu húi cua cũng cúi mặt đi theo. Trương Khác nhìn chiếc ly vỡ trong góc phòng, cười với Tiểu Thành, gan hắn cũng chỉ đến thế, nếu hắn dám ném ly vào mặt tôi sẽ không tính toán chuyện này nữa. Tiểu Thành nặn ra một nụ cười. Cô ta cũng biết thân phận của Trương Khác, lúc nãy còn nghe Trương Khác nói chuyện trong phòng bao, nhưng trong lòng cô ta, Trương Khác trẻ như thế đã có thành tựu lớn, chẳng quá là quá may mắn mà thôi, chẳng tôn trọng lắm. Lúc này thấy Trương Khác giáo huấn con trai Thành Tấn Kiệt, mới cảm thấy có lẽ y không đơn thuần chỉ dựa vào may mắn, đặc biệt là cái lúc nhìn có vẻ như Thành Cường sắp nổi khùng, Trương Khác đem lại cho người ta cảm giác có thể dựa vào y. Nhân vật như thế, chắc không phải nữ nhân tầm thường có thể làm động lòng. Nhìn đám nam nữ trong phòng bao câm như hến, Trương Khác cười khẩy, đi tới lấy một ly rượu trên bàn, nói với Tống Uyển Bội, Tống tiểu thư nếu kiên trì muốn tôi xin lỗi, vậy tôi uống ly rượu này coi như xin lỗi. Thấy ở miệng ly có vết son nhạt, thoảng mùi thơm nữ nhân, xoay sang chỗ khác, uống hết ly rượu, rồi hỏi, không biết Tống tiểu thư ký hợp đồng với công ty quản lý nào rồi. Tống tiểu bội bị khí thế của Trương Khác chấn áp, không biết phải trả lời ra sao, bên cạnh có tên nam nhân trung niên răng vổ. Mặt mũi xấu xí đứng dậy, hai tay cầm danh thiếp đưa tới, Tống tiểu thư là cột trụ của Giải trí Tinh Huy chúng tôi, tiểu đệ tên Tống Tổ Dự. Giải trí Tinh Huy, sao chưa nghe thấy bao giờ nhỉ? Trương Khắc miệng nhẩm lại, tay đưa ra sau, không hề có ý nhận lấy danh thiếp, bảo Diêu Kiên, anh đi tìm ông chủ của Tinh Hưu, hỏi xem bao nhiêu tiền ông ta mới chịu bán công ty cho tôi muốn Tống tiểu thư hưởng thụ khoái cảm ép ông chủ cúi đầu nhận sai. Trương Khắc nói xong câu này xoay người rời khỏi phòng bao. Tống Tổ Dự ở sau lẩm bẩm, tôi là ông chủ của Tinh Huy mà. Trương Khác quay trở về phòng bao của bọn họ, Trần Tín Sinh, Dương Dung Bình, Tiêu Thụy Dân đang thảo luận chi tiết kế hoạch, ba người bọn họ đầu trụm vào nhau, giám đốc chi nhanh bê trà rót nước, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thấy đám Trương Khác đi vào, Dương Dung Bình hỏi, Khác thiếu gia thấy Tiểu Thành của chúng tôi nhảy ra sao? Có đáng đền cô ấy một đôi giày không? Trương Khác giật đầu, Thành tiểu thư nhảy đúng là mê người. Ngồi xuống bên Trần Tín Sinh hỏi bọn họ đàm bán ra sao. Tiểu Thành ngồi xuống bên Dương Dung Bình nhỏ giọng kể cho ông ta chuyện vừa xảy ra, Dương Dung Bình giật mình, quan tâm hỏi, Khác thiếu gia có sao không? Trương Khác xua tay, không sao cả, cái bọn hề rẻ tiền thi thoảng lại gặp phải thôi, chỉ cảm thấy hơi bực mình một chút. Dương Dung Bình cười, chỉ cần không phá hỏng hứng chí của Khác thiếu gia là được, người mẫu quảng cáo bên phía công ty Bắc Kinh chính là cô gái đó. Hôm nào thuận miệng kiếm cớ loại bỏ là xong. Thường có câu thương không đấu với quan, nhưng đạo lý này chỉ có thể nói ở nghĩa rộng thôi, cho dù Di Động thậm chí Liên Thông đều áp chế thị trường của Cẩm Hồ, đó là vì bọn họ đại biểu lợi ích quốc hữu, Cẩm Hồ là tư doanh. Nhưng cụ thể tới cá nhân thì hoàn toàn khác, Thành Tấn Kiệt có quyền lực tới từ vị trí của ông ta, ân oán riêng chỉ đại biểu cá nhân ông ta, Trương Khác thì chính là Cẩm Hồ, một khi trở mặt, y có thể dùng thế lực sau lưng Cẩm Hồ đá Thành Tấn Kiệt khỏi cái ghế đó. Tới khi đó Thành Tấn Kiệt chẳng là cái gì, con trai hắn càng chẳng bằng cục cứt chó, muốn dẫm đạp gì tùy ý. Thành Tấn Kiệt mặc dù thi thoảng ngáng chân Cẩm Hồ, nhưng nếu muốn lật đổ hoàn toàn Cẩm Hồ thì vượt ngoài năng lực của ông ta rồi. Làm ăn là làm ăn, chuyện nào ra chuyện nấy. Trương Khác lắc đầu, chúng ta tiếp tục bàn chuyện làm ăn của chúng ta thôi.
Kế hoạch của Trương Khắc thực sự làm Dương Dung Bình động lòng, ông ta muốn tiến lên phải có thành tích đáng kể mới được. Hoặc là toàn diện ỷ lại vào Cẩm Hồ, chiếm được toàn bộ ưu thế chip cơ sở của Cẩm Hồ trong tay, hoặc là cùng Di Động chia sẻ ưu thế của Cẩm Hồ, tiếp tục ác chiến với Di Động. Thực tế Liên Thông thậm chí không cần hợp tác trực tiếp với Cẩm Hồ đồng ý trong 2 năm không trực tiếp sản xuất Di Động chip cơ bản của ISS, Liên Thông chỉ có thể hợp tác với Liên Tín hoặc Khoa Vương. Mặc dù là bưng tai trộm chuông, sự thực có thể hóa giải áp lực cho Liên Thông, Bộ Thông tin và Nội bộ Liên Thông có một số kẻ phản cảm Cẩm Hồ, hận không thể chặt đứt rễ xí nghiệp dân doanh đi, trong mắt bọn họ xí nghiệp dân doanh là đại biểu cho trốn thuế, bóc lột lao động, nhưng mà chẳng biết ai dung túng cho xí nghiệp dân doanh bóc lột lao động. Chương 1176, một mình tới xin lỗi hai. Cộc cộc cộc, có tiếng gõ cửa, Diêu Kiên đẩy cửa đi vào. Qua khe cửa nhìn thấy trung niên xấu xí Tống Tổ Dự và Tống Uyển Bội vẻ đẹp trời ban đứng bên ngoài. Tống Tổ Dự là ông chủ thứ hai của Tinh Huy, ông ấy đưa Tống Uyển Bội tới xin lỗi. Diêu Kiên nói với Trương Khắc, bảo bọn họ vào nói chuyện. Tống Tổ Dự và Tống Uyển Bội đi vào, vừa định nói vài câu giảng hòa với Trương Khắc thì nhìn thấy giám đốc chi nhánh đứng đó, niềm nở chào hỏi, giám đốc cung ở đây tiếp khách quý phải không? Vậy ngài Trương là khách quý của giám đốc cung, đúng là quân ta đánh quân mình. Người nhà không nhận ra nhau, vừa rồi xảy ra chút hiểu lầm nhỏ, mong giám đốc cung nói đỡ cho tiểu đệ vài câu, chỉ hy vọng ngài Trương bất giận. Cười nịnh bợ vợ Trương Khắc, nghe nói ngài Trương thích khiêu vũ, hay là để Uyển Bội nhảy với ngài Trương vài khúc xem như xin lỗi. Mong ngài Trương đại nhân không chấp tiểu nhân, Tống Uyển Bội nhỏ nhẹ nói. Trên bàn có giấy và bút, Trương Khắc viết lên một tờ giấy, đẩy tới góc bàn, nhìn Tống Uyển Bội nói, đây là nơi ở tạm thời của tôi ở Bắc Kinh. Tống tiểu thư nếu có ý xin lỗi, ngày mai tới một mình là được. Tiểu Thanh kinh ngạc, thế chẳng phải là muốn Tống Uyển Bội tới hiến thân sao? Còn tưởng y không động lòng với mỹ sắc, xem ra chỉ là khẩu vị cao một chút mà thôi. Trương Khắc chẳng bận tâm người khác nghĩ gì, xem đồng hồ rồi đứng dậy, thời gian không còn sớm nữa, hôm nay tới đây thôi chứ. Tiêu Thụy Dân, Dương Dung Bình đều đứng dậy tiễn Trương Khắc, bỏ lại Tống Uyển Bội xấu hổ nhục nhã. Luống cuống chân tay cùng Tống Tố Dự không rõ thái độ thể nào. Khi rời đi Dương Dung Bình không nhịn được quay đầu nhìn Tống Uyển Bội, nữ nhân đúng là không thể đặt cạnh nhau so sánh được, thành ánh hà bông hoa của tổng bộ đứng cạnh Tống Uyển Bội hoàn toàn thua sút, thực sự xứng đáng để cô ta một mình tới xin lỗi, chỉ tiếc là Trương Khắc đã nhanh chân đi trước, lúc đi còn bấm vai giám đốc chi nhánh một cái đầy thâm ý, tôi và giám đốc Tiêu đi trước, chuyện còn lại anh và Tiểu Thành xử lý. Cung Chí Bằng cười hiểu ý. Thành Ánh Hà không hiểu chuyện còn lại là cái gì, nếu là tính tiền thì chi phí hôm nay tính vào hóa đơn của chi nhánh, Dương Dung Bình đâu cần nhắc thêm. Thành Ánh Hà vừa đi vừa nghĩ, đi theo bọn họ, nhìn những người kia tiễn chân Trương Khắc, thấy y khuôn mặt tuấn lãng, dáng cao thẳng, nói cười tự nhiên, giám đốc chi nhánh chỉ có phận đứng bên cười bồi, thầm nghĩ nam nhân như vậy chắc có rất nhiều mỹ nữ tranh nhau leo lên giường của y, chỉ có điều thủ đoạn yêu cầu Tống Uyển Bội tới, xin lỗi cưỡng ép quá mức, chẳng lẽ đây là bản mặt của kẻ có tiền. Trương Khắc trước khi vào xe chẳng hề quay đầu lại, làm Thành Ánh Hà có chút thất vọng, nghĩ chắc người ta chẳng biết tới cái tên mình. Dương Dung Bình và Tiêu Thụy Dân đưa mắt tiễn xe Trương Khắc đi lên đường cái mới nối nhau rời đi, Thành Ánh Hà và Cung Chí Bằng quay lại phòng bao, Tống Tổ Dự và Tống Uyển Bội vẫn ở bên trong, lúc nãy thấy mấy nhân viên của Tinh Huy ghé tai thì thầm với nhau ở đại sảnh không biết là nói cái gì, Tống Uyển Bội mắt đỏ hoe, hết sức tội nghiệp, nữ nhân nhìn cũng thương. Người thường chỉ thấy mặt rực rỡ của Tống Uyển Bội. Ai biết đằng sau giờ bẩn chua chát ra sao? Giám đốc cung, anh nói chuyện này là sao? Tống Tổ Dự nhìn Cung Chí Bằng đi vào, oan khuất nói. Đừng thấy Tống Chí Bằng chỉ là giám đốc chi nhánh Liên Thông Bắc Kinh, ở Bắc Kinh được coi là nhân vật hạng một rồi. Liên Thông mấy năm qua đầu tư ở Bắc Kinh vô cùng lớn, dù sao Bắc Kinh là bộ mặt của bọn họ, Liên Thông có kém tới đâu, cũng phải tranh thủ chút gì đó cho Bắc Kinh, đem so với chi nhánh Bắc Kinh của Di Động. Chi nhánh của Liên Thông Bắc Kinh không kém bao nhiêu, so với các công ty khác thì hơn rất nhiều. Giám đốc chi nhánh công ty chỉ cấp cục, nhưng ở Bắc Kinh đừng so quan lớn quan nhỏ, Cung Chí Bằng có tài hơn các quan viên cùng cấp khác, sống thư thái hơn nhiều. Điều duy nhất làm Cung Chí Bằng khó chịu là chi nhánh công ty và tổng bộ cùng ở Bắc Kinh, thi thoảng lại phải cúi đầu khúm núm với lãnh đạo tổng bộ, không được làm thổ hoàng đế như các giám đốc chi nhánh khác. Cung Chí Bằng ngồi xuống, chân vắt lên. Phải khom lưng cả tối rồi, giờ mới tìm lại cảm giác ăn trên ngồi chốc, phán, chuyện này dù sao bên anh sai trước, tới xin lỗi đâu có gì quá. Tống Tổ Dự ngạc nhiên,
Không ngờ Cung Chí Bằng hoàn toàn không nói giúp mình, bảo Tống Uyển Bội một mình tới xin lỗi, mà cũng biết sẽ xảy ra chuyện gì, vừa rồi còn gọi điện thăm dò Thành Cường, chẳng ngờ chưa nói được một hai câu, đối phương đã ném điện thoại rồi. Có thể thấy Thành Cường tuy căm giận, nhưng không có gian xen vào chuyện này. Tống Tổ Dự hỏi, Giám đốc Cung, ngài Trương đó là ai? Tống Tổ Dự đoán không ra, trong phòng bao của bọn họ, Trương Khắc cực kỳ khí thế làm người ta câm như thóc, còn làm nhục Thành Cường một phen, vội kém Tống Uyển Bội tới xin lỗi, thấy phòng bao bên này toàn là rượu rẻ tiền trong nước, nên không chắc lắm. Hả, Cung Chí Bằng ngớ ra, anh không biết thân phận cậu ấy. Xảy ra chút hiểu lầm, cậu ấy giáo huấn con trai Thành Tấn Kiệt một vố, để lại một người nói muốn mua tinh huy, người đó bảo tôi báo giá, nhưng không nói thân phận của họ. Tống Tổ Dự mặt mày rầu rĩ kể khổ, ngay cả người đắc tội cũng không rõ, biết phải xin lỗi thế nào. Vậy anh và Trần Tín Đạt cùng bán tinh huy cho người ta là xong, không phải các anh suốt ngày kêu ca cái nghề này vừa bận vừa mệt, chẳng hứng thú gì sao? Anh lo người ta không trả nổi à? Cung Chí Bằng phất tay. Ai, Giám đốc Cung đừng làm khó tôi nữa, hôm nay tôi thanh toán, chỉ mong Giám đốc Cung chỉ cho một đường sáng. Tống Tổ Dự cầu khẩn, ông ta chỉ biết đối phương mạnh hơn phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch phát triển, còn sở hữu tài phú khổng lồ tùy tiện mua được tinh huy. Tinh huy mặc dù không so được với các công ty quản lý thế giới, cũng không thể so với anh Vương ở Hong Kong, nhưng trong nước cũng thuộc lại công ty quản lý nghệ sĩ số 1, ít nhiều cũng phải bỏ vài trăm triệu tiền mặt mới mua được. Thời buổi này đám thái tử ra kinh thành hống hách lắm, nhưng mấy kẻ có năng lưng ném mấy trăm triệu ra kèn cựa nhau. Không rõ nội tình ông ta sao dám báo giá, đòi nhiều đắc tội với người ta, đòi ít thì đắc tội với bản thân. Cứ tới nhà xin lỗi đi. Cung Chí Bằng quay sang nhìn Tống Uyển Bội, thầm nghĩ, mỹ nhân quốc sắc thiên hương thế này, mình không có khả năng tranh đêm đầu với Trương Khắc rồi, kéo cô ta xuống bùn, sau này còn có cơ hội chấm mút được. Chút thất vọng chỉ thoáng qua, lại cười nói, tới xin lỗi tương lai có lợi cho cả Giám đốc Tống và Tống Tiểu Thư. Nếu Tống Uyển Bội chấp nhận, Tống Tổ Dự càng không có vấn đề gì, ra ngoài kiếm cơ, chẳng phải mong bán được cái giá cao sao. Người tự xưng là Trương Khắc kia rõ ràng có phân lượng hơn Thành Cường nhiều, chỉ là nếu dâng Tống Uyển Bội cho y, thì đắc tội với Thành Cường, hơn nữa Trương Khắc thái độ quá kém, Tống Tổ Dự không bỏ thể diện xuống được. Chuyện này, chả lẽ cứ tới xin lỗi thế sao? Tống Tổ Dự cười nịnh, thái độ nhún nhặn hết mức có thể, chỉ mong biết xin lỗi sau này có lợi ra sao. Tống Tiểu Thư ngày mai tới xin lỗi, tất nhiên có giao lưu, có trao đổi, tôi không dám vượt quyền. Cung Chí Bằng xoa cái chán hói, Giám đốc Tống, vừa rồi ngồi đây là Phó Tổng Giám đốc Dương Dung Bình của Tổng bộ Liên Thông, ngồi bên là Tổng Giám đốc Tiêu Thụy Dân của Liên Tín. Giám đốc Tống nếu thấy không cần xin lỗi là làm khó chúng tôi đấy, tôi rất mong tiến hành hợp tác vui vẻ với Tinh Huy mà. Chương 1177, làm gì có sói không ăn thịt dê một. Tống Tổ Dự nghe mà cả kinh, ý Cung Chí Bằng đã rõ, ông ta hiểu rõ hợp đồng đại diện giữa Tống Uyển Bội và Liên Thông giải trừ như thế. Liên Thông không chỉ không bồi thường xu nào, mà còn làm như Tống Uyển Bội vi phạm hợp đồng, bắt Tinh Huy phải bồi thường. Thành Ánh Hà nhìn đôi mắt đau đớn của Tống Uyển Bội, có chút không đành lòng, cảm thấy mình và Cung Chí Bằng ngồi đây khác gì diễn trò ép gái nhà lành làm điếm, không nhịn được mở miệng an ủi Tống Uyển Bội, người từng tiếp xúc với Ngài Trương đều biết Ngài Trương là người không tệ. Nói xong câu này liền thấy hối hận, mình không có tư cách nói câu này, tiếp xúc với Trương khác chỉ mới tối nay thôi. Làm sao biết y xấu hay tốt? Tống Tổ Dự biết phải làm sao mới thích hợp, cho dù còn chút mối quan hệ, nhưng không cần phải động can qua, đứng dậy tạm biệt Cung Chí Bằng, rời đi thuận tiện thanh toán tiền luôn ở phòng bao này. Tống Uyển Bội lòng thê lương, nghề biểu diễn trông thì vinh quang lộng lẫy, nhưng ẩn phía sau là đau khổ và chua xót. Mặc dù cô không thích Thành Cường, nhưng công ty nhấn mạnh nhiều lần đó là xã giao công tác, dù Thành Cường đôi khi lời nói cử chỉ có thô lỗ, ít nhất hắn còn kiên nhẫn. Bề ngoài lấy lòng cô, ai ngờ tên khốn kiếp Trương Khắc kia hận không thể lột đồ cô ngay trong phòng bao. Nhìn vẻ mặt Tống Tổ Dự là biết ông ta muốn rút lui rồi, cô và công ty có hợp đồng, trừ khi bất chấp tất cả hủy hợp đồng, hoặc là tìm chỗ dựa mạnh hơn, nhưng kẻ ăn thịt người không nhả xương đó muốn gì. Hai năm qua Tống Uyển Bội nhìn thấu rồi, đôi khi cũng chỉ muốn bán được cái giá tốt, gả vào hào môn mặc dù không phải là lựa chọn tốt, nhưng tốt hơn bị cô lập giữa bầy sói ở chốn hoang dã. Lúc lên xe còn nhìn thấy Tống Tổ Dự gọi trợ thủ của mình tới thì thầm gì đó, Tống Uyển Bội đau xót vô cùng, giống như chết đuối cố vớ lấy cọng cỏ, cô ta gọi điện tìm Thành Cường, nghe tiếng nhắc đối phương đã tắt máy, lòng Tống Uyển Bội lạnh ngắt, tên đó bị người ta đuổi đi như chó,
giờ tới dũng khí bật máy cũng chẳng có. Chỉ có lời của Thành Ánh Hà làm cô mang chút hy vọng, nhưng lại thấy không nên ôm ảo tưởng làm gì, thiên hạ đâu có sói không ăn dê. Sáng hôm sau, ngoài cửa sổ là bầu trời quen thuộc, u ám âm trầm, chẳng có chút sức sống, dõi mắt nhìn ra xa đều là tuyết, tuyết bị gió thổi khô, trông cũng chẳng có chút sức sống nào. Trấn Hương Lâm xuất hiện trước tầm mắt, Tống Uyển Bội cũng từng muốn mua biệt thự ở đây, nhưng hiện chỉ thấy nơi này làm người ta căm ghét. Cổ tay trắng nõn nà của Tống Uyển Bội chống cằm, ánh mắt thất thần nhìn ngoài ô cửa sổ, Tống Tổ Dự phái chiếc Mercedes của ông ta tới đón cô, nhưng cô chẳng hề cảm thấy vinh hạnh chút nào. Đợi xe rẽ vào con đường xi măng dẫn tới Trấn Hương Lâm, Tống Uyển Bội cầm lấy áo khoác, bảo tài xe đỗ lại, quãng đường còn lại tôi đi bộ là được. Trời lạnh lắm, đi xe thì hơn. Quản lý im lăng từ đầu tới giờ đột nhiên lên tiếng, thấy Tống Uyển Bội mắt lộ vẻ tức giận, quay mặt đi nhìn ngoài cửa sổ, giám đốc Tống dặn thế, nếu cô không muốn cứ xe hợp đồng là được, chúng ta chuyển sang công ty khác kiếm cơm. Tống Uyển Bội ngồi sụp xuống, khi cô mới vào nghề chẳng hiểu gì cả. Ký hợp đồng dài hạn 15 năm với công ty, đợi khi cô nhìn ra lòng người hiểm ác, mới biết bản hợp đồng đó là giấy bán thân. Hai năm qua đường đi của cô bằng phẳng thật đấy, tiếng tăm tăng vọt, tiền quảng cáo, tiền thưởng, tiền lương mỗi lúc một cao, nhưng đại bộ phận chảy vào túi công ty, cô được rất ít, trừ khi cô bán thân, nếu không chẳng bồi thường được chi phí bồi thường hợp đồng. Tiếp đó là đoạn đường dài nhất trong cuộc đời cô, lái xe chẳng hề có ý dừng lại, Tống Uyển Bội cho dù có mang chút ảo tưởng. Nhưng lòng vẫn lạnh như mặt nước hồ đóng băng kia, lạnh tới mức làm người ta không kìm được run lên. Xe đi vào khu biệt thự, cả khu biệt thự kiểu trang viên mặc dù bao phủ bởi những tầng tuyết dày, nhưng có thể nhìn ra sự xa hoa trong đó. Đi tới tòa biệt thự bên hồ, Tống Uyển Bội cầm áo khoác xuống xe, mặc dù cửa xe từ từ kéo lên, xe chậm chậm rời đi, nhưng Tống Uyển Bội biết phải đợi cô thực sự đi vào, lái xe mới đi. Sớm phải có giác ngộ này mới đúng. Tống Uyển Bội hít sâu một hơi không khí giá lạnh, nhưng chẳng cảm thấy gì, lòng cô sớm lạnh ngắt rồi, đi tới ấn chuông, cánh cửa sắt màu xám được mở ra, có một thanh niên mặc áo khoác thấm xuất hiện, Tống tiểu thư đến rồi, Khác thiếu gia đang đợi cô ở phòng khách. Trong tiềm thức Tống Uyển Bội muốn rút lui, ở đầu kia của khoảng sân bố trí công phu, Trương Khác đang đứng sau cửa kính gọi điện thoại mắt nhìn chằm chằm về phía này, không biết y đang gọi điện cho ai, nhưng Tống Uyển Bội biết mình không còn đường lui nữa. Hy vọng lời của Thành Ánh Hà hôm qua không phải thuần túy chỉ là an ủi mình. Nhìn thấy Trương Khác vẫy tay gọi mình, Tống Uyển Bội chỉ muốn bỏ chạy, nhưng cưỡng ép mình đi vào. Tôi còn tưởng Tống tiểu thư phải muộn một lúc nữa mới tới cơ. Trương Khác kẹp di động vào cổ, đưa tay muốn giúp Tống Uyển cầm áo khoác, miệng vẫn nói chuyện với người khác. Ừ, đúng thế, cô ấy tới sớm hơn dự liệu. Tống Uyển Bội thiếu chút nữa không kiềm chế nổi, chẳng lẽ trong mắt y mình đê tiện đến thế? Tự dâng tới cửa mà còn nóng vội như vậy. Vẫn đưa chiếc áo khoác cho Trương Khác, lúc này mới chú ý thấy thanh niên lúc nãy không theo vào, không biết là vệ sĩ hay là giúp việc, trong phòng khách chỉ có cô và Trương Khác, chỉ e cả biệt thự cũng không còn ai khác. Vậy tôi cúp điện thoại trước đây. Trương Khác kết thúc điện thoại, cười với Tống Uyển Bội, vốn định phái người tới đón Tống tiểu thư, mới nhớ ra hôm qua quên mất không hỏi Tống tiểu thư ở đâu. Mời Tống tiểu thư vào trong. Nhìn Tống Uyển Bội cởi áo khoác ra, bên trong còn có chiếc áo jacket vàng nón, nhìn qua cổ áo thấy chiếc áo len xám, mặc chiếc quần jean trông rất chắc chắn, thầm nghĩ nếu vén áo cô ấy lên chắc còn thấy cả thắt lưng được cài chặt. Bị Trương Khác nhìn, Tống Uyển Bội khó chịu như gai đâm tim vậy, căn bản không còn tâm trạng nào mà vờ tươi cười nữa, chỉ mong ác mộng đến nhanh qua nhanh. Tống tiểu thư hẳn đói rồi phải không, tôi cũng không ngờ Tống tiểu thư tới sớm như thế, còn nửa tiếng nữa mới có thể dùng cơm trưa, hy vọng Tống tiểu thư không thấy bị thất lễ. Hay là tôi đưa Tống tiểu thư đi tham quan một chút? Trương Khác hỏi. Nhìn ánh mắt Trương Khác hướng lên cầu thang, Tống Uyển Bội dùng mình, nào dám theo y lên lầu. Nặn ra nụ cười như khóc, hôm qua tôi có mắt không thấy núi Thái Sơn, hiểu lầm ngài Trương, hy vọng ngài Trương đại nhân đại lượng, nhà hàng Quốc Đô ở Trấn Hương Lâm có đầu bếp danh tiếng mời từ Pháp tới, hy vọng ngài Trương cho tôi một cơ hội tạ tội. Ồ, thật trùng hợp, đầu bếp người Pháp được tôi mời tới chuẩn bị. Hiện xem ra tôi có ý lấy lòng Tống tiểu thư không uổng phí rồi, vị đầu bếp này còn là mỹ nữ tóc vàng mắt xanh, nghe nói trình độ đạt tới một cảnh giới nhất định rồi. Tống tiểu thư có muốn cùng tôi đi xem nữ đầu bếp biểu diễn không? Trương Khác đưa tay ra mời. Tống Uyển Bội lòng chỉ hận không thể co chân chạy vào bếp, khỏi phải ở một mình với Trương Khác, đi qua một bức tường gỗ đàn khắc chữ, tới phòng xa hoa hết mức, bếp ở đầu kia phòng ăn,
có thể thấy nữ đầu bếp tóc vàng của Pháp đang cúi đầu chuẩn bị thức ăn, còn có trợ thủ giúp tạo hình. Tống Uyển Bội làm gì có tâm tư nào đi thưởng thức tài nấu nướng của mỹ nữ Pháp, chỉ là thấy có thêm một người bên cạnh là thêm một phần an toàn, mới vờ mừng rỡ chạy đến, thiếu điều dán cả người vào nữ đầu bếp. Chương 1178, làm gì có sói không ăn thịt dê 2. Mỹ nữ đầu bếp nấu ăn rất chuyên tâm, đến khi Tống Uyển Bội đến sát bên cạnh mới giật mình nhìn cô, nhưng lại ngạc nhiên quay sang hỏi Trương khác. Tống Uyển Bội một chữ cũng chẳng hiểu, hình như bọn họ nói tiếng Pháp thì phải. Thấy trợ thủ mặc y phục đầu bếp kia vẫn cúi đầu tạo hình bột khoai tây, tựa hồ chẳng hề có ý giúp phiên dịch, thầm nghĩ không nói chuyện được với cô đầu bếp, làm sao nhờ được cô ấy giúp mình qua cửa ải khó này đây. Tống Bội Uyển cũng không ngờ tên khốn kiếp đáng băm vằm này lại hiểu tiếng Pháp, thấy bọn họ đứng đó mắt qua mày lại nói chuyện rất vui, thi thoảng còn liếc mắt nhìn về phía mình, Tống Uyển Bội thấy đi vào biệt thự này còn mong đợi có cứu tinh, đúng là ngây thơ mà trẻ con mới có. Tôi nói với Kalina là cô rất sùng bái món ăn Pháp cô ấy làm, vì thế còn nói dối chút xíu, nói là theo yêu cầu của cô nên tôi mới mời cô ấy tới chuẩn bị món ăn Trung Quốc kiểu Pháp này, còn nói cô là minh tinh điện ảnh cực kỳ nổi tiếng trong nước, nói có cơ hội học tập cô ấy làm món ăn, đem sự tích cô ấy còn rất trẻ đã trở thành đầu bếp đỉnh cấp của Pháp quay thành phim. Kalina rất vui, còn nói sau bữa cơm muốn chụp ảnh lưu niệm với cô để khoe với bạn bè bên Pháp là cô có một người bạn là đại minh tinh. Trương Khác nói chuyện với mỹ nữ đầu bếp xong quay sang phiên dịch qua nội dung cuộc trò chuyện của bọn họ với Tống Uyển Bội. Tống Uyển Bội thấy mỹ nữ đầu bếp nhìn mình với ánh mắt đầy thiện cảm hạnh phúc, không nỡ nhẫn tâm nói ra sự thực, mà hai người ngôn ngữ bất đồng, cũng chẳng thể nói ra được sự thực. Được rồi, chúng ta đừng làm phiền cô ấy nữa, đợi lát nữa thưởng thức tài nghệ của Kalina. Trương Khác đưa tay mời Tống Uyển Bội rời phòng bếp hẹp, ngón tay còn chưa chạm vào người. Tống Uyển Bội đã như bị kim đâm phải tránh sang một bên. Lúc này bên ngoài có một người đi vào, Tống Uyển Bội giật mình quay đi né, khuỷu tay va vào ngực Trương Khác, thấy y ôm ngực cười khổ, té ra Tống tiểu thư không phải tới để xin lỗi, mà là để báo thù. Tống Uyển Bội chẳng cảm thấy lời của Trương Khác có gì đáng buồn cười, chỉ nghĩ y sắp đưa ra yêu cầu vô sỉ trước bữa ăn, lòng hoảng lên. Người kia đi vào thì thầm bên tai Trương Khác cái gì đó cô nghe không hiểu. Chỉ thấy miệng Trương Khác nhếch lên thành nụ cười đầy tà khí. Được rồi, khách đã đến đủ cả, có thể chính thức thưởng thức tài nghệ của mỹ nữ đầu bếp rồi. Trương Khác xoa tay nói. Tổng Uyển đáp lời như cương thi, cùng lúc đó giật mình choàng tỉnh, cái gì, còn có khách khác à? Vốn định mời riêng Tống tiểu thư xin lỗi. Trương Khác cười giải thích, không may vừa vặn có người bạn tới Bắc Kinh, tôi không thể không chiêu đãi, Tống tiểu thư sẽ không cảm thấy tôi không đủ thành ý chứ. Tống Uyển Bội lúc này hoàn toàn không biết phải nói gì, tay vịn vào tường, đợi khôi phục lại sức lực, nghe thấy bên ngoài có tiếng xe hơi truyền vào, thầm nghĩ đúng là có khách thật. Lúc này cô mới chú ý tới lượng thức ăn mỹ nữ đầu bếp chuẩn bị hoàn toàn không phải hai người có thể tiêu hóa nổi, chỉ cảm thấy toàn thân mất hết sức lực, muốn ngã ra đất, Trương Khắc miệng mang nụ cười rất gian nhìn mình, trong lòng đột nhiên hận vô cùng, trước đó cũng hận, nhưng hiện loại hận này hoàn toàn khác. Tống tiểu thư lúc này chắc đã tin tưởng hôm qua tôi không cố ý rồi chứ. Trương Khác đột nhiên ghé vào tai Tống Uyển Bội nói nhỏ một câu rồi đi ra ngoài, còn không quên dặn nhân viên công tác, đưa Tống tiểu thư vào phòng, có lẽ Tống tiểu thư muốn trang điểm lại. Tống tiểu thư lúc đi chỉ hận không thể hủy khuôn mặt của mình, nghĩ gì tới trang điểm. Nghe Trương Khác nói thế, cảm thấy chỗ khuỷu tay y va vào ngực mình hôm qua nhâm nhầm đau. Mắt nhìn Trương Khác đi ra, nước mắt vòng quanh bờ mi. Cô nhịn không khóc ra tiếng, đi theo nhân viên công tác tới phòng vệ sinh, khóa cửa lại, dựa vào cửa, nước mắt không kìm được cứ thế tuôn rơi, cứ thế đi tới trước gương, nhìn khuôn mặt đẫm lệ của mình trong gương, chẳng lẽ kéo tên khốn kiếp đáng băm vằm đó tới đây cho y thấy ngực mình bị y xô một cái tím cả một vùng sao? Khóc liền một hơi, Tống Uyển Bội mới vốc ít nước ấm lên mặt, rửa sạch nước mắt, trên bàn trang điểm chỉ có kem dưỡng da, Tống Uyển Bội rửa mặt xong, để mình trông tinh thần một chút. Lại chạy đi xác nhận cửa thực sự được khóa từ bên trong, đi tới bồn cầu chuẩn bị đi giải mới phát hiện buổi sáng ra ngoài cái thắt lưng quá chắc, lòng càng hận hơn. Mở cửa ra mới phát hiện nhân viên công tác dẫn mình tới đây sớm đã đi rồi, phòng khách có tiếng nói, rất trong trẻo nhu mì, còn có vẻ quen quen, lòng ngạc nhiên, tên khốn kiếp có thể mời ai mà mình lại quen nhỉ. Con người ta càng nhịn càng mót, Tống Uyển Bội không tìm thấy dao kéo gì đó trong phòng vệ sinh. Nghe thấy trong phòng khách hình như đang bàn tán gì đó về mình, càng sốt ruột, càng mót hơn, lại chẳng thể đi nhờ tên khốn kiếp, chạy tới nhà bếp vừa dùng tiếng Anh vừa minh họa với mỹ nữ đầu bếp,
muốn mượn dao hoặc kéo. Nhìn mỹ nữ đầu bếp biến sắc mặt rời đi, Tống Uyển Bội chỉ muốn tìm cái lỗ nẻ mà chui vào, cô chỉ muốn lấy kéo cắt thắt lưng mà thôi, chứ có phải định làm gì đâu, tất cả chỉ tại tên khốn kiếp, y cố ý, rõ ràng y cố ý trêu mình. Nghe tiếng bước chân cấp bách truyền tới, cô không biết phải giải thích nguyên nhân mình muốn mượn kéo ra sao nữa, khuôn mặt tựa cười tựa không của Trương Khác xuất hiện, liền hận không thể đưa tay ra cào nát nụ cười mê người. À không đáng ghét đó, tên khốn kiếp nhất định đoán ra nguyên nhân rồi. Không sao đâu, Tống tiểu thư chỉ muốn mượn kéo cắt móng tay thôi mà, đưa kéo cho tôi. Trương Khác cười hì hì bảo nhân viên công tác đang hết sức cảnh giác. Tống Uyển Bội mót lắm rồi, lại không muốn để lộ sơ hở trước mặt người khác, thấy Trương Khác cầm kéo trong tay, đành ngoan ngoãn theo y đi vào phòng vệ sinh. Trừ cắt móng tay ra, Tống tiểu thư sẽ không làm việc gì khác chứ. Trương Khác dựa vào cửa phòng vệ sinh, không vội đưa kéo cho Tống Uyển Bội. Tống Uyển Bội trừng mắt lên nhìn y, hết cách, đành vén áo lên cho y nhìn nút thắt, thấy Trương Khác cười tươi như hoa, Tống Uyển Bội nhận lấy kéo chỉ muốn chọc vào mặt y một cái, luống cuống khóa cửa lại, cắt thắng lưng xong vội vàng tụt quần ngồi xuống, tiếng nước róc rách tuôn ra, giờ mới nhớ không nghe thấy tiếng bước chân rời đi, tên khốn kiếp vẫn đang đứng bên ngoài, y nghe thấy hết rồi, ôm mặt vùi vào đầu gối, càng muốn cầm kéo chọc vào mặt y. Đợi tâm tình rối loạn lắng xuống, Tống Uyển Bộ mới trang điểm qua loa rồi mở cửa, bên ngoài không có một ai, chẳng biết tên khốn kiếp có chuyện gì đi mất rồi, có lẽ đi ngay từ đầu rồi, không nấp ngoài nghe trộm. Đi ra ngoài, Tống Uyển Bội có một nhóm người đứng ngồi ở phòng khách, có mấy người cô nhận ra, Giang Đại Nhi ca sĩ đang được ưa chuộng của Thế Kỷ Hoa Âm cùng người quản lý Hứa Duy và mẹ của Giang Đại Nhi, còn có Lưu Minh Huy của Cao Khoa KV, trước kia Cao Khoa KV có tìm cô bàn việc người đại diện, nhưng vì vấn đề chi phí mà không thành. Chẳng phải Tống Uyển Bội đòi hỏi quá cáo mà quyền chủ đạo đàm phán nằm trong tay công ty, Tống Uyển Bội biết mình chẳng qua là cái máy kiếm tiền của Tinh Huy thôi. Ngoài ra còn có một phụ nữ ăn mặc sang trọng khí chất cao quý, mặc dù chưa từng gặp, nhưng Tống Uyển Bội nhận ra đó là Tôn Tĩnh Hương, bà chủ của Thế Kỷ Hoa Âm. Hai người khác hôm qua đi cùng Trương Khác tới hộp đêm, không biết tên của họ. Chương 1179, chuộc thân. Buổi chiều tôi phải về kiến nghiệp, mấy ngày mọi người ở Bắc Kinh cứ ở lạ đây là được, ở chỗ này cho yên tĩnh, vào thành phố cũng tiện, tôi để lại thêm hai chiếc xe cho mọi người. Trương Khác đang cùng Tôn Tĩnh Hương nói chuyện, thấy Tống Uyển Bội đi ra, cười nói, Tống tiểu thư đúng là có tư thái trăm vạn người hô mới ra sân khấu, có cần tôi giới thiệu mấy người bạn cho không? Chắc cô cũng quen rồi, thấy mắt cô hơi hồng hồng, trông giống như vừa bôi lên một lớp phấn kẻ mắt lên, thầm nghĩ mỹ nữ đúng là mỹ nữ, cứ tưởng cô ta bị hành hạ một phen như vậy, dung mạo thế nào cũng phải sụt giảm, không ngờ càng thêm vẻ mong manh đáng yêu, hoàn toàn khác vẻ mồm miệng chanh chua đanh đá hôm qua. Tống Uyển Bội lòng giận không có chỗ phát tiết, vẫn còn phải vờ như không hề có chuyện gì, với sự mẫn cảm đặc biệt của nữ nhân, nhận ra ánh mắt Giang Đại Nhi nhìn mình khác với những người khác, cô ngồi xuống ghế sofa cười xin lỗi, đúng là chút thất lễ, không biết Giang tiểu thư, giám đốc Tôn cũng đều là bạn của ngài Trương. Lời này nói không nặng không nhẹ, còn xen vào chút ám muội dụ dỗ người ta nghĩ sang chỗ khác, cô ta vẫn chưa hết sợ, ngồi cách Trương Khác rất xa, mắt lại liếc Trương Khác, rồi chăm chú nhìn Giang Đại Nhi. Giang tiểu thư có một thời gian chưa tới Bắc Kinh rồi, lần này tới là để tuyên truyền, hay là tới gặp bạn? Trương Khác thầm đau đầu, Tống Uyển Bội còn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại đã muốn phản kích rồi, vội vàng chen ngang, đi thẳng vào chủ đề, hôm nay mời Tống tiểu thư qua đây, nói là vì xin lỗi chuyện hôm qua, nhưng chủ yếu muốn hỏi Tống tiểu thư có ý định đổi công ty không? Thế Kỷ Hoa Âm sao? Có thể làm cộng sự với Giang tiểu thư thì đương nhiên tôi rất vui, sao lại có thể không muốn cơ chứ? Tống Uyển Bội cười tươi tắn nhìn Trương Khác, việc phá hợp đồng với Tinh Huy phải trông vào ngài Trương rồi. Nhìn dáng vẻ của cô ta cứ như đã trao đổi trước với Trương Khác vậy. Trương Khác nhìn hai tay Tống Uyển Bội nắm chặt tay ghế sofa, bại lộ trong lòng cô ta vẫn bất an, nhưng miệng lại không chịu thua, chỉ cười, nếu còn dây dưa với cô ta nữa thì chuyện vốn không có cũng thành có. Chuyện gặp gỡ Tống Uyển Bội đã nói qua điện thoại với Tôn Tĩnh Hương và Giang Đại Nhi rồi, hiện chỉ cần bịt cái miệng hiếu chiến của Tống Uyển lại là được. Chuyện cụ thể chị Tôn sẽ trao đổi với cô, nếu như cô đồng ý làm nghệ sĩ của Thế Kẻ Hoa Âm, rắc rối trên người cô sẽ tự nhiên do công ty có nghĩa vụ giải quyết giúp cô. Rồi đứng dậy, có thể ăn cơm rồi, ăn cơm xong với mọi người, tôi còn phải lên máy bay về kiến nghiệp. Không chọc vào nổi thì tránh thôi. Lưu Minh Huy tới Bắc Kinh tất nhiên là khẩn cấp trao đổi với Liên Thông về chuyện nghiệp vụ di động đặt làm.
Cẩm Hồ tỏ thái độ rõ ràng muốn giữ cân bằng giữa Cao Khoa KV và Liên Tín, Liên Thông muốn duy trì hoạt động, nạp thẻ tặng di động, tới sau Tết, chỉ có thể điều di động tầm thấp của Cao Khoa KV tới ứng phó khẩn cấp. Chiếu cố tới thể diện của Liên Thông, Trần Tĩnh bảo Lưu Minh Huy tới Bắc Kinh đàm phán, đúng lúc hắn xuống máy bay thì gặp được đoàn người Tôn Tĩnh Hương, liền cùng tới biệt thự trong rừng làm khách, Lưu Minh Huy vốn cũng muốn tiếp xúc với bên này. Hợp tác với Liên Thông Bắc Kinh mới chỉ là khởi đầu. Nếu Dương Dung Bình thực sự thúc đẩy được nội bộ Liên Thông đem nghiệp vụ di động đặt làm dựa vào kỹ thuật của Cẩm Hồ, quy mô hợp tác sẽ lớn tới mức khó tưởng tượng. Khi tất cả còn chưa ra đâu vào đâu, cứ âm thầm lặng lẽ một chút thì tốt hơn. Đến khi dùng cơm trưa thì tâm trạng cả Tống Uyển Bội mới tính là ổn định trở lại, có điều vẫn có chút ấm ức, cố ý làm ra vẻ có thỏa thuận ngầm với Trương khác, cho nên tuyệt đối không nhắc tới chuyện hợp đồng. Mặc dù cô ta chưa rõ thân phận cụ thể của Trương Khác và mối quan hệ của y với Thế Kỷ Hoa Âm, nhưng hôm qua nhìn khí thế trấn áp thịnh cường của y, cùng việc cô vốn là được Tống Tổ Dự để dành làm giá của Tống Tổ Dự giờ phải, hiến, miễn phí cho Trương Khác mà ông ta không dám ho he gì, hẳn y ra mặt giải trừ hợp đồng với Tinh Huy sẽ không có vấn đề gì. Nhưng hợp đồng với Thế Kỷ Hoa Âm sẽ ra sao, trong lòng Tống Uyển Bội không dám chắc chút nào. Nếu điều khoản hợp đồng còn hà khắc hơn cả với Tinh Huy khác gì thoát khỏi miệng sói lại vào hang hùm. Tống Bội Uyển không cho rằng mình có tư cách đàm phán điều kiện, không thể tự quyết định vận mệnh, cho nên trong nội tâm lúc nào cũng bao phủ mây đen không xua tan được, cho dù bên ngoài cười tươi tắn, nhưng chẳng có chút vui vẻ nào. Lúc ăn cơm Diêu Kiên nhận được một cú điện thoại, nói với Trương khác, Thành Tiểu Thư gọi điện tới, Trần Tín Đạt ông chủ Tinh Huy buổi trưa muốn mời giám đốc chi nhánh Liên Thông Bắc Kinh. Trương khác đưa tay ra, bảo Diêu Kiên đưa điện thoại cho mình, cũng chẳng tránh người khác, nói, Thành Tiểu Thư phải không? Có thể giúp tôi chuyển điện thoại cho Trần Tín Đạt. Tống Uyển Bội đặt dao nĩa xuống, nhìn Trương khác trực tiếp giao thiệp với ông chủ của mình, một lúc sau nghe y nói, Tống Tiểu Thư đang ăn cơm với tôi đây, rất vui vẻ. Tống Uyển Bội hận không thể đâm dĩa vào mặt y, cái mắt nào của y nhìn thấy mình vui vẻ. Kiên nhẫn nghe y nói tiếp, đúng thế, Tống Tiểu Thư rất đáng yêu, tôi rất động lòng. Buổi chiều tôi phải rời khỏi Bắc Kinh không có thời gian gặp mặt giám đốc Trần, không thể đàm phán điều kiện trực tiếp, tôi muốn bỏ 15 triệu ra giải trừ hợp đồng của Tống Tiểu Thư, ông thấy sao? Tống Uyển Bội nín thở chờ đợi câu trả lời, nhưng tất nhiên cô không thể nghe được bên kia ông chủ mình trả lời ra sao. Được chuyện chi tiết tôi sẽ cho người tới bàn bạc với ông. Trương khắc cúp máy, trả di động cho Diêu Kiên, thấy Tống Uyển Bội chăm chú nhìn mình, mỉm cười nói, rất đơn giản. Số tiền này tạm thời do Thế Kỷ Hoa Âm chi trả, Tống Tiểu Thư khi nào kiếm được cho Thế Kỷ Hoa Âm 15 vạn, khi đó sẽ khôi phục được thân phận tự do. Tôn Tĩnh Hương chen ngang, ôn hòa nói, không nghiêm túc như Trương khác nói đâu, công ty có ký hợp đồng quản lý bình thường với Tống Tiểu Thư, xét danh tiếng của Tống Tiểu Thư ở thị trường nội địa, điều kiện có chiếu theo hợp đồng của Đại Nhi, hạn chế duy nhất là Tống Tiểu Thư mang lại lợi nhuận cho công ty không đủ 15 triệu. Tống Tiểu Thư muốn hủy hợp đồng với công ty hoặc không ký tiếp hợp đồng với công ty, cần bồi thường phần chưa đủ. Chúng tôi sáng lập Thế Kỷ Hoa Âm, mục đích vẫn là vì doanh lợi, hy vọng Tống Tiểu Thư thông cảm. Tống Tiểu Thư tay vịn bàn ăn, khẽ thở dài, trước đó không phải là không có công ty khác muốn kéo cô khỏi Tinh Huy, chỉ là Tinh Huy hét giá tới 45 triệu, làm những người chuộc thân cho cô chạy mất dép. Cô ngồi bên cạnh Trương khác, loáng thoáng nghe thấy nội dung cuộc nói chuyện, nghe thấy ông chủ của mình giọng lấy lòng. Cứ như hận không thể ném cái phiền toái là mình ra đường, còn nghe ông ta gọi Trương khác là, khác thiếu gia, xun xoe nịnh bợ như con chó cảnh lấy lòng chủ. Tống Uyển Bội ngầm suy đoán thân phận của Trương khác, xem y xuất thân từ hào môn thế tộc nào. Nghe nói Thế Kỷ Hoa Âm sớm đã có ý định toàn diện tiến quân vào thị trường nội địa, chỉ là mãi không thấy có động tĩnh gì, trước đó cô cũng đã tiếp xúc với người của Thế Kỷ Hoa Âm, chẳng hề thấy bọn họ có hứng thú với mình. Mặc dù tôi rất muốn từ chối bản hợp đồng này, nhưng tôi không thể từ chối được. Tống Uyển Bội khẽ thở dài, thầm nghĩ mấy năm qua mình kiếm được cho Tinh Huy cũng phải 15 vạn rồi, song không có Trương khác ra mặt mạnh mẽ như thế, Tinh Huy căn bản không thể chấp nhận cái giá chuộc thân rẻ như vậy. Chương 1180, đi kẹp chân 1. Tôn Tĩnh Hương lăn lộn nghề này, nhìn thái độ của Tống Uyển Bội thì hiểu phần nào, cười giải thích, bản hợp đồng này với Tống Tiểu Thư tuyệt đối không phải là bố thí gì, xét giá trị của Tống Tiểu Thư trong giới giải trí. Chúng tôi có thể suy tính thay Tống Tiểu Thư trả cho Tinh Huy 40 triệu tiền hủy hợp đồng. Đương nhiên phí hủy hợp đồng càng cao, tương lai không gian lợi nhuận cũng càng hẹp, đối với cá nhân Tống Tiểu Thư cũng rất bất công, có kết quả này, chúng tôi thở phào rồi. Hơn nữa Tống Tiểu Thư có thể tới Thế Kỷ Hoa Âm,
nếu theo hợp đồng người đại diện mà công ty an bài với Cao Khoa KV, lập tức mang về lợi nhuận cho công ty rồi. Hơn nữa chúng tôi cho rằng tiềm lực thị trường điện ảnh của Tống Tiểu Thư ở thị trường điện ảnh cũng rất lớn. Tống Uyển Bội mặc dù không biết Giang Đại Nhi ký hợp đồng thế nào với Thế Kỷ Hoa Âm, nhưng từ tên tuổi và an bài công tác của Giang Đại Nhi là biết Thế Kỷ Hoa Âm căn bản không muốn ép ra thật nhiều lợi nhuận từ trên người cô. Ngoài ra Thế Kỷ Hoa Âm vào nội địa kiếm người mới, điều kiện khá là rộng rãi, quan trọng nhất là công ty quản lý trong nội địa chỉ biết kiếm được nhiều lợi nhuận nhất có thể từ trên người nghệ sĩ, mà không biết tiền hành đầu tư bồi dưỡng lâu dài, khiến cho các nghệ sĩ sau khi thoát khỏi công ty quản lý căn bản không dám ký hợp đồng với công ty quản lý khác, mà trực tiếp tìm anh chị em hoặc bạn bè thân cận làm quản lý của mình. Nhưng như thế người quản lý không có quan hệ, ảnh hưởng gì trong nghề để kiếm về hợp đồng tốt, hay hỗ trợ sự nghiệp của nghệ sĩ, vì vậy chỉ có nghệ sĩ có tên tuổi mới làm thế, hoặc còn có thể bàn điều kiện với công ty quản lý, còn người mới căn bản không có lối thoát nào khác. Giống như khi xưa Tống Uyển Bội ký hợp đồng với Tinh Huy căn bản là không có quyền lựa chọn. Công ty quản lý Hong Kong cũng chính quy hơn ở nội địa, ngoài ra chủ của Thế Kỷ Hoa Âm là nữ nhân, khí chất u nhã cao quý, dung mạo thanh lệ, không cần phải suốt ngày lo mấy cái quy tắc ngầm, thầm nghĩ cô ấy hẳn càng trân trọng bảo vệ nữ nghệ sĩ hơn. Tống Uyển Bội hơi nghiêng đầu sang nhìn Trương Khác đang chuyên tâm xử lý món thịt bò bít tết, trong lòng vẫn hơi tương tức, nhưng cố không hành động theo cảm tính nữa. Không ngốc tới mức từ chối Thế Kỷ Hoa Âm chuộc thân cho mình, gật đồng với Tôn Tĩnh Hương còn nhịn không được châm chọc Trương Khác, Tôn thì lại cho rằng ngài Trương có tiềm lực ở thị trường điện ảnh còn lớn hơn tôi cơ. Nói ra câu này liền hối hận, nếu không có Trương Khác đóng kịch như thế, sao cô dễ dàng thoát khỏi tay Tinh Huy như vậy được. Người thường tức giận, không đáng một xu, còn loại người có quyền thế này nổi giận ít nhất cũng có giá trị vài chục triệu. Giang Đại Nhi ngồi đối diện với Trương Khác cười khúc khích phụ họa, đúng đấy. Cậu vào công ty làm sư đệ tôi đi, để Hứa Duy làm quản lý của cậu đi. Thôi xin, Hứa Duy khinh bỉ nói, cậu ta vào công ty lừa hết nữ nghệ sĩ của công ty đi thì sao? Mọi người cười rộ lên, Trương Khác vẫn chuyên tâm xử lý món thịt bò. Tống Uyển Bội nghe ngữ khí của Giang Đại Nhi và Hứa Duy, nghĩ hẳn họ phải rất thân thiết với Trương Khác, không biết quan hệ giữa những người này ra sao, đột nhiên cảm thấy chân bị ai đó ở đối diện khẽ đá cho một cái. Ngẩng đầu lên thấy Giang Đại Nhi vẻ mặt thiếu tự nhiên, má đỏ hồng, nghĩ chắc cô ấy cũng ý thức được là đá nhầm người rồi. Ăn cơm trưa xong mọi người quay lại phòng khách ngồi, Tống Uyển Bội và Tôn Tĩnh Hương, Hứa Duy đàm phán điều kiện hợp đồng cụ thể, không khác mấy so với dự liệu của Tống Uyển Bội, cô cũng không đề xuất tu sửa gì, định nói muốn đem về mời luật sư xem qua, nhưng nhớ ra trợ lý, quản lý, luật sư đều là người của Tinh Huy, ở Bắc Kinh cô chẳng có ai để thương lượng. Tống Uyển Bộ không đề xuất được tu sửa gì, cũng chẳng có gì để bàn, tất cả cứ mô phỏng theo hợp đồng của Giang Đại Nhi mà ký là được rồi, chỉ nói chuyện con đường phát triển về sau, lúc này Tống Uyển Bộ mới thực sự nhận thức được Thế Kỷ Hoa Âm có chú ý tới mình. Sau khi gia nhập Thế Kỷ Hoa Âm, hợp đồng quảng cáo, hoạt động thương nghiệp công ty an bài ít hơn rất nhiều, làm cô có thêm thời gian và tinh lực đầu tư vào điện ảnh. Nhìn thấy Lưu Minh Huy và thanh niên xuất hiện với Trương Khác ở hộp đêm bàn việc trong thư phòng. Mẹ Giang Đại Nhi đi dạo trong biệt thự, vừa đi vừa ngắm nghía, ngắm rất tỉ mỉ, tựa hồ đang nghiền ngẫm phong cách trang trí biệt thự. Giang Đại Nhi và Trương Khác thì không thấy bóng dáng đâu, vừa vặn bên phía bọn họ bàn việc xong thì hai người đó đi vào, thì ra vừa rồi bọn họ ở sân, bọn họ nếu muốn hẹn hò có cần ra trốn băng thiên tuyết địa đấy không? Chẳng lẽ bọn họ đang vụng trộm? Có điều nhìn nét mặt của Trương Khác chẳng hề có dấu vết gì, tựa hồ giữa hai người họ hoàn toàn trong sáng. Dẫn Giang Đại Nhi đi tham quan biệt thự mà thôi, y xoa xoa tay hỏi, sao rồi, bàn bạc xong chưa? Tôi không hiểu lắm, vì sao Thế Kỷ Hoa Âm lại khác biệt với công ty quản lý trong nước như thế? Tống Uyển Bội quyết định không gây sự với Trương Khác nữa, cô ý thức được lời của y có phân lượng với Thế Kỷ Hoa Âm, nói không chừng là con cháu hào môn đứng đằng sau Thế Kỷ Hoa Âm, nếu cô đã là nghệ sĩ của Thế Kỷ Hoa Âm, phải giữ khoảng cách với ông chủ. Công ty quản lý nội địa không có mô hình bồi dưỡng nghệ sĩ ổn định. Trong tay có được một nghệ sĩ danh tiếng, như châu báu trong trứng gà vậy, sao chẳng ra sức khai thác giá trị nghệ sĩ ở mức cao nhất. Nhân tố tạo thành điều này rất nhiều, sản nghiệp giải trí trong nước mới phát triển, nghề quản lý càng tụt hậu, chưa xuất hiện công ty quản lý thực sự. Một phương diện khác là chưa có nhận thức lâu dài lạc quan về giải trí truyền thông, nên kinh doanh khó tránh khỏi chỉ nhìn vào lợi ích trước mắt. Trương Khác vui vẻ trả lời, suy nghĩ của chúng tôi rất đơn giản, nếu Thế Kỷ Hoa Âm không thể làm được tốt hơn. Không thể có ý nghĩa dẫn đường cho cả sản nghiệp thì thà rằng không làm.
Chèo thuyền ngược dòng rất có khả năng tan xương nát thịt thành đồ hy sinh của cả sản nghiệp, một khi thành công, lợi ích vượt xa với những kẻ chỉ biết chấp nhận hiện trạng. Nếu là người khác nói với mình những lời giống như lừa cô bé con này, Tống Uyển Bội chỉ khịt mũi xem thường, nhưng những lời ấy từ miệng Trương Khác nói ra, khiến người ta tinh thần phấn chấn, có rất nhiều tin đồn về thế kỷ hoa âm, chỉ là ở tận Hong Kông, nên trước đó Tống Uyển Bội không chú ý lắm, chỉ đại khái hiểu được thế kỷ hoa âm là công ty quản lý rất có bối cảnh, nhìn biểu hiện tối qua của Trương Khác là biết tin đồn này không phải giả. Tống Uyển Bội bình thường chẳng suy nghĩ sâu xa như vậy, ngẫm lại các hiện tượng trong nghề mà thường ngày cô thấy, rồi so với lời của Trương Khác, rất có cảm xúc, khẽ gật đầu không nói thêm gì. Trương Khác xem đồng hồ, nói, tôi phải rời Bắc Kinh rồi, giám đốc Lưu muốn vào thành phố, nếu Tống Tiểu Thư muốn về thành phố gấp có thể đi nhờ giám đốc Lưu một đoạn. Mặc dù Tống Uyển Bội rất hy vọng càng sớm giải trừ hợp đồng với Tinh Huy càng tốt, nhưng cũng biết không nên gấp trong hôm nay. Và lại đám Tôn Tĩnh Hương vừa mới vất vả đường xe tới Bắc Kinh, nói không chừng có an bài hoạt động khác, gật đầu nói, vậy làm phiền giám đốc Lưu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 50.